Đại hào môn. Chương 1111 đừng nói nhảm, đem bà ta làm gục xuống nói sau. Vạn đạo hữu, đây chính là ngươi chủ động khởi hấn, đả thương ta Thái Thượng Tông người. Sao Trừ Chín thanh âm cũng nghiêm túc, sắc mặt trở nên âm trầm. Xem ra đạo hữu phải không tiếc khiến cho quý hai ta tông toàn diện xung đột liễu tương đương. Đại chấp pháp lạnh lùng cười một tiếng, nói ra, hừ, khiến cho lưỡng tông toàn diện xung đột, người cái này hậu sinh không khỏi quá đề cao chính mình rồi. Ngươi cho rằng Thái Thượng Tông sự tình, ngươi thật có thể làm chủ được sao? Ngữ khí cao cao tại thượng, khinh thường ý, hiển lộ không bỏ sót. Bọn hắn Hạo Thiên Tông cũng có thiếu tông chủ, cũng là Nguyên Anh Trung Kỳ Tu Vi, bất quá sớm đã tiến giai Nguyên Anh Trung Kỳ nhiều năm, xa không phải Trừ Chín loại này vừa mới tiến giai Tu Vi có thể chịu được bằng được đích. Làm cho là như thế, Hạo Thiên Tông chính thức đại sự, cũng là mấy người bọn hắn lão gia này làm chủ, tại hạch tâm hội nghị thượng, nào có những người khác xen vào phần. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trừ Chín còn trẻ như vậy, tại Thái Thượng Tông địa vị, chỉ có càng kém. Chỉ sợ Thái Thượng Tông những kia chính thức đại nhân vật, còn đang lấy hắn đương làm không dành thế sự xứng sở đầu thanh đến xem. Thái tử cùng Hoàng đế trong lúc đó khác biệt chi cực lớn. Nhâm người nào cũng biết. Trừ Chín lạnh lùng đáp, trừ nào đó nếu như không làm chủ được, ngoại nhân vậy thì càng thêm không làm chủ được. Đại chấp pháp mặt đen lên, đầy mặt vẻ giận dữ. Trừ Chín như vậy chặn ngang một gậy che tiến đến, thật đúng là lại để cho hắn thập phần khó giải quyết. Cái này họ Tiêu tiểu tử, tuy nhất định phải trảo trở về, nhưng Trừ Chín cũng xác thực không dễ giải quyết. Tuy nhiên hắn có 100% tự tin, tung tính toán đối diện ba người liên thủ. Mình cũng có thể thoải mái đưa bọn chúng đánh bại, nhưng ở bắt sống Tiêu Phàm đồng thời còn muốn không làm bị thương Trừ Chín, tự có một chút khó khăn. Trừ Chín có lẽ không thể quyết định Thái Thượng Tông đại kế, nhưng Hạo Thiên Tông đại chấp pháp trưởng lão tại Ninh Quốc địa bàn, đả thương Thái Thượng Tông thiếu tông chủ. Lại cùng Trừ Chín tại Thái Thượng Tông thực tế địa vị một chút quan hệ đều không có. Đây là Thái Thượng Tông thể diện. Phương Thánh Nhân lão gia hỏa kia, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ đích. Nghe nói từ Trừ Chín bị người ám toán qua một lần về sau. Thái Thượng Tông đối với vị này thiếu tông chủ thấy rất nặng, Phương Thánh Nhân đã từng thả ra ngoan thoại. Ai còn dám làm bị thương Trừ Chín một cọng tóc gáy, chính là cùng cả cái Thái Thượng Tông là địch, Thái Thượng Tông hội không tiếc bất cứ giá nào gấp 10 gấp trăm lần trả thù. Lão gia hỏa kia tính tình rất không bình thản. Vì vậy đại chấp pháp tung tính toán tại dưới cơn thịnh nộ, cũng cuối cùng không có trực tiếp đối với Trừ Chín ra tay. Nếu thật là không cẩn thận làm bị thương vị này, tiểu thiếu gia công tử ca, chọc giận Phương Thánh Nhân, cái sọt tựu chọc đại liễu tương đương. Không nói Thái Thượng Tông thật sự hội toàn diện cùng Hạo Thiên Tông khai chiến, chỉ cần đem quan hệ triệt để náo cương, tổn thất cũng là không nhỏ đích. Đương nhiên, vô luận là Hạo Thiên Tông có lẽ hay là đại chấp pháp, đều có thể chịu đựng được khởi như vậy tổn thất, mấu chốt là, như vậy có đáng giá hay không đắc. Nên vậy còn có rất tốt biện pháp giải quyết. Ngay tại đại chấp pháp lửa giận công tâm rồi lại sợ ném chuột vỡ bình thời điểm, một cổ cường đại vô cùng uy á khí tức, theo sương mù bên trong lộ ra. Đại chấp pháp đen kịt trên mặt, hiện lên một vòng vui vẻ. Sau một lát, một đạo áo lam bóng người tại sương mù trung hiện thân ra, đúng vậy Hạo Thiên Tông một vị khác Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, trăm bộ viện thủ tọa trưởng lão. Sư huynh, bắt lấy tiểu tử kia rồi. Trong nháy, áo lam tu sĩ liền đến rừng cây trên không. Lớn tiếng hỏi, ánh mắt sáng ngời. Hướng Tiêu Phàm Trừ Chín bọn người trên thân đảo qua đi. Ở chỗ này, đại chấp pháp lạnh lùng cười một tiếng, nói ra. Áo lam tu sĩ ánh mắt tại Trừ Chín cùng chòm râu dê tử trên mặt quét qua, lập tức liền nhìn về phía đại chấp pháp. Trong mắt mang theo trưng cầu vẻ. Sao lại nhiều đi ra hai cái? Đại chấp pháp hừ một tiếng, nói ra, sư đệ. Cho ngươi tiến cử thoáng một tí. Vị này chính là Thái Thượng Tông thiếu tông chủ Trừ Chín Trừ đạo hữu. Tự xưng cùng bên cạnh Tiêu Phàm Tiêu đạo hữu là huynh đệ. Tiêu Phàm, chính là chúng ta đang tại treo giải thưởng chính là cái kia Hoắc Sơn Quốc lang trung. Áo lam tu sĩ có chút kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, ta không nghĩ tới Tiêu đạo hữu lá gan lớn như vậy, biết rõ chúng ta tại treo giải thưởng đuổi bắt hắn và Thiên Hay cung yêu nữ, còn dám chạy đến Hạo Dương thành đi giết người. Hiện nay hậu sinh, làm việc đều chẳng qua đầu óc sao? Áo lam tu sĩ cười lạnh nói, muốn qua cái gì đầu óc? Sớm đã bị cái kia yêu nữ mê đắc đầu óc choáng váng liễu tương đương. Lập tức chuyển hướng Trừ Chín, lực liền ôm quyền, nói ra, Trừ thiếu chủ, hạnh ngộ. Trừ Chín hai mắt nhíu lại, cực
cười ha hả mà ôm quyền hoàn lễ, nói ra, không dám nhận. Đạo hữu chắc hẳn chính là Hạo Thiên Tông Trăm Bộ Viện thủ tịch Áo Lông đạo hữu. Nghe qua đại danh, như sấm bên tai. Chử Chín những lời này ngược lại xuất từ nội tâm, Hạo Thiên Tông Trăm Bộ Viện được xưng nghiên tận thiên hạ tuyệt học, cố nhiên là khuyết đại chi từ, nhưng Trăm Bộ Viện trưởng lão Tri Uyên Bác, nhưng cũng là nhân sở cộng chi. Người này ở Trăm Bộ Viện thủ tọa, hắn hơn người chỉ có thể tự khỏi cần nói. Trên thực tế, bất luận cái gì một vị có thể tu luyện tới Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, đều là vạn chung không một kỳ tài ngút trời. Vô luận thiên phú, cố gắng có lẽ hay là vận khí, gặp gỡ, thiếu một thứ cũng không được. Áo Lam tu sĩ trầm giọng nói ra, Chử thiếu chủ, người này là ta Hạo Thiên Tông cửu địch, chắc hẳn ngươi đã biết Liễu Tương Đương. Ta cùng vạn sư huynh đuổi hắn mấy ngày mấy đêm, khẳng định phải đưa hắn chóc nã quy án. Tin tưởng Chử thiếu chủ không biết ngăn trở a. Chử Chín ha ha cười một tiếng, nói ra, Áo Lông đạo hữu, Chử nào đó thái độ, đã muốn hướng vạn đạo hữu biểu đạt đắc rất rõ ràng. Tiêu Phàm là huynh đệ của ta, tại Ninh Quốc trên địa bàn, mặc cho ai muốn chảo hắn, đều là cùng ta Chử Chín gây khó dễ. Áo Lam tu sĩ sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói ra, tại sư huynh của ta đệ hai người liên thủ, Chử đạo hữu nói loại lời này, chẳng lẽ không phải lừa mình dối người sao? Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Lệnh tôn không có khả năng không có đã dạy ngươi đạo lý này ha. Chử Chín ngửa mặt lên trời đánh cho cái ha ha, không thèm để ý chút nào nói, hai vị đại tu sĩ chỉ sợ không biết Chử Chín tính cách. Hôm nay ta ở chỗ này, các ngươi muốn đem bả huynh đệ của ta mang đi, chỉ có một biện pháp. Biện pháp gì? Áo Lam tu sĩ hổ nghiêm mặt, lạnh như băng mà hỏi thăm. Đem bả ta làm gục xuống. Đánh phục ta, các ngươi muốn làm gì đều được. Quang muốn làm ta sợ, khó mà làm được. Chử Chín như trước cười mỉm đích, nói ra được lời nói, nhưng lại sao sao đích, không có nửa điểm quay về đường sống. Tiêu Phàm một mực yên tĩnh mà đứng ở bên cạnh của hắn, đối với Chử Chín nói ra được câu nói kia làm ra từng quyết định, tựa hồ cũng là vô điều kiện đồng ý, có một như vậy huynh đệ, nói cái gì đều là dư thừa đích. Hắn nói cái gì chính là cái gì, biết rõ không địch lại, cũng muốn tử chiến rốt cuộc. Cái này đương lúc chỉ cần cùng Chử Chín giảng một câu khách khí lời nói, thì phải là vẽ mặt rồi. Rất tốt. Đại chấp pháp điểm mạnh một cái đầu. Sư đệ, ngươi xem ở cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Họ Tiêu Hậu sinh giao cho ta. Tốt. Áo Lam tu sĩ không có nửa điểm dị nghị. Tuy nhiên sư huynh đệ hai người đều là hậu kỳ đại tu sĩ, tu luyện công pháp lại hoàn toàn bất đồng. Đại chấp pháp ra tài uy mãnh vô cùng, chỉ cần cùng người giao thủ, cơ hồ đều muốn phán sinh tử thắng bại. Áo Lam tu sĩ thân là Trăm Bộ Viện thủ tịch, tinh thông tất cả gia tuyệt kỹ, cực kỳ uyên bác, do hắn để đối phó Chử Chín, tất nhiên là so đại chấp pháp càng thêm phù hợp. Bất kể như thế nào, tại Ninh trong biên giới, tốt nhất có lẽ hay là không cần phải bị thương phương thánh nhân lão gia hỏa kia, bảo bối vướng mắc hạt tương đối đáng tin cậy. Chỉ cần triền trụ cái này không nói đạo lý tiểu tử, đại chấp pháp nắm bắt Tiêu Phàm dễ như trở bàn tay. Chẳng lẽ còn có ai có thể theo trong tay bọn họ cướp người không được? Nghe qua Hạo Thiên Tông đại chấp pháp trưởng lão Hạo Dương Thần Lôi Lô Hỏa Thuần Thanh, Chử nào đó bất tài, rất muốn lĩnh giáo xuống. Thỉnh đại chấp pháp vui lòng chỉ giáo. Chử Chín lại cứ không làm cho bọn họ như nguyện, ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, ống tay áo run lên, càng hoàng trung lượn vòng mà trước, Chử Chín tay trái niết quyết, tay phải vừa nhấc, đương, mà một tiếng, một đạo pháp quyết đánh ra, đánh vào càng hoàng trung thượng. Lập tức một đạo mắt thường có thể thấy được sóng âm cuồn cuộn về phía trước, thẳng đến đại chấp pháp mà đi. Vậy mà cho hắn đến cái tiên hạ thủ vi cường. Đừng nhìn Chử Chín bề ngoài hào phóng, tựa hồ đối với hết thảy đều không thèm để ý chút nào, bên trong quả thực tinh tế. Tuy nhiên đối mặt hai người đều là đại tu sĩ, rõ ràng đại chấp pháp tu luyện công pháp càng thêm phách đạo, chính mình trước triền trụ hắn, người này sợ ném chuột vỡ bình, chắc hẳn cũng không dám thật sao đối với Thái Thượng Tông thiếu chủ đau nhức hạ sát thủ. Lại để cho Tiêu Phàm cùng chòm dâu dê tử liên thủ đối phó Áo Lam tu sĩ, tính nguy hiểm muốn nhỏ rất nhiều. Tiêu huynh đệ, không nên cùng hắn chọi cứng, cuốn lấy hắn, viện binh lập tức tới ngay. Ra tay đồng thời, Chử Chín vẫn không quên truyền âm nhắc nhở Tiêu Phàm một câu. Tại đây tuy nhiên vẫn còn giới núi ở chỗ sâu trong, chung quy đã là Ninh Quốc khu vực, thì ra là Thái Thượng Tông địa bàn. Chòm dâu dê tử núp trong bóng tối thời điểm, phát hiện tình hình không đúng. Đã sớm lặng lẽ đem cầu cứu tin tức phát ra. Đối với chòm dâu dê tử mà nói, Tiêu Phàm sống hay chết, một chút quan hệ đều không có, nhưng thiếu chủ tuyệt đối không thể ra bất luận cái gì sai lầm. Nếu không,
lão tông chủ cần phải lột da các của mình không thể. Làm càn. Mắt thấy Chử Chín cũng dám chủ động hướng tự mình ra tay, đại chấp pháp giận tím mặt, đối với cuồn cuộn mà đến sóng âm nhìn như không thấy, một tiếng quát lớn, cánh tay giương lên, vô số đạo màu vàng lôi điện, lăng không oanh kích mà hạ, lập tức trong hư không đều là tung hoành lập lòe sét đánh. Nhưng ở cái này ầm ầm lôi điện tiếng sét đánh ở bên trong, càng hoàng trung sóng âm lại rõ ràng có thể nghe, cũng không có chút nào bị che lại bộ dáng. Trong khoảnh khắc, màu vàng lôi điện liền ào ào bổ vào sóng âm bên trong, tiếng gầm gừ lại càng kinh thiên động địa. Chử đạo hữu, có lẽ hay là cửu mỗ đến lĩnh giáo ngươi một chút thái thượng vong tình quyết a. Áo lam tu sĩ cười lạnh một tiếng, vừa xài bước ra, nhìn như nhàn nhã, lại đảo mắt liền đến Chử Chín bên người, ống tay áo run lên, hai cái màu dỉ xét sắc dây thường giống như hai cái độc xà giống nhau, theo ống tay áo của hắn bên trong bắn thẳng đến ra, hướng Chử Chín quấn quanh mà đi. Hậu sinh, tiếp chiêu. Đại chấp pháp vừa thấy áo lam tu sĩ ra tay, thân thể nhoáng một cái, liền từ Chử Chín trước mặt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, sau một khắc, tại Tiêu Phàm trước người hiện thân ra, năm ngón tay kia lại một lần nữa ngưng tụ ra một mấy trượng đại màu vàng bàn tay khổng lồ, vào đầu chảo đem xuống. Đường đường hai vị đại tu sĩ, tự không biết bởi vì Chử Chín một, quấy rối, liền là thay đổi lúc ban đầu định ra đến sách lược. Tiêu Phàm hai hàng lông mày có chút dương lên, nhàn nhạt nói ra, vạn đạo hữu, muốn đánh lời mà nói, xin mời chăm chú điểm. Như vậy cao cao tại thượng đấu pháp, cũng không nên lật thuyền trong mương. Phải không, chờ ngươi trước tránh được một chiêu này rồi nói sau. Đại chấp pháp cười lạnh một tiếng, màu vàng bàn tay khổng lồ mãnh liệt ra tốc chảo rơi. Tiêu Phàm tay phải vừa nhấc, chỉ thấy một ngân lập lòe mấy trượng đại nắm tay quả đấm di động hiện ra, hướng về không trung rơi xuống màu vàng bàn tay khổng lồ mãnh liệt đánh đi lên. Cũng là uy mãnh phách đạo lôi điện thần thông. Đảo mắt vàng bạc hai màu lôi điện tự đụng vào nhau. Ầm ầm sét đánh thanh âm, kinh thiên động địa. Trong lúc nhất thời, ven rừng rậm sấm sét vang dội, đánh làm một đoàn, ngay đầy trời sương mù, đều bị nhấc lên đắc hướng bốn phía quay cuồng mà đi, hiển lộ ra đỉnh đầu xanh thẳm là bầu trời bao la. Chương 1112 Thủ tịch Đại trưởng lão. Ha ha, vạn đạo hữu, áo lông đạo hữu tốt như vậy hào hứng, ở chỗ này cùng bỉ tông thiếu tông chủ chơi đùa. Chính đánh túi bụi thời điểm. Xanh thẳm là bầu trời bao la trung xuất hiện mấy đạo nhân ảnh, một cái cởi mở thanh âm, ầm ầm vang lên, cứ việc phía dưới đánh cho sấm sét vang dội, ầm ầm không dứt, mọi người cũng là nghe được thanh thanh sở sở. Đại chấp pháp cùng áo lam tu sĩ cả kinh, lập tức thu tay lại, bỗng nhiên gian tự thối lui đến hơn 10 trượng bên ngoài, đối mắt nhìn nhau liếc, sắc mặt đều trở nên âm u đích, hết sức khó coi. Cái kia mấy đạo nhân ảnh thế tới cực nhanh, trong nháy đã đến trên rừng rậm không. Một cái xoay quanh, liền chậm rãi chậm lại. Trước một người, là một vị râu bạc trắng bồng bềnh lão đạo sĩ, người mặc đan hạc bát quái áo khoác, dưới bàn chân trèo lên vân lý, trong tay một cây phất trần, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, nhìn không tới bao nhiêu nếp nhăn, tóc bạc mặt hồng hào, tinh thần quắc thước, quả nhiên là tiên phong đạo cốt, xem xét cũng biết là đắc đạo cao nhân. Trên người lộ ra khí tức thâm bất khả trắc, vậy mà cũng là một vị nguyên anh hậu kỳ đại cao thủ. Theo sát phía sau ba người, cũng nguyên một đám tu vi không kém, đều có lấy nguyên anh trung kỳ tiêu chuẩn, nhìn về phía đại chấp pháp cùng áo lam tu sĩ ánh mắt rất là bất thiện. Sư thúc, vừa thấy được vị này tiên phong đạo cốt lão đạo sĩ, ngay trước sau như một tùy tiện Chử Chín cũng lập tức trở nên kính cẩn bắt đầu đứng dậy, tiến lên vài bước, khom người làm lễ. Lão đạo sĩ khoát tay áo, con mắt chỉ là nhìn thẳng cách đó không xa Hạo Thiên Tông hai vị đại tu sĩ, nhìn về phía trên dáng tươi cười chân thành. Ánh mắt nhưng lại phong duệ như đao, bất tử bất tật nói, vạn đạo hữu, áo lông đạo hữu, hai vị không tại Hạo Dương thành thanh tu hưởng phúc, ngàn dặm xa xôi chạy đến chúng ta Ninh Quốc để làm khách, vẫn cùng bỉ tông thiếu tông chủ luận bàn so chiêu, quả nhiên là thật hăng hái. Lão đạo hâm mộ được ngay, ha ha. Đại chấp pháp hừ lạnh một tiếng, nói ra, đạo sĩ, người cũng không muốn kỳ quái. Vạn mỗ không có nhiều như vậy thời gian rỗi. Lão phu là vì bên cạnh người cái kia họ Tiêu hậu sinh đến đích. Người này tại ta Hạo Dương thành làm xuống thông thiên đắc tội án, hại chết bỉ trong tông đường trường lão Âu Dương Uy, đây là tử thù. Lão phu cùng cửu sư đệ đương nhiên muốn đem người này trảo trở về. Xử phạt mức cao nhất theo pháp luật, quý tông Chử thiếu chủ ngạnh xanh xanh mà chặn ngang một gậy che tiến đến, che chở cái này họ Tiêu hậu sinh. Chẳng lẽ khi ta Hạo Thiên Tông mềm yếu dễ bắt nạt không được? Lão đạo sĩ sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng lên, đánh cho cái chắp tay,
nói ra, Quý Tông, nội đường Âu Dương Uy trưởng lão ngộ hại rồi. Nhiều năm trước, lão đạo từng cùng Âu Dương trưởng lão từng có gặp mặt một lần, xác thực là tuổi trẻ tài cao thiếu niên tài tuấn, không nghĩ tới. Lại không biết là nguyên nhân nào, mới dẫn phát rồi thảm như vậy hỏa. Áo lam tu sĩ có chút không kiên nhẫn nói, Thanh Bình đạo trưởng. Đây là ta Hạo Thiên Tông ra sự, cũng không nhọc đến đạo trưởng xin hỏi liễu tương đương. Lão phu cùng vạn sư huynh, đối với Quý Tông đều không có nửa phần đắc tội ý, chỉ cần đem cái này họ Tiêu hậu sinh mang đi, nơi đây sự tình liền đã xong kết, cần gì phải phức tạp. Chử Chín ha ha cười một tiếng, nói ra, áo lông đạo hữu nói cho cùng không nhẹ xảo, Tiêu. Phàm là huynh đệ của ta, các ngươi nói mang đi tựu mang đi, khi ta là bài trí không được. Đại chấp pháp lạnh lùng nói ra, Tiêu Phàm giết ta tông chủ cháu ruột nhi. Chính là Hạo Thiên Tông tử địch, phàm ta Hạo Thiên Tông cao thấp, đều cùng với bất cộng đái thiên. Chử đạo hữu tuổi trẻ khí thịnh, huyết khí phương cương, tính thích xúc động, lão phu cũng không cùng ngươi so đo. Đạo sĩ, ý của ngươi như. Tại hắn xem ra, Thanh Bình lão đạo đã đến nơi đây, mới thật sự là nói lời giữ lời người, tất nhiên là khinh thường tại cùng một cái lời trẻ con đi tranh chấp, thắng chi không võ. Lão đạo sĩ vuốt vuốt dưới hàm tuyết trắng râu dài, chậm rãi nói ra, hai vị đạo hữu nói. Tuy có lý, nhưng bị tông thiếu tông chủ nói như thế liễu tương đương. Lại cũng không thấy đắc chính là cố tình gây sự. Tại đây như là đã là Ninh Quốc khu vực, xin thứ cho lão đạo mạo muội. Muốn trước hết mời. Tiêu đạo hữu hồi Long Tuyền Thành đi, biết rõ sự tình ngọn nguồn, làm tiếp quyết đoán. Đạo sĩ, người đang ở đây trêu chọc lão phu không được. Đại chấp pháp giận tím mặt. Sắc mặt thoáng cái đen xuống dưới. Tại hắn xem ra, Thanh Bình lão đạo đây quả thực là hay nói giỡn, người đem người mang đi, đến lúc đó chúng ta trở lên cái đó tìm hắn đi. Thanh Bình lão đạo chậm rãi nói ra, lấy việc cũng nên biết rõ cái đúng sai. Nhân mạng quan thiên, cũng không thể Quý Tông nói cái gì chính là cái gì. Hừ, ai tới trọng tài, ngươi, cũng là các ngươi Thái Thượng Tông, đại chấp pháp không chút khách khí nói. Thanh Bình lão đạo như trước bất tử bất tật nói, vạn đạo hữu, công đạo tự tại nhân tâm. Như Tiêu đạo hữu quả thật làm sằng làm bậy, vô tội sát hại Quý Tông Âu Dương đạo hữu, ta Thái Thượng Tông cũng sẽ không lung tung bao che cho hắn. Đến lúc đó nên xử trí như thế nào, đều có công luận. Nếu không, nếu là bị tông thiếu tông chủ bằng hữu, thực sự tuyệt không dung người khi dễ. Tiếng nói bình tĩnh lạnh nhạt, ngữ khí nhưng lại chém đinh chặt sắt. Hiện trường lập tức an tĩnh lại. Đại chấp pháp cùng áo lam tu sĩ liếc nhau, lập tức nói ra tốt, đạo sĩ, ta liền cho ngươi cái này thể diện. Bất quá, nếu là cái này họ Tiêu hậu sinh, tại các ngươi Long Tuyền Thành đi, lại đương làm như thế nào? Thanh Bình lão tia ánh mắt tại Tiêu Phàm trên mặt đảo qua, chậm rãi nói ra, hai vị đạo hữu yên tâm, tại không có biết rõ sự tình ngọn nguồn trước kia, Tiêu đạo hữu sẽ ở Bỉ Tông làm khách. Nếu quả thật đi, lão đạo phụ trách lại mời về đến. Cái này lời nói được khách khí. Trên thực tế chính là cho Hạo Thiên Tông hai gã đại tu sĩ một cái hứa hẹn. Thực chạy, ta phụ trách cho các ngươi bắt trở lại. Đi. Đại chấp pháp không nói thêm lời nào, dưới chân độn quang cùng một chỗ, trực tiếp hướng tây bắc phương hướng phi độn mà đi, áo lam tu sĩ theo sát phía sau, trong khoảnh khắc tự biến mất ở phương xa phía chân trời. Chử Chín lúc này mới cho Tiêu Phàm tiến cử, nói ra, Tiêu huynh đệ, đây là ta sư thúc Thanh. Bình chân nhân. Cũng là ta Thái Thượng Tông thủ tịch đại trưởng lão. Sư thúc, vị này chính là Tiêu Phàm, ta đã từng cùng ngươi nhắc tới qua đích. Tiêu Phàm bề bộn thức cung kính mà sâu thi lễ, cao giọng nói ra, vô cực môn người hiểu biết ít vãn bối Tiêu Phàm, bái kiến Thanh Bình tiền bối. Khó trách vị này Thanh Bình đạo trưởng cho áp lực của hắn như thế chi cái gì, so tầm thường hậu kỳ đại tu sĩ uy áp chi lực càng cường đại hơn vài phần, lại nguyên lai dĩ nhiên là Thái Thượng Tông thủ tịch đại trưởng lão. Tung tính toán tại Thái Thượng Tông hậu kỳ đại tu sĩ bên trong, Thanh Bình chân nhân coi như là số một đại cao thủ liễu tương đương. Hạo Thiên Tông hai vị đại tu sĩ, chịu như vậy sạch sẽ lợi lạc rời khỏi, cũng là bởi vì lý do này. Thật sự không có nửa phần thủ thắng nắm chắc, cần gì phải dây dưa không ngớt. Vạn nhất xé toang thể diện, thật sao động thủ, chẳng phải là tự rước lấy nhục. Vô cực môn, Thanh Bình lão đạo tuyết trắng thọ lông mày lập tức nhẹ nhàng dương bắt đầu đứng dậy. Trên mặt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Tiêu đạo hữu là vô cực truyền nhân, này cũng có chút ý tứ rồi, lão đạo đã muốn rất nhiều năm không có nghe nói qua, vô cực môn bảng chi truyền thừa, xuất hiện qua nguyên anh kỳ đồng đạo. Xem ra Thanh Bình lão đạo đối với vô cực môn tình hình,
cũng thập phần hiểu rõ. Lại không biết hắn cùng với cả Thái Thượng Tông đối với Vô Cực Môn là cái gì thái độ. Đang lúc Tiêu Phàm trong lòng phỏng đoán thời điểm, Chử Chín đã muốn kêu lên, Tiêu huynh đệ, ngươi là Vô Cực truyền thừa. Làm sao ngươi không nói sớm, mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Tiêu Phàm cười khổ một tiếng, nói ra, Vô Cực truyền thừa sớm đã xuống dốc, tựa hồ còn đắc tội qua cái gì khổng lồ thần bí thế lực, tiểu đệ một mực cẩn thận từng ly từng tí, lại nào dám lung tung lộ ra sư thừa lai lịch. Chử Chín trọng trọng gật đầu, nói ra, như thế. Đến Thiếu Hạo Thiên Tông những người kia, tự đối với các ngươi Vô Cực Môn không có hảo ý. Thiếu Tông Chủ, thận ngôn. Thanh Bình lão đạo lập tức hai hàng lông mày nhăn lại, nghiêm nghị nói ra, trên mặt rất có trách cứ vẻ. Nếu như Chử Chín chỉ là Thái Thượng Tông một gã tầm thường nguyên anh trưởng lão, như thế đánh giá Hạo Thiên Tông, thật cũng không đương làm đại sự. Thái Thượng Tông nguyên anh tu sĩ gần trăm, tầm thường nguyên anh trưởng lão nhưng đại biểu không được Thái Thượng Tông. Nhưng Chử Chín lại được công nhận Thái Thượng Tông thiếu chủ, tương lai tông chủ người thừa kế, mỗi tiếng nói cử động đều có phần được chú ý, cũng như vậy không che đậy miệng, một khi lan truyền đi ra ngoài, lại sẽ khiến Hạo Thiên Tông sâu sắc bất mãn, đồng thời cũng sẽ lại để cho trong tông môn những kia lão quái vật nhận định Chử Chín còn quá trẻ, làm việc không ổn định, không thích hợp kế thừa tông chủ vị. Mặc kệ tại tu chân giới hay là đang phàm tục thế giới, Đông Cung Thái Tử, vĩnh viễn đều quan hệ đến quốc chi căn bản. Bất luận cái gì một lần chữ vị chi tranh giành, cuối cùng nhất đều sẽ ảnh hưởng đến cả tông môn thậm chí quốc gia hưng suy. Thái Thượng Tông đã muốn phát sinh qua một lần, Đoạt Phong Ba, Chử Chín thân chúng kịch độc, bị ép lưu lạc tha hương, mai danh ẩn tích, nhiều lần đều thiếu chút nữa vẫn lạc. Tại lệ thú cánh đồng hoang vu bên trong, nếu không phải đắc Tiêu Phàm viện thủ, từ lâu tại đó chôn xương, lại cũng không trở về được cố hương. Nếu như lại tới một lần đoạt đích, cái kia chả đắc. Mặc kệ Thanh Bình lão đạo ở sâu trong nội tâm có phải là ưa thích vị này sư điệt, vì cả Thái Thượng Tông đại cục suy nghĩ, hắn đều phải đem hết toàn lực giữ gìn Chử Chín thái tử vị, miễn cho Thái Thượng Tông lại phát sinh lần nữa cái gì nội loạn. Đây cũng là thủ tịch đại trưởng lão chỗ chức trách. Chử Chín liền thoảng qua co rụt lại cổ, cười hắc hắc, có chút ngượng ngùng đích, tựa hồ đối với vị này sư thúc có chút kính sợ. Tiêu đạo hữu, người xuất thân nơi nào Vô Cực Tông môn? Thanh Bình lão đạo nhìn về phía Tiêu Phàm, trầm giọng hỏi. Tiêu Phàm bề bộn tức đáp, lão đại trưởng lão xin hỏi, vãn bối trước đây tại Tây Nam Hoắc Sơn quốc Kim Châu Thành tu luyện. Tại Kim Châu Thành thời điểm, hắn đem chính mình xuất thân chuyển qua Nhạc Tây khu, hôm nay đang tại Chử Chín mặt, lại nói như vậy lời nói, lại không khỏi cũng bị vạch trần nói dối. Chỉ có điều trung thổ giới cùng địa cầu, nhưng lại nhất định phải bảo thủ bí mật, một khi bị người truy tra bắt đầu đứng dậy. Sẽ khiến rất nhiều không tưởng được phản ứng dây chuyền. Hoắc Sơn quốc Kim Châu Thành, nói như vậy, đạo hữu chính là Hạo Thiên Tông một mực đều ở treo giải thưởng đuổi bắt cái vị kia Tiêu Phàm Tiêu Y Thánh rồi. Tiêu Phàm khóe miệng hiện lên một vòng cười khổ, nói ra, đúng vậy. Huynh đệ, Hạo Thiên Tông treo giải thưởng chính là cái kia Tiêu Phàm, thật đúng là ngươi a hát. Ta còn chính đang kỳ quái nì, bất quá nói trở lại, ngươi y đạo xác thực cao minh chi đến, ngu huynh một mực đều rất bội phục đích. Ngươi có thể trở thành Hoắc Sơn quốc y thánh, chính là đương nhiên. Chỉ là, làm sao ngươi lại cùng thiên hay tiên tử can thiệp đến một khối đi? Còn đắc tội Hạo Thiên Tông, chuyện này, bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ đích. Chử Chín nói xong, lắc đầu liên tục, hai hàng lông mày chăm chú nhăn bắt đầu đứng dậy, tựa hồ cũng hiểu được chuyện này thập phần khó giải quyết. Chuyện khác cũng thì thôi, giết Hạo Thiên Tông tông chủ cháu ruột nhi, cái này là không thể hóa giải tử thù. Quan hệ đến Hạo Thiên Tông thể diện, trừ phi Tiêu Phàm tử, nếu không tuyệt đối vô pháp thiện bỏ đi. Nơi này không phải tự thoại chỗ, trước hồi Long Tuyển Thành nói sau. Thanh Bình lão đạo lập tức làm quyết định. Chương 1113 Âu Dương Minh Nguyệt. Một tiếng thanh thúy dễ nghe ngao, thẳng lên trời cao. Xa xôi phía chân trời, Hạo Dương Thành phương hướng, dần dần hiện ra một đạo cầu vồng thân ảnh, sáng lạn phi thường, giống như một thiêu đốt hỏa phượng, tại trời xanh đỉnh tự tại bay lượn. Đang tại trong đầu buồn bực hướng Hạo Dương Thành người đi đường đại chấp pháp cùng áo lam tu sĩ liếc nhau, trên mặt đều lộ ra giật mình thần sắc. Và đại trưởng lão tỏa kỵ. Cái này hỏa phượng, hai người bọn họ thật sự quá quen thuộc, Hạo Thiên Tông tất cả nguyên anh đã ngoài trưởng lão biết rõ hơn tất, đây là đại trưởng lão nuôi dưỡng bổn mạng linh sủng Hạo Dương Điểu, có được lấy hỏa phượng hoàng huyết mạch, là trời sinh hỏa thuộc tính linh cầm, đối với hết thảy hỏa thuộc tính công pháp, đều có được ngoài dự đoán mọi người siêu cường lĩnh ngộ năng lực. Nhất là hỏa độn thuật xuất thần nhập hóa.
Cái này Hạo Dương Điểu, chính là đại trưởng lão dấu hiệu, gần đây đã muốn rất ít nhìn thấy Linh Cầm lộ diện. Áo lam tu sĩ nhẹ nói, đại trưởng lão không phải đang bế quan sao? Và đã xảy ra chuyện lớn như vậy, Âu Dương Uy đúng vậy nàng cháu ruột nhi, nàng coi trọng nhất vãn bối đệ tử, thậm chí so thiếu tông chủ sức nặng còn trọng. Nếu là lần này Âu Dương Uy năng đủ thuận lợi đem vô cực môn Hạo Nhiên chính khí cùng chúng ta Hạo Thiên Tông Hạo Dương quyết tan ra làm một thể, có lẽ có thể sáng chế một bộ mới công pháp đến. Áo lam tu sĩ lắc đầu, nói ra, tự nghĩ ra công pháp không phải là không thể được, nhưng đại trưởng lão việc này tự có phải là bước đắc quá lớn chút ít. Vô luận là Hạo Dương quyết có lẽ hay là vô cực môn Hạo Nhiên chính khí, đều là trải qua hơn vạn năm truyền thừa, thiên truy bách luyện công pháp, cho dù muốn cải biến một chữ cũng khó khăn. Đem khác nhau trấn giáo thần công tan ra làm một thể, không phải vạn năm kỳ tài khó gặp, quả quyết khó có thể làm được. Âu Dương Uy tư chất mặc dù dai, cũng còn không có đạt tới tình trạng như vậy. Hắn là trăm bộ viện thủ tọa trưởng lão, tinh nhiên các phái công pháp. Uyên bác vô cùng, nói ra được lời nói. Tự nhiên rất có một phen đạo lý. Và tư chất dấu lớn. Đại chấp pháp lời còn chưa dứt, nhưng trên mặt khinh thường ý, lại cực kỳ rõ ràng. Âu Dương Uy tư chất không kém, nhưng mà lại không chịu hạ khổ công, tập trung tinh thần thầm nghĩ đi đường tắt, nội tình không đầm, thời khắc mấu chốt sẽ xảy ra vấn đề. Nếu không nghe lời, đường đường một gã nguyên anh trung kỳ tu sĩ, như thế nào tại Từ Gia Tông môn tổng đàn, bị một gã nguyên anh sơ kỳ tu sĩ lấn đến thăm đến. Tại chỗ diệt sát, chỉ có điều người tử vì đại chấp pháp cuối cùng cũng không nói đến cái gì lời khó nghe đến. Hạo Dương Điểu thế tới cực nhanh, sau một lát, liền ở chân trời hiển lộ ra rõ ràng thân hình, chỉ thấy cái này Linh Cầm hai cánh triển khai, chừng 5-6 trượng, hai cái thật dài đuôi Linh, lại càng dài đến hơn 10 trượng, lóng lánh lấy hừng hực liệt diễm. Tại trong hư không biến ảo thành cầu vồng dắt quang, cùng trong truyền thuyết hỏa phượng hoàng đồng dạng, sướng được đến kinh tâm động phách. Hạo Dương Điểu đồng dạng liệt diễm bốc hơi sống trên lưng, chân trần đứng vững một gã áo đỏ nữ tử. Đầu đầy tuyết giống nhau tóc trắng, đón gió bay múa, hai ngọn núi cao ngất. Dáng người ngạo nhân đến cực điểm. Nhưng bất luận cái gì Hạo Thiên Tông đệ tử, tại đại trưởng lão trước mặt, đều tuyệt không dám có chút thất lễ. Thực tế tại một ít vãn bối đệ tử trong nội tâm, đại trưởng lão cái kia đạm mạc khuôn mặt. Tuyệt đối so với xinh đẹp vô cùng yểu điệu càng có lực hấp dẫn. Không chỉ nói tại Hạo Thiên Tông, tại Đại Tề Quốc, cho dù tại cả Nam Châu Đại Lục Đông Bắc Bộ, Hạo Thiên Tông đại trưởng lão Âu Dương Minh Nguyệt đều là công nhận tướng mạo đẹp nhất, dáng người nhất xinh đẹp tuyệt thế giai nhân một trong. Cùng lúc đó, Âu Dương Minh Nguyệt đối với nam nhân lạnh lùng vô tình, so nàng xinh đẹp càng thêm nổi danh. Đã muốn không biết có bao nhiêu không rõ ý tưởng, tùy tiện tiến lên đến gần nam xây, chết ở nàng thon dài tố dưới tay. Âu Dương Minh Nguyệt, chí mạng sát thủ, danh tiếng thậm chí so thiên hay thiên tử càng thâm. Rất xa, đại chấp pháp cùng áo lam tu sĩ liền đè xuống độn quang, an tâm chờ. Phút chốc, Hạo Dương Điểu ngao một tiếng, tại hai người mấy trượng bên ngoài dừng lại thân hình, hai cánh nhẹ nhàng vỗ, từng vòng sóng lửa không ngừng hướng bốn phía khuếch tán mà đi, tựa hồ ngay hư không đều ở nóng bỏng nhiệt độ cao bên trong không ngừng vặn vẹo. Và đuổi theo, nhìn thấy đại chấp pháp cùng áo lam tu sĩ, Âu Dương Minh Nguyệt đạm mạc trên mặt thoảng qua lộ ra một tia kinh ngạc. Điều này tựa hồ có chút không đại khả có thể. Ngoại trừ chính cô ta bên ngoài, tọa trấn Hạo Thiên Tông tổng đàn hai đại hậu kỳ cao thủ cùng mặt khác mạnh nhất nguyên anh trung kỳ trưởng lão cơ hồ khuynh xào xuất động, lại còn là truy tìm, người này hung thủ chẳng lẽ cũng là hậu kỳ đại tu sĩ không được. Nhưng ở Hạo Thiên Tông tổng đàn, bất luận cái gì một vị bên ngoài tông đại tu sĩ tiến vào, đều sẽ lập tức dẫn phát phòng hộ pháp trận kịch liệt phản ứng. Nếu như hung thủ không là hậu kỳ đại tu sĩ, cái kia không khỏi quá kỳ quái. Và lên, chào không trở lại, ra chút ngoài ý muốn. Đại chấp pháp đơn giản mà đáp. Âu Dương Minh Nguyệt nhàn nhạt mà nhìn xem hắn, chậm đợi bên dưới. Đại chấp pháp dùng ngắn gọn nhất ngôn từ đem giới trong núi phát sinh hết thảy tự thuật một lần. Và cực môn, cái này họ Tiêu Hậu Sinh, thật sự là vô cực môn đệ tử. Âu Dương Minh Nguyệt trên mặt vẻ kinh ngạc càng đậm. Đại chấp pháp nhìn áo lam tu sĩ liếc, áo lam tu sĩ điểm gật đầu nói, hẳn là, lần này người trên người có hết sức rõ ràng Hạo Nhiên chính khí khí tức, hơn nữa phi thường thuần khiết. Áo lam tu sĩ thân là trăm bộ viện thủ tọa, tinh nhiên các phái công pháp, do hắn đến trả lời đại trưởng lão vấn đề này tốt nhất. Và nhưng còn có vô cực truyền nhân tu luyện đến nguyên anh cảnh giới. Cựu trưởng lão, người cảm thấy người này chân thật cảnh giới, rốt cuộc như thế nào?
Cựu trưởng lão trầm ngâm nói, người này tuổi tác rất, nhưng nội tình đánh cho phi thường dày đặc, chút nào cũng không giống là tham công liều lĩnh bộ dạng. Theo trong cơ thể hắn lộ ra linh lực chấn động đến xem, nên vậy có nguyên anh sơ kỳ đại thành cảnh giới. Và anh sơ kỳ, một gã nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, tuổi còn trẻ, có thể giết Âu Dương Uy ở vô hình. Âu Dương Minh Nguyệt trong mắt hiện lên một vòng lăng lệ ác liệt vẻ. Âu Dương Uy tuy nhiên không phải là của nàng thân truyền đệ tử, nhưng lại nàng cháu ruột nhi, ngày bình thường nàng tại Âu Dương Uy trên người chút xuống tâm huyết, quả thực không ít, thậm chí vượt qua một danh khác chất chi, hiện giữ Hạo Thiên Tông thiếu chủ. Âu Dương Minh Nguyệt tự tin, không chỉ nói nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, coi như là cường đại nguyên anh trung kỳ tu sĩ, cũng không thấy rất đúng Âu Dương Uy đối thủ. Cần gấp nhất chính là, Hạo Thiên Tông Âu Dương gia tộc nguyên anh trung kỳ tu sĩ, bị vô cực môn nguyên anh sơ kỳ tu sĩ giết. Đây mới là Âu Dương Minh Nguyệt hoàn toàn vô pháp tiếp nhận đích. Đại chấp pháp trầm giọng nói ra, chính là bởi vì họ Tiêu Hậu Sinh là vô cực truyền nhân, Âu. Dương Uy ứng đối kế sách khả năng không giống người thường. Âu Dương Uy cưỡng ép hiếp hấp thu vô cực đệ tử pháp lực cho mình dùng, chuyện này, đại chấp pháp cùng cựu trưởng lão đều là rất rõ ràng đích. Và tay tranh chấp, vốn là không được phép nửa phần sai lầm. Đại chấp pháp lại bổ sung một câu. Người ta toàn lực ứng phó muốn giết ngươi, ngươi lại chỉ muốn lấy muốn hấp thu người khác pháp lực, hơi chút sơ thất, chính là tai họa ngập đầu. Đại chấp pháp cái này phỏng đoán, cũng là có một bộ phận tiếp cận sự thật, Âu Dương Uy xác thực là muốn hút làm Tiêu Phàm pháp lực. Bất quá bọn hắn mấy cái đều không có đem Tiêu Phàm biến thái cường hãn cân nhắc ở bên trong, Tiêu Phàm chân thật sức chiến đấu sớm đã xa xa vượt ra khỏi cảnh giới của hắn. Và là như thế, khó trách thiên hay hội tự hạ mình, cùng cái này tuổi trẻ hậu sinh cùng một chỗ. Quả nhiên đánh tốt tính toán. Âu Dương Minh Nguyệt nhẹ khẽ hừ một tiếng. Đại chấp pháp cùng cựu trưởng lão hai mặt nhìn nhau, có chút không rõ Bạch đại trưởng lão lời này ra sao chỗ chỉ. Âu Dương Minh Nguyệt cũng không giải thích. Lập tức hỏi, nói như vậy, dưới mắt cái này họ Tiêu Hậu Sinh, là ở Thái Thượng Tông trong tay. Và cái kia Trừ Chín luôn miệng nói Tiêu Mỗ là huynh đệ của hắn, lại không biết giao tình của bọn hắn từ đâu mà đến. Âu Dương Minh Nguyệt nhàn nhạt nói ra, Phương Thánh Nhân cái này giả tử, trước sau như một phi dương khiêu thoát, nhanh nhẹn, cho tới bây giờ đều là làm theo ý mình. Thái Thượng Tông tương lai giao cho trong tay người này, chỉ sợ sẽ là Phương Thánh Nhân cả đời này phạm nhất sai lầm lớn. Và phải thật lâu chưa từng nghe tới Phương Thánh Nhân tin tức, sợ là già nên hồ đồ rồi. Và già nên hồ đồ rồi, Thanh Bình lão đạo nhưng còn không có hồ đồ. Cái này lão ngưu tỷ tử tinh minh rồi cả đời, chắc hẳn cũng sẽ không ở phía sau phạm hồ đồ. Xem ra có tất yếu đi Trọng Thiên Cung đi một lần liễu tương đương. Đại chấp pháp cùng cựu trưởng lão liếc nhau, trầm giọng nói ra, đại trưởng lão, chúng ta hảo. Thiên Tông cùng Thái Thượng Tông giao tình trước sau như một hời hợt. Đại trưởng lão cùng Thanh Bình lão đạo trong lúc đó, càng là có chút tiểu ăn tết ân oán. Cái này đương lúc đi Trọng Thiên Cung, có thể hay không ở giữa hắn hạ nghi ngờ. Âu Dương Minh Nguyệt sắc mặt khôi phục im lặng, bình thản nói, ta cùng Thanh Bình lão đạo trong lúc đó ngày xưa những kia tiểu ăn tết ân oán cũng sớm đã tan thành mây khói. Người tu chân, trong lồng ngực phiền muộn nếu là như vậy nặng, ngày nào mới có thể năng lực chứng nhận đạo trường sinh. Thế gian này không có gì không thể giao dịch, chỉ cần ra một cái giá lớn cũng đủ, đạo sĩ kia không phải người hồ đồ, sẽ biết như thế nào lựa chọn đích. Đại chấp pháp trên mặt lại hiện lên một vòng sắc mặt giận dữ, nói ra, việc này vốn là cùng hắn Thái Thượng Tông không quan hệ, nhất định phải lăng không chọc vào một gậy che tiến đến, quả thực chính là khinh người. Ngẫm lại cũng là, Tiêu Phàm giết Hạo Thiên Tông trưởng lão, là Hạo Thiên Tông tử thù, Hạo Thiên Tông muốn đem hắn trảo đi về hỏi tội, chính là thiên kinh địa nghĩa. Dựa vào cái gì Thái Thượng Tông muốn chặn ngang một đạo, tiến đến làm dối. Bọn hắn bao che Hạo Thiên Tông cửu nhân, lại muốn Hạo Thiên Tông tốn hao to như vậy một cái giá lớn đi theo trong tay bọn họ yếu nhân, đây không phải khi dễ người sao. Hạo Thiên Tông lúc nào biến thành như vậy mặc người đắn đo quả hồng mềm. Và quả Tiêu Phàm thật sao cùng Trừ Chín có chút giao tình lời mà nói, chuyện này không thể hòa giải Thái Thượng Tông không quan hệ. Trừ Chín người này, cho tới bây giờ cũng không giảng quy củ đích. Ngược lại cùng lúc tuổi còn trẻ Tiết Phương Thánh Nhân có chút tương tự, rất giảng nghĩa khí, lại không thế nào giảng đạo lý. Âu Dương Minh Nguyệt ngữ khí ích phát bình nhạt, tựa hồ đối với Trừ Cửu sư đồ phụ tử đô rất hiểu rõ. Tự nhiên, Trừ Chín nếu như chỉ là một tên bình thường nguyên anh trung kỳ tu sĩ, đó là tuyệt đối đều không vào được Âu Dương Minh Nguyệt pháp nhãn. Đã thân là Thái Thượng Tông thiếu chủ, tình hình tất nhiên là bất đồng.
Hạo Thiên Tông Thái Thượng Tông tiếp giáp mà cư, lẫn nhau trong lúc đó đều có chút ảnh hưởng, đây là khó mà tránh khỏi đích. Và dạng thứ nhất, chẳng phải là yếu thế tại người. Đại chấp pháp tựa hồ đối với đại trưởng lão đề nghị cũng không ủng hộ. Âu Dương Minh Nguyệt lắc đầu, nói ra, sách lược mà thôi. Vô luận là ai, cũng không luận cái kia tông môn, đều khó có khả năng vĩnh viễn chiếm hết thượng phong. Có được giãn được, mới được là sinh tồn chi đạo. Chúng ta lúc này đây cho bọn hắn mặt mũi, cái này mặt mũi, bọn hắn sớm muộn muốn trả trở về đích. Đại chấp pháp như trước nén giận không nói. Âu Dương Minh Nguyệt khe khẽ thở dài, nói ra, người nếu thật sự không muốn, quên đi, ta cùng cửu trưởng lão đi Trọng Thiên Cung chính là. Và, hơi khoảnh, đại chấp pháp theo yết hầu ở chỗ sâu trong tóe ra như vậy một chữ, sắc mặt âm u đích. Âu Dương Minh Nguyệt gật gật đầu, dưới chân trắng như tuyết gót sen một điểm, Hạo Dương điểu phóng lên trời ngao, bảy thải hà quang lóe lên, về phía trước kích bắn đi. Chương 1114 huynh đệ. Ninh Quốc Đô Thành Long Tuyền Thành. Cùng đều xà thành đồng dạng, Long Tuyền Thành ở bên trong, cũng có một tòa cao vút trong mây ngọn núi, sườn núi đã ngoài. Liền cả ngày bị sương mù bao trùm, nhìn về phía trên mông lung, đẹp không sao tả xiết. Ngọn sơn phong này, tên là Phiêu Miểu Phong, còn có một biệt danh, gọi 33 Trọng Thiên. Đủ thấy hắn cao. Cao như vậy phong, phổ người bình thường là vô luận như thế nào đều leo trèo không được đích. Cho nên ngoại trừ tại chân núi bộ vị xây dựng một ít cầu thang, trên sườn núi, liền không. Nữa cầu thang, mãi cho đến tiếp cận đỉnh núi chỗ, cầu thang mới lại lần nữa xuất hiện. Lại là vì, vùng này bắt đầu có đại lượng công trình xây dựng. Phiêu Miểu Phong Thượng Trọng Thiên Cung, chính là Nam Châu Đại Lục Thập Đại Chính Đạo Tông Môn một trong Thái Thượng Tông Tổng Đàn chỗ mà. Phiêu Miểu Phong 33 Trọng Thiên biệt danh, vì vậy mà đến. Bên ngoài trong mắt người Trọng Thiên Cung, chỉ đúng là cái này trên đỉnh núi tất cả công trình xây dựng, tại Thái Thượng Tông đệ tử trong mắt, chỉ có đỉnh núi cái kia một tòa cự đại cung điện, mới gọi Trọng Thiên Cung. Chỉ có tại trong tông môn có trọng đại lễ mừng thời điểm, mới có thể bắt đầu dùng Trọng Thiên Cung, ngày thường nghị sự, đãi khách, tự nhiên đều có. Khác nơi đi. Tại đại đa số đệ tử cấp thấp trong mắt, Trọng Thiên Cung là chân chính nhân gian tiên cảnh, thánh khiết vô cùng. Mọi người nằm mơ cũng không nghĩ tới, tại Trọng Thiên Cung một tòa thiên điện trong hậu hoa viên, vậy mà hội dâng lên một cổ khói bếp, xen lẫn từng đợt thịt nướng hương khí. Vân, vân từ từ thịt nướng. Xin nhờ. Đây là đang Trọng Thiên Cung. Ở tại Trọng Thiên Cung nguyên anh tổ sư đám bọn họ, ai còn cần ăn thịt người gian khói lửa sao? Có mắt tiêm người nhận ra, cái kia lại là thiếu tông chủ tẩm điện. Thiếu tông chủ tại thịt nướng ăn. Mặc dù nhưng đáp án này như thế khiến người ngoại ý, nhưng là duy nhất chính xác đáp án. Ngoại trừ Chử Chín chính mình, những kia phục thị nô tài vú già. Tuyệt đối không có lá gan lớn như vậy, có can đảm tại thiếu tông chủ tẩm điện, hậu hoa viên thịt nướng. Một đại tùng tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát kỳ hoa dị thảo bên cạnh. Chử Chín cùng Tiêu Phàm ngồi trên mặt đất, trước mặt giấy lên một đống đống lửa. Chử Chín trong tay giơ một cái xiên sắt thượng cắm một đầu thú con, nướng đến khô vàng thơm nức, dầu trơn suy suy mà nhỏ tại đống lửa phía trên, phát ra tất tất ba ba bạo vang lên thanh âm, mạnh mẽ đem người tham côn trùng câu dẫn. Một đám vú già người hầu xa xa đứng ở hơn 10 trượng bên ngoài, nguyên một đám hé miệng mỉm cười. Tựa hồ cảm thấy cái này tình hình cực kỳ thú vị. Tuy là vú già người hầu, lại ít nhất đều có chút cơ kỳ tu vi. Trong đó không ít có lẽ hay là chút cơ hậu kỳ, chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào kim đan kỳ. Tận mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì hầu hạ vị này thiếu tông chủ ngày bình thường làm việc dùng tiêu sái nổi tiếng, cho tới bây giờ cũng không đạo quy thủ củ, nhưng mà tại hậu hoa viên ngồi trên mặt đất thịt nướng ăn, thật đúng là đầu một hồi nhìn thấy. Bởi vậy có thể thấy được. Hôm nay đến vị khách nhân này, tại thiếu tông chủ trong suy nghĩ sức nặng là bực nào nặng. Tiêu Phàm khóe miệng cũng hiện lên một vòng vui vẻ. Uy trấn đại Ninh quốc Thái Thượng Tông thiếu tông chủ, đường đường nguyên anh trung kỳ tu sĩ, xấy cái thịt lại khiến cho chính mình luống cuống tay chân đích. Ngay trước sau như một rụt rè Tiêu chân nhân cũng không nhịn mỉm cười. Chử Chín thủ đoạn một phen, một ngụm óng ánh đoạn kiếm di động hiện ra, ước chừng 6 dài 7 tấc, bá, một tiếng. Cắt lấy một khối khô vàng thịt nướng đến, trước bỏ vào chính mình trong miệng, chậm rãi nhấm nuốt. Tinh tế biện vị, thỏa mãn gật gật đầu, lúc này mới dùng đoàn kiếm lại cắt xuống một khối thịt nướng, đưa cho Tiêu Phàm. Cười ha hả nói, đến, huynh đệ, có thể ăn được, hương vị thật đúng là khá tốt. Tiêu Phàm không nói hai lời, theo trong tay hắn tiếp nhận bóng nhẫy đoàn kiếm,
đem thịt nướng đưa vào trong miệng của mình, cười nói ăn ngon, cửu ca thịt nướng thủ đoạn càng thêm cao. Ha ha, đó là, không dối gạt huynh đệ nói, ca ca ta tham trùng đi lên lúc, đã từng đi ra ngoài thành, hóa thành phàm nhân, cùng thế tục gian những kia người buôn bán nhỏ cùng một chỗ, uống chén rượu lớn đại khẩu ăn thịt, thật sao thống khoái được ngay. Còn nhận thức nhiều cái bằng hữu, chỉ tiếc, đều không có gì linh căn, tu luyện không được pháp thuật, qua mấy thập niên, cả đám đều hóa thành đất vàng, ta cũng vậy hứng thú vị đần độn liếu tương đương. Không nghĩ tới huynh đệ ngươi lại tới nữa, thật sự là quá tốt, ca ca ta hôm nay cái cao hứng. Đến, uống rượu. Nói xong, nắm lên trong tay đỏ thẫm hồ lô rượu, hướng Tiêu Phàm cử động một chút. Tiêu Phàm cũng nắm lên trong tay đỏ thẫm hồ lô rượu, cùng Chử Chín đụng một cái, hai người đều ngẩng cổ, giơ lên hồ lô rượu, sùng sục uống vài đại khẩu, đồng thời phun ra một khẩu đại khí, liếc nhau, cười lên ha hả. Trốn ở xa xa người hầu vú già đám bọn họ lại càng kinh ngạc, thật không biết thiếu tông chủ còn có loại kinh nghiệm này, rõ ràng hóa thành phàm nhân đi cùng người buôn bán nhỏ cùng một chỗ uống rượu ăn thịt, vẫn cùng phàm nhân kết giao bằng hữu. Ngoại giới đều nói thái thượng tông thiếu tông chủ, hoang đường, xem ra thật đúng là có chút hít đạo lý nhỉ. Huynh đệ, đem ngươi những năm này kinh nghiệm, nói cho ta nghe một chút, ta một mực đều ở ghi nhớ lấy ngươi. Trước đó không lâu tại Hạo Thiên Tông mụ nội nó chính là cái kia chó má huyền thưởng lệnh thượng chứng kiến có một gọi Tiêu Phàm đích, ta liền cho hoài nghi là ngươi, chỉ tiếc đại trưởng lão chảo được ngay, không cho ta rời xa Ninh Quốc, nói cách khác, ca ca đã sớm đi Hoắc Sơn Quốc tìm ngươi liễu tương đương. Chử Chín vừa nói vừa lắc đầu, rất có điểm tự diễu hương vị. Tiêu Phàm cũng không khỏi bật cười. Xem ra trước kia náo qua trận kia, đoạt phong ba, về sau. Thái Thượng Tông đối với vị này mất mà được lại thiếu tông chủ bảo bối đến tột đỉnh trình độ, vậy mà cấm hắn rời đi Ninh Quốc, thật giống như cưng chiều con cái cha mẹ, văn thơ đối ngẫu nữ an nguy coi trọng đến cố chấp tình trạng. Đường đường một vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ, lại bị cấm túc. Năm đó, tiểu đệ đánh bậy đánh bạ, xông vào lệ thú dãy núi ở chỗ sâu trong. Uống một ngụm rượu, Tiêu Phàm liền bắt đầu giảng thuật chính mình mấy chục năm kinh nghiệm. Hắn vốn không phải nói nhiều loại người. Cũng không giỏi về thêm mắm thêm muối, miêu tả bắt đầu đứng dậy không khỏi có chút bình thản. Bất quá cái này đoạn kinh nghiệm thật sự là mạo hiểm vạn phần, Chử Chín nghe được hết sức chăm chú, không phải nặng nề vỗ đùi, chửi bậy vài tiếng. Thấy những kia hầu hạ người hầu vú già nguyên một đám mắt to chừng đôi mắt nhỏ, hoàn toàn trở lại thẫn thờ. Nếu như vị này tương lai thực làm tới Thái Thượng Tông Tông chủ, còn thật không biết hội đem Thái Thượng Tông quản thành cái gì bộ dáng. Chử Chín lại không thèm để ý chút nào, thậm chí cái này Thái Thượng Tông Tông chủ tương lai rốt cuộc có thể hay không lên làm, hắn cũng một điểm đều không để ý. Duy đại anh hùng có thể bản sắc. Quả thật, đối với cùng thiên hay tiên tử cùng một chỗ cái này đoạn, Tiêu Phàm cũng chút nào đều không có hướng Chử Chín giấu giếm. Đối với Chử Chín, hắn là hoàn toàn tín nhiệm, ngoại trừ trung thổ giới cùng địa cầu cái kia một đoạn, cơ hồ cái gì cũng có thể thả nói. Đương nhiên, liên quan đến thiên hay cung bí mật, Tiêu Phàm cũng lược qua không đề cập tới. Hắn và Chử Chín là bằng hữu, có thể chia sẻ bí mật, nhưng thiên hay cung bí mật, cũng không thuộc về cho hắn. Điểm này, là nhất định phải phân rõ sở đích. Ha ha, tốt, tốt, nói như vậy, huynh đệ người thật sự là nhân họa đắc phúc. Cái này rất nhiều đau khổ, cuối cùng nhất ngược lại thành toàn ngươi. Gian nan khốn khổ, ngọc mày tại thành. Đúng vậy. Đến, uống rượu uống rượu. Hai người giơ lên hồ lô rượu đụng một cái, lại sùng sục uống vài đại khẩu. Cửu ca, người năm đó là như thế nào theo cắt đen môn cát lão quái trong tay rời khỏi hay sao? Nuốt xuống rượu, lại ăn một khối thịt nướng, Tiêu Phàm hỏi. Chút nào cũng không để ý hình tượng, giơ lên ống tay áo sát một chút bóng nhễ miệng. Tiêu chân nhân thường ngày rụt rè, thực chất bên trong đầu, lại đầy cõi lòng hiệp liệt khí. Hắc hắc, năm đó vây khốn ta đích, chính là đoạn trường thảo chi độc. Huynh đệ giúp ta đem bà độc này giải hết, chính là một cái cát lão quái được coi là cái gì. Cho dù ta khi đó còn giết không được hắn, muốn theo trong tay hắn rời khỏi, nhưng lại không tốn sức chút nào. Tính toán hắn thức thời, không có lại đến đuổi theo ta. Chử Chín vừa cười vừa nói, cũng không bao nhiêu phiền muộn ý, tựa hồ đối với năm đó bị cát lão quái bắt lấy, cưỡng bức tham gia cái kia lệ thú cánh đồng hoang vu đánh cuộc, cũng không phải thập phần ghi hận. Lấy việc có nguyên nhân thì có quả. Thẳng nếu không phải cát lão quái buộc hắn tham gia lệ thú cánh đồng hoang vu đánh cuộc, tự không gặp được Tiêu Phàm, tự nhiên thì không người thay hắn giải đoạn trường thảo chi độc,
cái kia về sau hết thảy, liền đều muốn sửa liễu tương đương. Lại nói tiếp, Cát lão quái cũng là trong lúc vô tình thúc đẩy Trừ Chín trở về. Tự nhiên, giống như Trừ Chín nói, tại hắn rời đi thời điểm, Cát lão quái không có đuổi giết hắn. Nếu không nghe lời, chỉ sợ cái này đương lúc Cát đen môn đã sớm cả nhà bị diệt. Chính là một cái vực bên ngoài bang phái, chỉ có hai gã nguyên anh sơ kỳ tu sĩ tọa chấn, Thái Thượng Tông tùy tiện phái vài tên nguyên anh trưởng lão xuất mã, có thể đem Cát đen môn giết được không còn một mảnh. Đủ thấy Trừ Chín bề ngoài hào phóng, bên trong nhưng tuyệt không phải người hiếu sát. Có lẽ, đây cũng là Thái Thượng Tông các tiền bối đưa hắn tuyển vì Thái tử nguyên nhân chủ yếu. Thái Thượng Tông như vậy siêu cấp chính đạo hàng loạt, nếu như một ngày kia bị tàn nhẫn người hiếu sát khống chế, làm hại chi liệt, quả thực khó có thể tưởng tượng. Tiêu Phàm gật gật đầu, nói ra, cửu ca tu luyện Thái Thượng Vong Tình Quyết quả nhiên lợi hại, tiến giai tốc độ cực nhanh. Trừ Chín cười ha hả nói, hắc hắc, ta tình hình này, hòa huynh đệ ngươi không sai biệt lắm, coi như là hậu tích bạc phát a. Năm đó ở Kim Đan hậu kỳ chậm trễ thời gian tương đối nhiều, đột phá bình cảnh về sau, tiến cảnh có lẽ hay là rất nhanh đích. Nói sau, cái này cũng không hoàn toàn là ca ca ta công lao của mình, ha ha. Điểm này, Tiêu Phàm tự nhiên giải thích. Thật vất vả, mất tích thiếu tông chủ trở về, cái kia vẫn không thể vật gì tốt đều trước tăng cường hắn a hát. Dùng Thái Thượng Tông thế lực to lớn cùng với thân gia chi phong phú, muốn cho dự trữ tông chủ ăn chút hít nghịch thiên chi vật, ngạnh xanh xanh đưa hắn đưa vào nguyên anh trung kỳ, độ khó thật đúng là không lớn. Huống chi, Trừ Chín trụ cột vốn là đánh cho cực kỳ vững chắc. Huynh đệ, cái kia Âu Dương Uy là chuyện gì xảy ra, cũng nói cho ta một chút, xem chừng hạo. Thiên tông những người kia, rất nhanh tự hội đã tìm tới cửa. Trừ cửu tướng một khối thịt nướng đưa vào trong miệng, nói ra. Người này tàn nhẫn bạo ngược, chết chưa hết tội. Tiêu Phàm không chút khách khí nói, lập tức liền đem việc này tiền căn hậu quả nói tất cả một lần. Dùng vô cực môn đệ tử vì lô đỉnh, 20 năm gian giết hại mấy chục người, cái này vương bát đản. Trừ Chín vừa nghe, liền là giận tím mặt, mắng. Huynh đệ, loại này đồ hỗn chướng giết được tốt, một chút cũng không oan. Đổi lại là ca ca ta, cũng đồng dạng giết hắn. Mụ nội nó đích. Đúng vậy. Mặc kệ người này là ai, cũng không quản hắn khỉ gió có nhiều hơn chỗ dựa, tiểu đệ ta đều tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Đó là tự nhiên, huynh đệ ngươi yên tâm đi, chuyện này đã ta biết rồi, tự nhất định sẽ quản rốt cuộc, dù cho như vậy cùng Hạo Thiên Tông trở mặt khai chiến, cũng sẽ không tiếc. Trừ Chín nói ra, ngữ khí thập phần tùy ý, tựa hồ hết thảy đều là như vậy thiên kinh địa nghĩa, đương nhiên. Ừm, Tiêu Phàm gật gật đầu, cũng không nói cái tạ chữ. Xác thực đã không còn gì để nói đích. Hắn là Trừ Chín huynh đệ, Trừ Chín cũng là huynh đệ của hắn. Cái này như vậy đủ rồi. Đến, uống rượu. Chương 1115 thâm bất khả chắc. Từng tiếng càng chim hót, vang vọng trọng thiên. Xa xa trời xanh, một đoàn hỏa vân, đem nửa bầu trời tế đều nhuộm đắc đỏ rực đích, phảng phất muốn bốc cháy lên. Chính đoàn khởi đỏ thấm hồ lô chuẩn bị uống rượu Trừ Chín, hai hàng lông mày nhăn lại. Đem đưa tới bên miệng hồ lô để xuống, hừ một tiếng, nói ra Âu Dương Minh Nguyệt đến rồi. Đại trưởng lão, Tiêu Phàm lông mày cũng nhẹ nhàng cho một chút. Đối với cái này vị danh chấn thiên hạ Hạo Thiên Tông đại trưởng lão, thiên hay thiên tử đã từng hướng hắn nói tới, miêu tả thoại ngữ không nhiều lắm, ngữ điệu cũng rất bình thản. Bất quá thiên hay thiên tử cuối cùng phảng phất rất tùy ý mà nhắc nhở Tiêu Phàm một câu, nếu như đụng phải nữ nhân này, chạy. Những lời này lưu cho Tiêu Phàm ấn tượng quá sâu khắc lại. Nâng lên Hạo Thiên Tông những người khác thời điểm, kể cả đại chấp pháp cùng trăm bộ viện đại trưởng lão những này hậu kỳ đại tu sĩ, thiên hay thiên tử đô chưa bao giờ nói qua nói như vậy. Ừm, xem ra Hạo Thiên Tông cũng là tình thế bắt buộc a hát. Trừ Chín thì thào nói. Không, sai, vê kép, nói. Sau một lát, toàn thân dục hỏa Hạo Dương Điểu liền đứng tại trọng thiên cung phía trên, vỗ hai cánh. Đem phiêu miểu phong thượng mây mù đều ấn đắc đỏ tươi một mảnh. Đồng dạng là hậu kỳ đại tu sĩ đại chấp pháp cùng cửu trưởng lão, tuy nhiên tự đứng ở Hạo Dương Điểu hai bên, lại bị đại trưởng lão sáng rọi hoàn toàn che giấu, ánh mắt hơi kém một chút đích, cơ hồ sẽ đối hai vị này làm như không thấy. Chỉ chốc lát, phiêu miểu phong thượng vang lên vang dội tiếng chuông, mỗi một cái đều thanh âm rung trời mà, xa xa truyền ra. Tiếng chuông thoáng một tí gõ vang. Trọn vẹn 19 vang lên về sau mới ngưng xuống. Lập tức, dễ nghe tiên nhạc chi tiếng vang lên, ba đạo nhân ảnh tự trọng thiên cung phi thăng trên xuống, trước một người. Đạo bào áo choàng,
râu bạc trắng bồng bềnh. Đúng vậy, Thái Thượng Tông Đại trưởng lão Thanh Bình Chân Nhân. Theo sát Thanh Bình Chân Nhân sau lưng hai người, trên người cũng tản ra khủng bố linh áp. Thình lình đều là hậu kỳ đại tu sĩ. Thái Thượng Tông bày ra hoàn toàn đúng đợi trận thế. Vô lượng thọ phúc, Nguyệt Tiên Tử đại giá quang lâm bỉ tông, lão đạo không có từ xa tiếp đón, thứ tội. Thanh Bình Chân Nhân khẽ cười nói, khí độ nghiễm nhiên. Thiếp thân tới đường đột, đạo huynh chớ trách là may mắn. Âu Dương Minh Nguyệt nhàn nhạt nói ra, mặc dù là khách khí lời nói, nghe vào người trong lỗ tai lại cảm giác, cảm thấy có một chút như vậy quái dị, thật sự là bởi vì. Âu Dương Minh Nguyệt ngữ khí thái bình phai nhạt, bình thản đắc thật giống như tại máy móc. Cũng may song phương làm nhiều năm như vậy hàng xóm, Thanh Bình Chân Nhân đối với Âu Dương Minh Nguyệt tính tình biết sơ lược, cũng sẽ không cùng nàng đi so đo. Lập tức khách khí một câu, lại cùng đại chấp pháp, cựu trưởng lão bọn người từng cái chào. Bên cạnh hắn hai vị hậu kỳ đại tu sĩ, cũng là Thái Thượng Tông V. Y ngắn, P nhất đính tiêm đại nhân vật, lẫn nhau cũng hết sức quen thuộc đích, đều tự thi lễ hàn huyên một hồi. Nguyệt Tiên Tử, Vạn Đạo Hữu, Áo Lông Đạo Hữu, thỉnh. Hàn huyên đã tất, Thanh Bình Chân Nhân run lên ống tay áo. Thân thủ mời khách, đạo huynh khách khí, thỉnh. Âu Dương Minh Nguyệt bàn tay trắng nõn vừa nhấc, cực đại hạo dương điểu nhanh chóng nhỏ đi. Cuối cùng nhất thu nhập rồi linh thú hoàn ở bên trong, trắng như tuyết liên dưới bàn chân. Dâng lên một đoàn tuyết trắng mây mù, nâng nàng yểu điệu thân hình. Chậm rãi hướng sương mù lượn lờ Trọng Thiên Cung trên quảng trường đáp xuống dưới. Trọng Thiên Cung cửa hông, sớm đã sắp xếp đi hoan nghênh hai nhóm hàng dài, mười mấy tên tuấn nam mỹ nữ, khoác lụa hồng bị thương, các loại ti trúc dễ nghe. Bày ra hoan nghênh khách quý nguyên bộ lễ nghi. Đương nhiên, nếu như là Hạo Thiên Tông Tông chủ tự mình đến nhà, đó là muốn Trọng Thiên Cung đại điện ban ngày đón chào đích. Bất quá đã có rất nhiều năm, Hạo Thiên Tông Tông chủ đều chưa từng tại bên ngoài lộ mặt qua rồi, có người nói đang tại bế sinh tử quan, cũng có người nói sớm đã trùng kích bình cảnh thành công, tiến giai thành ngộ linh kỳ tu sĩ, tự nhiên muốn vì cuối cùng phi thăng làm chuẩn bị, ở đâu còn có thời gian dỗi đến để ý tới những này tục vụ. Thật giống như Thái Thượng Tông Tông chủ Phương Thánh Nhân, cũng đã rất nhiều năm chưa từng lộ diện. Thái Thượng Tông lớn nhỏ sự vụ, trên thực tế là Thanh Bình Chân Nhân cùng giải quyết mấy vị đại tu sĩ, cùng thiếu tông chủ Trừ Chín cùng một chỗ xử trí, đa số thời điểm, này đây Thanh Bình Chân Nhân làm chủ. Bất quá Thanh Bình Chân Nhân rất cường điệu bồi dưỡng Trừ Chín uy tín, chỉ cần không phải quá chuyện gấp gáp phụ, một khi Trừ Chín làm quyết định, dù cho quyết định này cùng Thanh Bình Chân Nhân nội tâm suy nghĩ có chỗ bất đồng, Thanh Bình Chân Nhân cũng sẽ không lại thêm dùng thay đổi. Bọn hắn những lão gia hỏa này, cuối cùng là muốn theo trong bang tục vụ bên trong giải thoát đi ra, một lòng theo đuổi vĩnh sinh đại đạo đích, sớm muộn muốn đem trong tông quyền hành chuyển giao cho năm thanh nhất đời. Chỉ có điều Trừ Chín là tính tình loại người, có khi tương đối tùy hứng, Thanh Bình Chân Nhân thủy chung cũng khó khăn dùng hoàn toàn yên tâm. Nói sau Trừ Chín vừa mới tiến giai nguyên anh trung kỳ, tại Thanh Bình Chân Nhân đợi mấy vị sư thúc trong mắt, cảnh giới còn là xa xa không đủ, đến làm cho hắn đem nhiều thời gian hơn đặt ở trên việc tu luyện, cũng nên chờ hắn hoàn toàn vững chắc trung kỳ cảnh giới nói sau. Ví dụ như lúc này đây, vốn chỉ là đi dưới núi bên kia đánh đi săn, tán giải sầu, ai ngờ tự đụng phải như vậy một việc sự tình, nếu không phải Thanh Bình Chân Nhân nhận được cầu cứu tin tức kịp thời cảm thấy, thiếu chút nữa tự ra đại đường rẽ. Cái kia họ Tiêu hậu sinh vận mệnh như thế nào, Thanh Bình Chân Nhân còn có thể không quan tâm, nhưng Trừ Chín không thể được chút nào thương tổn. Hôm nay Âu Dương Minh Nguyệt tự mình đến nhà, Thanh Bình Chân Nhân trên mặt dẫn cười, lại sớm đã âm thầm kinh hãi. Tung tính toán tại thập đại chính đạo tông môn đại trưởng lão bên trong, Hạo Thiên Tông Âu Dương Minh Nguyệt cũng nhất đại danh đỉnh đỉnh. Vốn là ngoài chăn giới mong đợi vì nhất có hy vọng đột phá hậu kỳ bình cảnh. Đặt chân ngộ linh kỳ tuyệt thế thiên tài. Nhiều năm như vậy, lại thủy chung tại hậu kỳ đại tu sĩ đỉnh phong trạng thái bồi hồi, lại cũng khó có thể tiến thêm, không biết là thời vận không đông đảo, có lẽ hay là cơ duyên chưa tới. Dù sao tiến giai ngộ linh kỳ, thật sự cần tuyệt đại cơ duyên, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Từ xưa tới nay, cũng không biết có bao nhiêu kỳ tài ngút trời, trung thân dừng bước tại nguyên anh kỳ cảnh giới, muốn hết mọi biện pháp, đúng là vẫn còn thất bại trong gang tấc, bị thiên đạo chi lực không lưu tình chút nào mà ngăn tại ngộ linh kỳ bên ngoài, cuối cùng chỉ có thể cực độ không cam lòng mà ôm hận tọa hóa. Nhưng rất rõ ràng, Âu Dương Minh Nguyệt cũng không phải bình thường hậu kỳ đại tu sĩ. Tính cả làm hậu kỳ đại tu sĩ đại thành cảnh giới Thanh Bình Chân Nhân, tại Âu Dương Minh Nguyệt trước mặt đều cảm nhận được áp lực thực lớn. Thâm bất khả trắc.
Đây là Âu Dương Minh Nguyệt cho Thanh Bình chân nhân cùng với Thái Thượng Tông hai gã khác hậu kỳ đại tu sĩ cảm giác. Lập tức vài tên đại tu sĩ tại Trọng Thiên Cung vắng trong điện phân chủ khách ngồi xuống. Sớm có thanh thuần thị nữ dâng linh quả, trà thơm. Nguyệt tiên tử đại giá quang lâm bỉ tông, chắc là có chỗ chỉ giáo. Lại khách sáo vài câu, Thanh Bình chân nhân ôm quyền chắp tay, nói ra. Âu Dương Minh Nguyệt cười nhạt một tiếng, nói ra, nhưng lại kêu lên huynh chê cười. Thiếp thân có một vị chất chi Âu Dương Uy, cũng là bỉ tông nội đường trưởng lão, ngày trước tại tổng đàn ngộ hại. Hung thủ là theo đại Tây Nam nào đó vắng vẻ tiểu quốc viễn đạo mà đến một gã vô cực môn bàng chi truyền nhân, tên Hoán Tiêu Phàm. Nghe nói đạo huynh đã đem người này bắt giữ. Vì vậy thiếp thân hôm nay đến nhà, là muốn hướng đạo huynh cầu cái thể diện, đem người này giao cho ta Hạo Thiên Tông xử lý. Kính xin đạo huynh xem tại quý hai ta tông bao năm qua giao tình phân thượng, thành toàn thiếp thân lần này tiểu tâm tư. Thanh Bình chân nhân loát râu bạc trắng, trầm ngâm nói, Nguyệt tiên tử phân phó, nên run sợ tuân. Chỉ có điều, bần đạo biết, lại hơi có xuất nhập. Vị này Tiêu đạo hữu, chính là bỉ tông thiếu tông chủ bằng hữu. Tiêu đạo hữu dưới mắt xác thực đang tại bỉ tông làm khách, muốn đem hắn giao cho tiên tử mang về quý tông, lại là có chút không tiện liễu tương đương. Bằng hữu, Âu Dương Minh Nguyệt tự nở nụ cười, dáng tươi cười rất nhạt. Đạo huynh có thể thỉnh trừ thiếu chủ cùng Tiêu đạo hữu đi ra, thiếp thân muốn làm mặt hỏi thượng vừa hỏi. Đây là tự nhiên. Thanh Bình chân nhân cũng không có cự tuyệt, lập tức nhẹ gật đầu, phân phó bên người hầu hạ đệ tử vài câu, tên đệ tử kia lập tức khom người lĩnh mệnh mà đi. Từ sau khi vào cửa, đại chấp pháp liền một mực mặt đen lên, trong nội tâm không vui, có thể nghĩ, thực sự một mực đều không có mở miệng, coi như là tuân thủ nghiêm ngặt lấy quy củ, hết thảy do đại trưởng lão làm chủ. Chỉ chốc lát, một thân áo bào màu bạc Chử Chín cùng áo trắng bồng bềnh Tiêu Phàm dắt tay nhau tới, bước đi tiến thiên điện đại sảnh. Vừa thấy được hai người này, đại chấp pháp hắc lấy sắc mặt như ướt át xuống nước đến, trong hai mắt lửa giận như rực, hận không thể vừa ra tay liền đem Tiêu Phàm đánh gục tại chỗ. Nếu có thể lời mà nói, đại chấp pháp cũng hào không ngại đem Chử Chín cùng lúc làm sạch, hai người này thật sự quá lại để cho hắn tức giận. Từ tiến giai đại tu sĩ, xuất nhâm Hạo Thiên Tông thủ tịch đại chấp pháp trưởng lão về sau, sẽ thấy cũng không còn đụng phải qua có người dám ở trước mặt hắn như thế cuồng vọng hung hăng càn quấy đích. Bất quá hai người này, tựa hồ cũng không thèm để ý đại chấp pháp ánh mắt, nhất là Chử Chín, trên mặt thủy chung treo tùy tiện dáng tươi cười, đẹp đẽ quý giá ngân sắc bảo phục phía trên, thậm chí còn dính vài điểm mỡ đông, ẩn ẩn có thể nghe thấy được một cổ thịt nướng mùi thơm. Đây cũng không phải là lôi thôi lếch thếch, mà là không để cho Hạo Thiên Tông thể diện. Các ngươi thân phận lại tôn quý thì sao? Bổn thiểu chủ không quan tâm. Nơi này là Thái Thượng Tông Trọng Thiên Cung, là bổn thiểu chủ địa bàn. Chử Chín bái kiến Âu Dương đại trưởng lão, bái kiến Vạn đạo hữu, Áo Lông đạo hữu. Chử Chín bước nhanh đến phía trước, ôm quyền nhún, cười ha hả nói. Âu Dương Minh Nguyệt phiêu nhiên đứng dậy, khom người tử, nhàn nhạt nói ra, Chử thiếu chủ khách khí. Chử Chín cứ việc tuổi trẻ, tu vi cũng so với bọn hắn thấp rất nhiều, lại nghiêm túc là Thái Thượng Tông thiếu tông chủ, phương thánh nhân người thừa kế duy nhất, công nhận tương lai tông chủ, cái này thân phận địa vị không giống tiểu khả. Âu Dương Minh Nguyệt không muốn mất cấp bậc lễ nghĩa, lưu lại đầu đề câu chuyện. Mắt thấy đại trưởng lão đều đứng dậy đáp lễ, đại chấp pháp cùng cựu trưởng lão tuy rất không tình nguyện, cũng không khỏi không đi theo đứng dậy, bất quá cái kia sắc mặt thủy chung không có chút nào thư chỉ hoãn, muốn nhiều âm trầm thì có nhiều âm trầm. Âu Dương Minh Nguyệt như nước biển loại thâm thúy ánh mắt, chỉ ở Chử Chín trên người một chút dừng lại, liền lách đi qua, đã rơi vào Tiêu Phàm trên mặt, trong ánh mắt cũng không có thống hận phẫn nộ ý. Bình tĩnh như trước trong như gương. Tiêu Phàm có chút khom người, cao giọng nói ra, vô cực môn Tiêu Phàm, bái kiến Âu Dương đại trưởng lão. Âu Dương Minh Nguyệt nhẹ nhẹ một chút đầu, nói ra, nghe nói Tiêu đạo hữu là đại Tây Nam. Hoắc Sơn quốc Kim Châu thành lang trung, còn đạt được qua y thánh tôn hiệu. Tiêu Phàm mỉm cười đáp, tại hạ xác thực là Kim Châu thành lang trung, y thánh vân vân, bất quá là hạnh lâm đồng đạo nâng đỡ mà thôi, Tiêu Phàm không dám tự xưng. Âu Dương Minh Nguyệt có chút vuốt cằm, chậm rãi ngồi trở về, ánh mắt đạm mạc, ai cũng nhìn không ra, nàng ở sâu trong nội tâm rốt cuộc suy nghĩ cái gì, nhưng ở sân mọi người lại có thể rõ ràng cảm ứng được theo trên người nàng lộ ra uy áp khí so sánh với lúc trước quá nặng ba phần. Chử Chín cùng Tiêu Phàm tâm trung đô là dùng mình, liếc nhau một cái, tại Thanh Bình chân nhân đợi ba gã Thái Thượng Tông đại tu sĩ dưới tay ngồi xuống, tà tà đối mặt Âu Dương Minh Nguyệt. Audio điện tử Võ Tấn Bền.
Chương 1116 Thái Thượng Tông thể diện. Tiêu đạo hữu, ngươi hại chết ta Chất Chi, cũng nên cho Âu Dương Minh Nguyệt một cái công đạo a. Âu Dương Minh Nguyệt ngồi ngay ngắn ở trong ghế, bình thản mà hỏi thăm, ngữ khí gợn sóng không sợ hãi. Thanh Bình lão đạo đợi Thái Thượng Tông tu sĩ vẫn không khỏi đắc âm thầm nhíu mày. Không hổ là Hạo Thiên Tông đại trưởng lão, lời này rốt cuộc quả nhiên rất lợi hại, vậy mà trực tiếp đem Hạo Thiên Tông phiết qua một bên, vừa lên đến tự lấy Âu Dương uy cô thân phận nói chuyện, lập tức liền đem Thanh Bình lão đạo bọn người chắn trở về, đúng sai cũng đừng vội nhắc tới, ngươi giết ta Chất Chi, ta liền cho muốn tìm ngươi tính sổ. Quản ngươi là đúng hay sai? Nếu như là tại phàm tục thế giới, có đầy đủ hoàn mỹ luật pháp hệ thống, án giết người kiện tự quy quan lại cai, nếu không phải người chết thân nhân có thể tự tiện trả thù đích. Nhưng ở tu chân giới, một mực thừa hành chính là luật rừng, người mạnh là vua. Âu Dương Minh Nguyệt nói rõ không cùng ngươi giảng đạo lý, cùng ngươi giảng nắm tay quả đấm, người bên ngoài thật đúng là không tốt lung tung nhúng tay. Nếu không nghe lời, tự không chỉ là liên lụy đến Hạo Thiên Tông cùng Thái Thượng Tông lưỡng đại tông môn quan hệ trong đó, mà là trực tiếp cùng Âu Dương Minh Nguyệt là địch. Bất kể là ai, đều đắc hảo hảo nghĩ thông suốt. Tiêu Phàm cũng ngồi ngay ngắn ở trong ghế, cái eo thẳng tắp, sắc mặt bình tĩnh thản nhiên, nhìn thẳng Âu Dương Minh Nguyệt hai mắt, không có chút nào lùi bước ý, bất từ bất tật nói, đại trưởng lão, Âu Dương Uy rốt cuộc đối với ta vô cực môn đệ tử làm cái gì, chắc hẳn đại trưởng lão nên vậy nhất thanh nhị sở a. Tiêu Phàm thân là vô cực truyền nhân, đoạn không để cho người như thế khi dễ giết hại vô cực đệ tử. Âu Dương Uy chết chưa hết tội. Ta giết hắn chính là đương nhiên. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Thanh Bình lão đạo bọn người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt đọc được kinh ngạc ý. Giống như bọn hắn như vậy lão quái vật, sống mấy trăm năm, thật là cái gì quen mặt chưa thấy qua. Lại kỳ quái sự tình trong mắt bọn hắn cũng chỉ là bình thường. Nhưng đối mặt Âu Dương Minh Nguyệt như vậy có nghiền áp thực lực hậu kỳ đỉnh phong đại tu sĩ, Tiêu Phàm rõ ràng dám nói ra nói như vậy đến, có thể nói dũng khí cái gì hào. Cái này hậu sinh hoặc là có rất mạnh chỗ dựa, hoặc là thật sự đưa sinh tử tại ngoài suy xét. Kinh ngạc ngoài, Thanh Bình chân nhân ngược lại đối với Tiêu Phàm sinh ra vài phần hảo cảm. Đừng nhìn lão đạo này bề ngoài nhu hòa khiêm cung, rất được thái thượng vô vi chi chân lý, thực chất bên trong đầu kỳ thực cũng là hiệp liệt loại người. Lúc tuổi còn trẻ tiết, lại càng ghét ác như cừu, bị đồng đạo hảo hữu đùa giỡn xưng là Long Tuyền hảo hán. Những năm này theo tu vi tinh tiến, thân phận địa vị càng ngày càng cao, trong tay quyền bính càng ngày càng nặng, dần dần thì không thế nào cùng người tức giận. Thật sự cũng không còn vài người dám trêu hắn tức giận. Nhưng cái này cũng không ý nghĩa Thanh Bình chân nhân là nhu nhược khiếp đảm loại người, thuộc về, hắn có lẽ hay là vị kia can trường tử, Long Tuyền hảo hán. Tiêu Phàm nếu là vừa lên đến tự mềm chứng giái, Thanh Bình lão đạo đối với hắn ấn tượng lập tức sẽ trở nên kỳ kém vô cùng. Âu Dương Minh Nguyệt cũng không tức giận. Nhàn nhạt nói ra, những kia vô cực đệ tử tổ tiên, năm đó chính là chúng ta Hạo Thiên Tông cứu đến đích. Nếu như không có ta Hạo Thiên Tông trưởng nghĩa ra tay, bọn hắn tổ tiên sớm đã bị người giết được sạch bong, làm sao đến bọn hắn những người này. Hạo Thiên Tông đối với bọn họ ân trọng tại núi, bọn hắn chẳng lẽ tự không nên hồi báo sao? Tiêu Phàm trầm giọng nói ra, đại trưởng lão lời ấy, xin thứ cho tại hạ không thể gật bừa. Thi ân không nhìn qua báo, chính là ta chính đạo tông môn nên có mỹ đức. Còn nữa, người không phải xúc, tung tính toán Hạo Thiên Tông năm đó cứu được những này vô cực đệ tử tổ tiên, cái kia cũng không phải hôm nay giết hại lý do của bọn hắn. Âu Dương Minh Nguyệt nhàn nhạt nhìn Tiêu Phàm liếc, lập tức chuyển hướng Chử Chín, chậm rãi nói ra, Chử thiếu chủ, nghe nói người này là bằng hữu của ngươi. Xin thứ cho thiếp thân hiếu kỳ, có thể thỉnh Chử thiếu chủ nói rõ một chút, hai vị trong lúc đó, rốt cuộc có gì chủng chồng liên quan. Nàng tự mình đuổi tới Trọng Thiên Cung. Không phải đến cùng Tiêu Phàm giảng đạo lý đích. Thật muốn giảng đạo lý, tại đây cũng không có người đủ tư cách cho nàng làm, bình phán. Nàng chỉ là muốn làm tinh tường, Thái Thượng Tông đối với cái này Tiêu Phàm che chở, rốt cuộc có thể đạt tới hạng trình độ, có thể hay không vì người này, không tiếc triệt để cùng Hạo Thiên Tông vạch mặt. Thái Thượng Tông tuy thực lực hùng hậu, Âu Dương Minh Nguyệt cũng không đúng sợ hãi cùng Thái Thượng Tông toàn diện trở mặt. Nhưng muốn xem có đáng giá hay không đắc. Ít nhất. Vì một cái chính là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, khẳng định không đáng. Âu Dương Minh Nguyệt tự nhận có rất nhiều chủng chồng, biện pháp tại không đắc tội Thái Thượng Tông điều kiện tiên quyết, làm thỏa đáng chuyện này. Chử Chín ha ha cười một tiếng, nói ra, làm phiền đại trưởng lão rủ xuống tuần, Tiêu huynh đệ đã từng đã cứu Chử Chín tánh mạng.
Lại không biết loại quan hệ này, có thể không lệnh đại trưởng lão hạ thủ lưu tình. Trong miệng nói được khách khí, nhưng trong lời nói cái loại này ý tứ, bất luận kẻ nào đều nghe được đi ra. Cái này là ân nhân cứu mạng của ta, mặc kệ ai ngờ muốn dẫn đi hắn, đều muốn trước hỏi qua ta Chử Chín có đáp ứng hay không. Âu Dương Minh Nguyệt khẽ gật đầu, như trước không có tức giận, chỉ là trầm ngâm. Thiên điện ở phía trong mỗi người đều kìm lòng không được mà bình thức tĩnh khí, không phát ra nửa điểm tiếng vang, miễn cho quấy rầy vị này đại trưởng lão. Nhìn về phía trên, Âu Dương Minh Nguyệt một mực đều rất ôn hòa, rất tốt nói chuyện. Nhưng cường giả tựu là cường giả, nàng tâm tình được không, quyết định bởi tại chính cô ta, những người khác là không cải biến được nàng. Âu Dương Minh Nguyệt trầm ngâm thời gian cũng không quá dài, bất quá cái này ngắn ngủn một cái chớp mắt, đang lúc mọi người trong suy nghĩ lại đặc biệt dài dằng dặc. Mà nàng trầm ngâm qua đi nói ra được câu nói đầu tiên, cũng làm cho tất cả mọi người đều thất kinh, có chút khó có thể tin. Chử thiếu chủ, thiếp thân có thể cho ngươi cái này thể diện. Âu Dương Minh Nguyệt bình thản thanh thúy thanh âm, đang lúc mọi người bên tai tiếng vọng. Đã Tiêu đạo hữu đối với Chử thiếu chủ có ân cứu mạng, như vậy hắn tại Ninh Quốc mấy ngày này, thiếp thân có thể khi hắn là Thái Thượng Tông khách quý, xem tại Quý Tông cùng Chử thiếu chủ trên thể diện, thiếp thân có thể bất động hắn. Nếu như Tiêu đạo hữu nguyện ý, có thể một mực Ninh Quốc ở lại đi, cái kia an toàn của ngươi ngay cả có bảo đảm đích. Âu Dương Minh Nguyệt thanh tịnh ánh mắt, tại Tiêu Phàm trên mặt chậm rãi đảo qua, không vội không chậm nói. Đại trưởng lão, đại chấp pháp cùng cửu trưởng lão đều kinh hãi, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Đại trưởng lão rõ ràng sẽ làm ra quyết định như vậy, hoàn toàn vượt quá dự liệu của bọn hắn, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tựu chưa từng nghĩ đến. Âu Dương Minh Nguyệt nhẹ giơ lên bàn tay trắng nõn xếp đặt bãi xuống. Thanh Bình chân nhân nhẹ nhẹ thở phào một cái, tại trong ghế khom người tử, nói ra, nhiều mông đại trưởng lão ý tốt, bần đạo thập phần nhớ ơn. Ngữ khí cực kỳ thành khẩn. Âu Dương Minh Nguyệt như thế, thông tình đạt lý, không chỉ nói đại chấp pháp cùng cửu trưởng lão không tưởng được, coi như là Thanh Bình chân nhân cũng sâu sắc ra ngoài ý định. Âu Dương Minh Nguyệt xem như cho đủ Thái Thượng Tông mặt mũi. Rốt cuộc không hổ là nhất phái tôn sư, cái nào nặng cái nào nhẹ được chia thanh thanh sở sở. Bởi như vậy, mặc kệ Tiêu Phàm cùng Thái Thượng Tông là loại quan hệ nào, chỉ cần hắn sau này rời đi Ninh Quốc, Âu Dương Minh Nguyệt cùng Hạo Thiên Tông những người khác thì có đối với hắn ra tay lý do. Tông xem như Chử Chín như vậy giảng nghĩa khí người, cũng không tốt cường thịnh trở lại hành vi hắn xuất đầu, ta cho ngươi mạng sống cơ hội, chính ngươi không quý trọng, gắng phải hướng Ninh Quốc bên ngoài chạy, đó thật lạ không được ta. Dùng Âu Dương Minh Nguyệt thân phận địa vị, cho Chử Chín như vậy hậu sinh vãn bối to như vậy thể diện, lại am hiểu càn quấy mọi người không lời nào để nói. Âu Dương Minh Nguyệt nhẹ gật đầu, chuyển hướng Tiêu Phàm, nhẹ giọng hỏi, Tiêu đạo hữu, ý của ngươi như? Tiêu Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, đại trưởng lão tựa hồ cũng không có cho tại hạ lựa chọn đường sống. Có thể như vậy trước mặt mọi người hỏi hắn một tiếng, đã muốn xem như cho thiên đại mặt mũi. Đương nhiên. Càng nhiều là vẫn là vì hiển lộ rõ ràng Âu Dương Minh Nguyệt chính mình tuyệt đỉnh cao thủ phong độ, ta liền cho ngươi sống lâu chút ít thời gian lại có thể thế nào. Ngươi đúng là vẫn còn trốn không thoát lòng bàn tay của ta, một ngày kia, hội rơi vào trong tay của ta. Trong chuyện này gãy hiện ra đích, là tràn đầy tự tin. Đảo là phi thường phù hợp Âu Dương Minh Nguyệt đại trưởng lão thân phận. Ngươi biết là tốt rồi. Bất quá. Vắng điện chi trung nguyên vốn đã trở nên có chút hòa hoãn hào khí thoáng cái lại động lại, tất cả mọi người đồng loạt mà nhìn về phía Âu Dương Minh Nguyệt cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt, chậm đợi bên dưới. Nguyên cũng biết, Âu Dương Minh Nguyệt tự mình đến nhà, không biết tự khinh địch như vậy chấm dứt việc này đích, nếu không, nàng việc này tự biến thành chuyên hướng Thái Thượng Tông lấy lòng liễu tương đương. Vô duyên vô cớ đích, Hạo Thiên Tông đại trưởng lão cần gì phải như thế tự đọa uy danh. Tiêu đạo hữu tự xưng là vô cực truyền nhân. Thiếp thân nếu không phải như vậy tin tưởng. Tiêu đạo hữu như quả thật là vô cực truyền nhân, vì những kia vô cực đệ tử xuất đầu, có lẽ coi như cái lý do. Thẳng nếu không phải vô cực truyền nhân, chỉ là coi đây là lấy cớ lời mà nói, thiếp thân sẽ phải rơi xuống chê cười. Âu Dương Minh Nguyệt một đôi mắt đẹp rất chuyên chú mà nhìn qua Tiêu Phàm tuấn lãng khuôn mặt, bất tử bất tật nói. Chử Chín cười nói, Tiêu huynh đệ đương nhiên là vô cực truyền nhân, đại trưởng lão đa tâm, điểm ấy. Chử Chín có thể thay hắn làm chứng. Loáng thoáng đích, Chử Chín đã muốn đoán được Âu Dương Minh Nguyệt dụng ý, trong lòng dâng lên một cổ dự cảm bất tường. Âu Dương Minh Nguyệt khóe miệng hiện lên một vòng nụ cười thản nhiên, nói ra, Chử thiếu chủ, thiếp thân càng muốn tương tín cảm giác của mình.
Tiêu đạo hữu, thiếp thân muốn thân xác nhận xuống. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Chử Chín đã muốn đoạt tại trước, kêu lên, Âu Dương đại trưởng lão phải như thế nào xác nhận? Chẳng lẽ là chỉ điểm Tiêu huynh đệ ra tay sao? Đại trưởng lão công tham tạo hóa, thử hỏi vị kia nguyên anh sơ kỳ đồng đạo, có thể cùng đại trưởng lão ngang tay phóng đối với. Ngươi luôn miệng nói là cho chúng ta Thái Thượng Tông mặt mũi, cho ta Chử Chín mặt mũi, nguyên lai đập vào như vậy chủ ý. Nếu như Tiêu Phàm thật sao cùng nàng phóng đúng, kết quả nhất định là không chết tức tổn thương. Đơn đả độc đấu, cái này vắng trong điện mọi người, kể cả Thanh Bình chân nhân ở bên trong, chỉ sợ cũng không có người là Âu Dương Minh Nguyệt đối thủ. Âu Dương Minh Nguyệt lạnh nhạt nói ra, chỉ sợ Tiêu đạo hữu không có lựa chọn khác chọn. Tiếng nói bình tĩnh, ngữ khí nhưng lại chém đinh chặt sắt, không có chút nào khoan nhượng. Thanh Bình chân nhân loát râu bạc trắng nói ra, Nguyệt tiên tử, đã chỉ là xác nhận thoáng một tí Tiêu đạo hữu xuất thân lai lịch, cặp kia phương có một chút liền ngừng lại như thế nào? Ánh mắt mọi người đồng loạt mà đã rơi vào Âu Dương Minh Nguyệt trên mặt. Có thể, thiếp thân như là đã đáp ứng, chỉ cần hắn tại Ninh Quốc sẽ không tổn thương tánh mạng hắn, chư vị đạo hữu hẳn là không tin được thiếp thân hứa hẹn sao. Không đợi mọi người mở miệng, Âu Dương Minh Nguyệt lại nói tiếp, đã như vậy, Tiêu đạo hữu, ngươi chỉ cần tiếp thiếp thân một chiêu. Một chiêu qua đi, mặc kệ sống hay chết, ngươi đang ở đây Ninh Quốc mấy ngày này, thiếp thân không biết khó hơn nữa cho ngươi. Tốt. Tại hạ bất tài, nguyện ý lĩnh giáo đại trưởng lão biện pháp hay. Chử Chín còn muốn mở miệng, Tiêu Phàm đã muốn trầm giọng đồng ý. Chương 1117 một kích ra oai. Rất tốt. Âu Dương Minh Nguyệt nhẹ nhẹ một chút đầu, đứng dậy. Không ai nhắc lại ra dị nghị, ngay Chử Chín đều ngậm miệng lại. Âu Dương Minh Nguyệt có thể lặp đi lặp lại nhiều lần mà nhượng bộ, đã muốn sâu sắc vượt quá ngoài dự liệu của mọi người, cái này đương lúc sẽ cùng nàng tranh chấp. Tuyệt đối là không sáng suốt cách làm. Chỉ sợ cũng xem như Thái Thượng Tông Tông chủ Phương Thánh Nhân lúc này, cũng không nên nói cái gì liễu tương đương. Chử Chín cũng tịnh không thập phần vì Tiêu Phàm lo lắng, hắn và Tiêu Phàm kề vai chiến đấu qua. Ngay lúc đó Tiêu Phàm, bất quá là chính là Kim Đan Trung Kỳ Tu Vi, tự mạnh hơn đại bộ phận Kim Đan Hậu Kỳ Tu Sĩ, cơ hồ tất cả cửu cấp yêu thú, cũng không phải Tiêu Phàm đối thủ, ngay lúc ấy đã muốn Kim Đan Hậu Kỳ Đại Thành. Vượt xa đa số cùng giai tu sĩ Chử Chín, đối với Tiêu Phàm chân thật sức chiến đấu đều rất là tán thưởng. Hôm nay tiến giai Nguyên Anh, hơn nữa đã muốn đạt đến tại Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong, mặc dù nói có một bộ phận pháp lực là từ Âu Dương Uy chỗ đó hấp thu đến đích, vẫn không thể vận dụng tự nhiên, nhưng ít ra tại phía xa bình thường Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ phía trên. Có thể diệt sát Nguyên Anh trung kỳ Âu Dương Uy, thân mình cũng đã rất nói rõ vấn đề. Cùng Âu Dương Minh Nguyệt buông tay tranh chấp. Đó là muốn cũng không muốn muốn, nếu như tiếp một chiêu lời mà nói, chắc hẳn vẫn có thể chống xuống đích. Bất quá Chử Chín hay là đang trong lúc lơ đãng nhìn Thanh Bình chân nhân liếc, lão đạo sĩ mặt không biểu tình, Chử Chín lại trong mắt hắn đọc được mình muốn đáp án. Nếu thật là Tiêu Phàm ngay một chiêu đều tiếp không ngừng, quan trọng hơn trước mắt, Thanh Bình chân nhân tự hội xuất thủ cứu giúp. Về phần sẽ hay không cùng Hạo Thiên Tông toàn diện trở mặt, nhưng lại không cần cân nhắc liễu tương đương. Đã Chử Chín trước mặt mọi người thừa nhận Tiêu Phàm là ân nhân cứu mạng của hắn, vậy hắn tự tuyệt đối không thể tại Trọng Thiên Cung chết ở Âu Dương Minh Nguyệt trong tay. Nếu không nghe lời, việc này lan truyền đi ra ngoài, nói Thái Thượng Tông thiếu tông chủ ân nhân cứu mạng tại Trọng Thiên Cung, đang tại Thanh Bình chân nhân đợi ba gã đại tu sĩ mặt, bị Hạo Thiên Tông đại trưởng lão diệt sát, cái kia Thái Thượng Tông thể diện mà ngay cả nửa điểm đều không thừa rơi xuống, lập tức sẽ biến thành tu chân giới trò cười. Cũng may theo Tiêu Phàm chấn định tự nhiên thần sắc xem ra, cái này hậu sinh trong nội tâm tựa hồ cũng có chút tính toán trước. Nguyệt tiên tử, phải chăng muốn đi Bỉ Tông diễn võ trường? Thanh Bình chân nhân theo thường lệ hỏi một câu. Âu Dương Minh Nguyệt nhàn nhạt nói ra, không cần, chỉ là một chiêu gọi, mà thôi, không cần lao sư động chúng. Tốt, chúng ta tính hậu tiên tử biện pháp hay. Âu Dương Minh Nguyệt một chút vuốt cằm, liền như vậy đứng ở nơi đó. Hai mắt yên lặng nhìn lại Tiêu Phàm, như trước như vậy bình tĩnh như nước, gợn sóng không sợ hãi, chút nào đều không có đại chiến trước khẩn trương ý. Tiêu Phàm đứng ở mấy trượng bên ngoài, cũng nhìn không chuyển mắt mà nhìn thẳng Âu Dương Minh Nguyệt. Hắn xem chính là Âu Dương Minh Nguyệt con mắt, thẳng tắp mà chằm chằm vào, nửa điểm cũng không cấm kỵ. Cùng người giao chiến, Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều là nhìn thẳng đối phương con mắt, vô luận là ai, tại ra tay trước kia, ánh mắt đều có rất nhỏ biến hóa. Đây là nhất trực quan, báo động trước tín hiệu, so xem bất kỳ địa phương nào đều có tác dụng. Vẫn còn phàm tục thế giới thời điểm,
thân là tuyệt đỉnh võ thuật cao thủ Tiêu Phàm, chính là như vậy đích. Giờ này khắc này, tại Tiêu Phàm trong mắt, Âu Dương Minh Nguyệt tuyệt mỹ dung nhan hoàn toàn không có bất kỳ lực hấp dẫn, phảng phất biến thành không khí loại trong suốt, có, chỉ là Âu Dương Minh Nguyệt cái kia nước biển loại thâm thúy cắt nước song đồng. Ngay tại tất cả mọi người đợi đắc có chút không kiên nhẫn thời điểm, Âu Dương Minh Nguyệt bỗng nhiên động, chậm rãi giơ lên một thon dài bàn tay trắng nõn, động tác nhu hòa, tư thế uyển chuyển phi phàm, giống như sen loại ưu nhã, bất luận kẻ nào cũng khó khăn dùng đem nàng động tác này cùng công kích hành động liên lạc với cùng đi. Sự khác biệt, Tiêu Phàm động tĩnh muốn lớn liễu tương đương. Tại Âu Dương Minh Nguyệt nhẹ giơ lên bàn tay trắng nõn lập tức, thanh mang lóng lánh, giáp diệp giao kích đinh đương thanh âm thanh thúy chấn vang lên, long lân giáp di động hiện ra, đem thân thể của hắn chăm chú cái bọc trong đó, tinh xảo dày đặc mũ bảo hiểm, cơ hồ đem chọn cái diện mạo đều che lấp bắt đầu đứng dậy, chỉ lộ ra hai mắt mũi tử hòa miệng. Cùng lúc đó, một cổ hùng hậu hoang dã khí thức phóng lên trời, Tiêu Phàm không chút do dự mà toàn lực kích phát cự linh biến thân cùng kim cương thiết cốt hai đại thiên phú thần thông. Yêu thú luyện thể thuật. Vài tên đại tu sĩ cơ hồ là đồng thời theo trong miệng tóe ra một câu như vậy lời nói đến. Dùng bọn hắn kiến thức rộng rãi, tự nhiên liếc có thể nhìn ra Tiêu Phàm cái này hai đại thiên phú thần thông chân thật lai lịch. Cơ hồ tất cả mọi người loại tu sĩ đều rất rõ ràng, yêu thú luyện thể thuật biến thái cường hoành, chỉ tiếc thực có cơ hội tu luyện cái này cường hoành luyện thể thuật nhân loại tu sĩ, nhưng lại giải rác không có mấy. Tượng Tiêu Phàm như vậy bị người làm cho nuốt một chút cũng không có tính ra cự linh quả cùng cự linh thú nội đan máu huyết đích. Chỉ sợ chỉ lần này một người, chưa từng có ai hậu vô lai giả liễu tương đương. Nhưng cái này còn không phải toàn bộ. Một hồi càng thêm tang thương viễn cổ hoang dã khí thức lần nữa bộc phát ra, tuyết trắng huyền vũ giáp lượn vòng lấy, đón gió tăng vọt, hóa thành vài thước lớn nhỏ trắng noãn tấm chắn, che lấp tại Tiêu Phàm trước người. Đã nói tiếp Âu Dương Minh Nguyệt một chiêu, Tiêu Phàm liền không chút do dự đem tất cả ẩn giấu bảo vật cùng tuyệt chiêu đều sử sắp xuất hiện đến. Nếu như đụng phải nữ nhân kia, chạy. Tiêu Phàm trong đầu, một mực ghi khắc lấy Thiên Hay Tiên Tử đối với hắn nói qua câu nói kia. Tiêu Chân Nhân tin tưởng, Thiên Hay Tiên Tử tuyệt không phải cố ý hù dọa hắn đích. Không phải như vậy tính cách. Vài tên đại tu sĩ trong mắt đều lộ ra giật mình thần sắc. Người này tuổi còn trẻ, lại có can đảm trực tiếp đối mặt Hạo Thiên Tông đại trưởng lão, chút nào cũng không luống cuống, quả nhiên có chút thủ đoạn. Mặc dù không có trực tiếp kiểm nghiệm qua Tiêu Phàm những thủ đoạn này chính thức phòng ngự năng lực, nhưng vài tên đại tu sĩ đều tự nhận, muốn một chiêu mượn hạ người này, chỉ sợ rất khó như nguyện. Đối với Tiêu Phàm cái này tầng tầng lớp lớp phòng ngự thủ đoạn, Âu Dương Minh Nguyệt hoàn toàn nhìn như không thấy, tiếp tục nâng lên nàng cái kia bàn tay nhỏ bé, thần tình trên mặt bình tĩnh như trước, không có chút nào biến hóa. Nhưng mà, theo nàng động tác này, một cổ nhàn nhạt uy áp khí nhập vào cơ thể ra, cánh tay mỗi nâng lên một tấc. Uy áp khí liền tăng thêm một phần. Quá trình này cũng không nhanh, đã có dần dần tăng thêm xu thế, Âu Dương Minh Nguyệt cánh tay giơ lên đắc càng cao, uy áp khí là được gia tăng gấp bội. Đợi cho cánh tay của nàng hoàn toàn dương lúc thức dậy, rộng rãi vắng trong điện, sớm được cực lớn uy áp khí tràn ngập đắc tràn đầy. Kể cả Thanh Bình chân nhân ở bên trong, tất cả năm tên đại tu sĩ đều kìm lòng không được mà mở ra hộ thể màn hào quang, kiệt lực ngăn cản cái kia theo bốn phương tám hướng đè ép mà đến. Cơ hồ thần có mặt ở khắp nơi cực lớn uy áp. Tiêu Phàm lại càng cảm thấy toàn thân siết chặt, quanh thân chỗ có không khí đều trở nên kiên hơn kim thiết, đưa hắn toàn thân đều đè ép quá chặt chẽ đích, ngay nâng lên một ngón tay đều cảm thấy cực kỳ cố sức. Tất cả đường lui lập tức đều bị phong kín liễu tương đương. Không có bất kỳ xinh đẹp, không có bất kỳ biến hóa nào, càng không có bất kỳ chuẩn bị ở sau. Cứ như vậy cứng đối cứng. Ngẫm lại dùng Âu Dương Minh Nguyệt thân phận. Đây cũng là nàng có khả năng lựa chọn duy nhất đấu pháp. Đường đường Hạo Thiên Tông đại trưởng lão, uy chấn Nam Châu đại lục Đông Bắc mấy trăm năm lâu nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong đại tu sĩ, đối mặt một gã tuổi tác rất, vừa mới ngưng kết nguyên anh không bao lâu vô cực môn hậu sinh vãn bối, nếu như còn cần đầu cơ trục lợi, sử dụng những kia xinh đẹp thủ đoạn, không khỏi thật mất thể diện. Chỉ là, đem vốn là phách đạo tuyệt luân chiêu số khiến cho như thế yêu nhã thong dong, ngoại trừ Âu Dương Minh Nguyệt. Chỉ sợ cũng không có người khác có thể. Nhưng cái này còn gần kề là vừa mới bắt đầu. Tiêu Phàm thừa nhận áp lực, tại Âu Dương Minh Nguyệt thon dài bàn tay trắng nõn cải thành xuống phía dưới chân áp thời điểm, trở nên càng thêm khổng lồ. Huyền vũ thuẫn lá chắn bay lên, trắng nõn tấm chắn hướng vẻ này bàng nhiên sức lực đón đánh trên xuống. Vừa mới cùng sức lực đụng một cái, cơ hồ là lập tức, huyền vũ thuẫn lá chắn liền gào thét một tiếng, nhanh chóng thu nhỏ lại.
đập vào toàn tử, bay trở về Tiêu Phàm trong tay, biến thành vài tấc lớn nhỏ huyền vũ giáp. Huyền vũ thuẫn lá chắn tuy nhiên cũng là vô cực môn trấn giáo tam bảo một trong, Tiêu Phàm nhưng lại chưa xong toàn bộ lĩnh ngộ huyền vũ giáp mặt khác công năng, huyền vũ giáp biến ảo mà thành huyền vũ thuẫn lá chắn, chủ yếu cũng là chống cự pháp bảo pháp khí công kích, tượng như bây giờ, thuần túy pháp lực trấn áp, kẻ lực mạnh thắng lực yếu người bại, không hề mưu lợi cơ hội, huyền vũ giáp tự nhiên lập tức chống đỡ hết nổi. Tiêu Phàm nhướng mày, long lân giáp thượng thanh lóng lánh, 72 chuôi long lân kiếm bắn ra, lên đỉnh đầu tạo thành ba đạo kiếm trận, một vòng phủ lấy một vòng, giống như nở rộ thiên sơn tuyết liên, ở giữa không trung không ngừng xoay tròn, tạo thành một đóa do lợi kiếm tạo thành màu xanh hoa sen. Kiếm trận. Vài tên đại tu sĩ trong mắt lại càng lộ ra nhiều hứng thú thần sắc. Cái này họ Tiêu hậu sinh, thật là có chút ý tứ, rõ ràng đem một kiện áo giáp cùng kiếm trận luyện đến cùng một chỗ. Cái này đắc là bực nào sáng ý. Loại này dùng thần niệm cùng pháp lực đồng thời khống chế kiếm trận, xác thực làm ra tác dụng, vậy mà khó khăn lắm đứng vững này chậm rãi chân áp mà ở dưới bảng nhiên sức lực. Tiêu Phàm pháp lực xa so cùng giai tu sĩ thâm hậu, vài tên đại tu sĩ đều có thể nhìn ra được, nhưng không ai không tưởng được, Tiêu Phàm thần niệm chi lực, càng thêm vượt qua hắn chân thật cảnh giới rất nhiều. Âu Dương Minh Nguyệt tinh xảo họa mi nhẹ nhàng dương bắt đầu đứng dậy. Gợn sóng không sợ hãi trên mặt sẽ cực kỳ nhanh hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới, chính mình một kích, rõ ràng còn sẽ bị Tiêu Phàm ngạnh xanh xanh đứng vững. Chỉ có điều, tại thực lực tuyệt đối nghiền áp phía dưới, long lân kiếm trận cũng không có chi chống bao lâu. Ô, tầng thứ nhất kiếm trận tan rã, tại làm cho người hít thở không thông trọng áp phía dưới, đảo mắt hóa thành 24 tấm long lân, bay trở về Tiêu Phàm áo giáp phía trên. Ngay sau đó, chính là tầng thứ hai kiếm trận tan rã, lại là 24 tấm long lân bay trở về. Ước chừng một thời gian uống cạn chung trà về sau, xôn xao, mà một tiếng, cuối cùng tầng một kiếm trận cũng rốt cục không kiên trì nổi, sụp đổ, hóa thành long lân, lần nữa bám vào tại lân giáp, linh khí đại thất, cho thấy đắc lúc này đây cứng đối cứng, tổn thương đến nơi này chút ít long lân giáp nguyên khí. Vẻ này bàng nhiên sức lực, tiếp tục chậm rãi chân áp mà xuống. Tốc độ không nhanh, lại không thể ngăn cản. Âu Dương Minh Nguyệt loại này đấu pháp, nhìn như ngốc, lại đập trúng chỗ hiểm. Như vậy đánh, lại để cho Tiêu Phàm chỉ có thể trọi cứng, ngay nửa phần đầu cơ trục lợi cơ hội đều không có. Người này tuy nhiên diệt sát so với hắn cao nhất giai Âu Dương Uy, nhưng đây chẳng qua là may mắn mà thôi. Âu Dương Minh Nguyệt tuyệt không tin, Tiêu Phàm thật là bằng thực lực của chính mình đả bại Âu Dương Uy. Sơ kỳ chính là sơ kỳ. Cảnh giới này tuyệt sẽ không là giả đích. Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, thân thể nửa ngồi, mãnh liệt trên lên vừa xông, một quyền đánh ra. Một quyền này, ẩn chứa cự linh biến thân cùng kim cương thiết cốt hai đại thiên phú thần thông giao phó hắn khủng bố sức lực. Một quyền đánh ra, ngay cả thiên điện đều ở ẩn ẩn chấn động. Tốt! Một bên đang xem cuộc chiến Chử Chín không khỏi mặt mày hớn hở, lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Cự linh tộc luyện thể thuật thật sao cường hoành hơn người. Một kích này lại là như thế uy danh. Chương 1118 ấn ký. Một cổ cuồng bạo đến cực điểm lực đạo, tại trong hư không bỗng nhiên bạo liệt ra đến. Bất luận cái gì nguyên anh trung kỳ tu sĩ, cũng không dám chính diện ngạnh kháng. Tiêu Phàm một quyền này, thực tế đã muốn vượt ra khỏi nhân loại nguyên anh sơ kỳ tu sĩ cực hạn, thậm chí ngay bình thường nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, đều không muốn đón đỡ. Nhưng Âu Dương Minh Nguyệt là ngoại lệ. Vị này Hạo Thiên Tông đại trưởng lão thật sự quá mạnh mẽ. Tung tính toán tại nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ bên trong, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay đại năng người. Thậm chí có thể nói, ngộ linh kỳ phía dưới đều không có địch. Cái này kinh thiên động địa một quyền, như trước nay không nhúc nhích được Âu Dương Minh Nguyệt nhìn như tùy ý một kích. Rất nhanh, Tiêu Phàm bạo phát đi ra cái kia cổ cuồng bạo lực đạo, liền bị Âu Dương Minh Nguyệt vô thanh vô tức mà áp chế xuống dưới, không trung bảng nhiên sức lực, tiếp tục trấn áp xuống tới. Tiêu Phàm hai mắt mị phùng. Hiện lên một vòng vẻ khiếp sợ. Sớm chỉ biết Âu Dương Minh Nguyệt rất cường đại, lại chưa từng nghĩ đến, rõ ràng cường đại đến tư. Cơ hồ toàn bộ không cái gì kháng cự chi lực. Khó trách thiên hay tiên tử lại để cho hắn vừa thấy được Âu Dương Minh Nguyệt tự tranh thủ thời gian chạy trốn. Thật sự không phải nữ nhân này đối thủ. Mắt thấy bốn phía không khí càng thêm nhanh cố, đưa hắn toàn thân đi giam cầm ở, ngay nửa bước cũng khó khăn dùng di động. Thanh Bình lão đạo trong mắt nhanh chóng hiện lên một vòng dị sắc, nắm chặt trong tay phất trần. Xem ra cái này họ Tiêu hậu sinh, có lẽ hay là non nớt chút ít,
cuối cùng ngăn cản không nổi Âu Dương Minh Nguyệt bá đạo này tuyệt luân một kích. Vì Thái Thượng Tông thể diện, không thể nói trước, chỉ có thể xuất thủ cứu giúp Liễu Tương Đương. Vô luận như thế nào, không thể để cho Tiêu Phàm bị tại chỗ diệt sát lúc này. Liền vào lúc này, một tòa kim lóng lánh hoàng kim như ý tháp, tự Tiêu Phàm trong cơ thể bắn ra, đối với bốn phía giam cầm chi lực hoàn toàn không đếm xỉa, đón gió tăng vọt, đảo mắt liền biến thành hơn một trượng chiều cao. Ngân sắc lôi hồ lòe lòe, xoay tròn lấy hướng không trung bàng nhiên sức lực đón đánh trên xuống. Âu Dương Minh Nguyệt bình tĩnh sắc mặt lần nữa thoảng qua nổi lên chút ít biến hóa, hai hàng lông mày nhẹ nhàng giơ lên. Tựa hồ cái này bảo vật làm cho nàng cũng cảm thấy có chút giật mình Liễu Tương Đương. Mấy vị khác hậu kỳ đại tu sĩ, cũng đồng loạt lộ ra giật mình thần sắc. Cứ việc như ý lôi quang tháp hết sức thu liếm khí thức của mình, những này hậu kỳ lão quái vật có lẽ hay là bằng trực giác có thể cảm ứng được đến. Cái này bảo vật không thể tầm thường so sánh, hắn khí thức thậm chí so đại đa số cực phẩm bảo vật còn cường đại hơn, ít nhất là một kiện thượng đẳng cực phẩm pháp bảo, thậm chí có thể là thông huyền linh bảo phỏng chế phẩm. Về phần thông huyền linh bảo chính phẩm, ngược lại không người nghĩ như vậy qua. Vài ngàn năm đến, tại Thoi Ma giới chính thức bị mọi người công nhận chính phẩm thông huyền linh bảo bất quá ba vài kiện nhiều, mỗi một kiện đều có to như vậy địa vị. Đã từng trên giang hồ nhấc lên cực lớn phong ba, hiện tại đa số đã muốn không biết tung tích, chỉ ít có rất nhiều năm không có ở tu chân giới lộ mặt qua Liễu Tương Đương. Một kiện thông huyền linh bảo phỏng chế phẩm cũng đã đầy đủ làm cho người kinh ngạc Liễu Tương Đương. Ở đây 6 vị hậu kỳ đại tu sĩ, tăng thêm một vị Thái Thượng Tông thiếu chủ, cũng không phải mỗi người đều mang theo thông huyền linh bảo phỏng chế phẩm đích. Tại Tiêu Phàm như vậy chính là một gã nguyên anh sơ kỳ tu sĩ trong tay, đã muốn liên tiếp gặp được hai kiện cực phẩm pháp bảo đã ngoài bảo vật, thật đúng là làm cho người không tưởng được. Cũng không biết là như ý lôi quang tháp thân mình uy lực phi phàm, có lẽ hay là cái này bảo vật vừa vặn cùng Âu Dương Minh Nguyệt phát ra bàng nhiên sức lực tương khắc, lôi quang tháp vừa hiện thân, giam cầm tại Tiêu Phàm bốn phía cái kia cổ sức lực bỗng nhiên buông lỏng. Lập tức cả người đều dài hơn trường thở phào một cái. Âu Dương Minh Nguyệt cái này nhìn như phách đạo dị thường, không thể ngăn cản một kích, dĩ nhiên cũng làm như vậy hóa giải mất. Tiêu Phàm nhẹ nhàng thở ra đồng thời, trong nội tâm như trước vẫn cảm thấy rất không nỡ. Sự thật cũng chứng minh, lúc này nhả ra khí thật đúng là cao hứng đắc quá sớm. Ngay tại Tiêu Phàm chuẩn bị mở miệng chi tế, bỗng nhiên ý nghĩ một chóng mặt, chỉ cảm thấy có cổ lạnh như băng khí tức chui vào hắn thần trong thức hải, đảo mắt tự biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiêu Phàm chấn động, vội vàng toàn lực vận chuyển thần niệm chi lực đuổi theo tung cái kia cổ hơi thở tung tích, nhưng lại không thu hoạch được gì. Chỉ trong nháy mắt, vẻ này lạnh như băng khí tức thật giống như đã muốn theo trong cơ thể hắn rời đi Liễu Tương Đương. Rốt cuộc tìm không thấy nửa điểm dấu vết. Tự hồ chỉ là một loại ảo giác mà thôi. Nhưng Tiêu Phàm có thể khẳng định, cái kia cũng không phải ảo giác, mà là thật sự rõ ràng cảm thụ. Hơn nữa, Âu Dương Minh Nguyệt thả ra cổ hơi thở này chui vào hắn thần trong thức hải. Tuyệt không phải là vì muốn điều tra cái gì. Không có đơn giản như vậy. Cái này đương lúc, Trừ Chín đã muốn mở miệng, nói ra, Âu Dương Đại trưởng lão, nếu như Trừ nào đó không có nhìn lầm lời mà nói, một chiêu đã qua đi à nha. Vẻ này khiến cho mọi người đều rất cảm thấy trầm trọng bàng nhiên sức lực, sớm đã biến mất, điểm này, Trừ Chín chính mình tự cảm ứng được đến. Âu Dương Minh Nguyệt cũng không nhìn hắn cái nào, bàn tay trắng nõn nhẹ giơ lên, hướng Thanh Bình chân nhân cùng mặt khác hai vị Thái Thượng Tông đại tu sĩ vừa chắp tay, nhàn nhạt nói ra quấy rầy chư vị, cáo từ. Đã nói đối với Tiêu Phàm ra một chiêu, hôm nay một chiêu đã qua, vô luận Tiêu Phàm sống hay chết, cũng đã cùng nàng không quan hệ, cũng không cần phải tại Trọng Thiên Cung lại đợi xuống dưới. Thanh Bình lão đạo bọn người vội vàng đứng dậy ôm quyền hoàn lễ, nói vài câu khách khí lời nói. Âu Dương Minh Nguyệt một chút vuốt cằm, trắng như tuyết liên dưới bàn chân mây mù cùng một chỗ, chậm rãi hướng thiên điện bên ngoài phi độn mà đi, nhàn nhạt ánh mắt tại Tiêu Phàm trên mặt dẫn qua, không mang theo chút nào cảm giác sao màu, phảng phất giờ phút này Tiêu Phàm tại nàng trong mắt đã muốn đã trở thành người qua đường giáp. Đại chấp pháp mặt đen lên, không nói một lời, theo sát ở phía sau. Cựu trưởng lão lại càng không nhiều lắm lời nói. Thanh Bình chân nhân cùng mấy vị đồng đạo cùng đi đưa đến vắng cửa đại điện, đưa mắt nhìn ba người bay lên trời, phiêu miểu phong thượng, một tiếng thanh thúy ngao, bảy thải hà quang hiện ra, Hạo Dương điều cực đại thân hình đem bốn phía sương mù đều nhuộm đắc đỏ rực đích, Âu Dương Minh Nguyệt chân trần đạp đi lên, Hạo Dương điều hai cánh mở ra, hướng tây bắc phương hướng bay đi. Đại trưởng lão,
Vạn nhất cái này họ Tiêu một mực đều ở Ninh Quốc đợi xuống dưới, lại đương làm như thế nào? Hơi khoảnh, tại Hạo Dương thân chim bên cạnh cưỡi gió mà đi đại chấp pháp, rốt cục nhìn không được mở miệng hỏi. Âu Dương Minh Nguyệt lạnh nhạt nói ra, yên tâm đi, hắn không biết tại Ninh Quốc đợi quá lâu đích. Hắn tuy hao tổn được rất tốt, nhưng thiên hay lại hao không nổi. Cựu trưởng lão nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy. Theo Huệ Thiên Hào lời nói, thiên hay bản thân bị trọng thương, nhất định sẽ tìm tiến vào các nàng thiên hay cung bí điện, tìm đạo kia mật phù bảo vệ tánh mạng. Đã cái này họ Tiêu hậu sinh bị cái kia yêu nữ mê hoặc bản tính, tự nhất định sẽ liều lĩnh giúp nàng đích. Bị thiên hay mê hoặc bản tính. Âu Dương Minh Nguyệt khóe miệng hiện lên một tia không cho là đúng nhàn nhạt vui vẻ. Không có. Cái này họ Tiêu hậu sinh từ đầu đến cuối, linh đài thanh minh, tu luyện chính là chính tông nhất hạo nhiên chính khí. Người như vậy, muốn dựa vào vãi lúa nữ sắc đi mê hoặc hắn, cơ hồ hoàn toàn không có khả năng. Thiên hay tuy nhiên lớn lên không tính khó coi, thiên hay cung cũng có không thiếu kỳ kỹ dâm xảo, tại chính tông vô cực truyền nhân trước mặt, cơ bản không có chỗ kỳ kỹ. Âu Dương Minh Nguyệt lúc này đây phá lệ nhiều lời vài câu. Bất quá, thiên hay tiên tử như vậy công nhận tuyệt sắc mỹ nữ, tại trong miệng nàng, lại gần kề chỉ là không khó xem mà thôi, xem ra mặc kệ nữ nhân này tu vi bao sâu, địa vị rất cao, cỡ nào kiến thức rộng rãi, sẽ không có không ăn dấm đích. Đều nói văn nhân tương nhẹ, kỳ thật mỹ nhân càng tương nhẹ. Như vậy, chớ quên, vô cực môn tiền bối cao nhân cùng thiên hay trước cung đời cung chủ cái kia chút ít tình yêu. Năm đó vô cực môn toàn thịnh thời kỳ, nhìn trời hay cung còn chưa đủ thiên vị sao. Có lẽ thiên hay cung bí trong điện, cũng cất chứa lấy vô cực môn có chút điển tịch. Vô cực môn hôm nay xuống dốc đến tư, bất luận cái gì một bản điển tịch đều rất trọng yếu. Đại chấp pháp cùng cựu trưởng lão liền đều nhẹ nhàng vuốt cằm. Rất là nhận đồng đại trưởng lão cái này phân tích. Hảo hảo tra một chút cái này Tiêu Phàm chi tiết, tất yếu lời mà nói, phái người đi Hoắc Sơn Quốc đi một chuyến. Vô cực môn đã xuống dốc nhiều năm như vậy, cũng không cần phải đông sơn tái khởi liễu tương đương. Tu chân giới vốn là không nên có trường thịnh không suy tông môn. Đại trưởng lão lãnh đạm nói, xinh đẹp tuyệt luân trên mặt hiện lên một vòng quyết tuyệt ý. Ừm, đại chấp pháp âm nghiêm mặt đáp ứng. Phiêu miểu phong thượng. Trọng Thiên Cung vắng trong điện, rồi lại là một cái khác phiên quang cảnh. Chử Chín hưng phấn mà vỗ Tiêu Phàm bả vai, nói ra, khá lắm, vừa rồi ta thật đúng là có chút lo lắng đâu rồi, cái này tay của nữ nhân đoạn tưởng thật đắc, chỉ có so trong truyền thuyết ác hơn. Thanh Bình chân nhân không khỏi âm thầm lắc đầu. Xem ra muốn xen vào ở thiếu tông chủ cái này há mồm, độ khó là thật sự rất lớn liễu tương đương. Tiêu Phàm mỉm cười, không có lên tiếng. Hắn đã muốn vận khởi thần niệm chi lực, tại trong cơ thể mình dò xét một lần, lại nửa điểm dấu vết đều tìm không thấy. Biết rõ bị người trong người rơi xuống cấm chế, lại thủy chung tìm không ra đến, cái này tại Tiêu Phàm mà nói, thật đúng là trước nay chưa có kỳ lạ quý hiếm sự tình. Có thể khẳng định chính là, Âu Dương Minh Nguyệt đưa ra, một chiêu ước hẹn, kỳ thật tựu là muốn tại trong cơ thể hắn hạ cấm chế này. Cái kia Thái Sơn áp đỉnh loại phách đạo khí thế, bất quá là muốn che giấu tai mắt người. Đồng thời cũng là hướng Thanh Bình lão đạo bọn người lập uy. Tiêu đạo hữu, Thanh Bình chân nhân chậm rãi chuyển trở về, trầm giọng kêu lên. Đại trưởng lão, Tiêu Phàm vội vàng khom người, rất chuyên chú mà nhìn qua lão đạo, chậm đợi bên dưới. Đạo hữu đã từng đã giúp Bỉ Tông thiếu tông chủ, Thái Thượng Tông không phải vong ân phụ nghĩa hạng người, đương làm giày báo. Thanh Bình chân nhân chậm rãi nói ra, ngữ khí cực kỳ nghiêm túc. Tiêu Phàm bề bổn tức nói ra, đại trưởng lão nói quá lời, đó là cửu ca cố ý nói, Tiêu Phàm không dám kể công. Dày báo nói như vậy, thỉnh đại trưởng lão không cần phải nhắc lại, Tiêu Phàm xấu hổ không dám nhận. Thanh Bình chân nhân nhẹ gật đầu, nói ra, lời nói thật nói, Tiêu đạo hữu, ngươi lần này xông họa xác thực không nhỏ, Hạo Thiên Tông tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Hôm nay tuy nhiên xem tại ta Thái Thượng Tông trên thể diện, tạm thời không đáng truy cứu, nhưng giữ được nhất thời bảo vệ không được cả đời. Dùng lão đạo xem ra, Tiêu đạo hữu sau này hay là đang Long Tuyền thành ở xuống đây đi, đơn giản không cần phải rời, bỏ thành. Âu Dương đạo hữu tuy không biết tự hủy hứa hẹn, lại khó bảo toàn Hạo Thiên Tông những người khác không có cái gì bất đồng cách nghĩ, có lẽ hay là không nên mạo hiểm tốt. Chúng ta Thái Thượng Tông che chở ngươi lần này, cũng không dám đảm bảo có thể bảo vệ cả đời. Ngươi nếu thật là bị Hạo Thiên Tông người giết chết, ta Thái Thượng Tông tuyệt đối không thể có thể báo thù cho ngươi. Điểm này, thỉnh cầu ngươi nhất định phải làm tinh tường.
Cũng chính bởi vì điểm này, cho nên Hạo Thiên Tông nhưng thật ra là không có bao nhiêu băn khoăn đích, chỉ cần không lo lấy Chử Chín mặt, vậy thì không gì kiêng kỵ. Thanh Bình chân nhân có thể nói như vậy, đã muốn đủ chứng nhận hắn đối với Tiêu Phàm rất có hảo cảm, không muốn nhìn xem hắn không công đưa tánh mạng. Huynh đệ, sư thúc nói không sai, ngươi ngay tại ta Trọng Thiên Cung ở lại đến, ta xem ngươi cũng đã đến sơ kỳ đỉnh phong, nếu như vận khí tốt lời mà nói, dùng không được bao lâu có thể tiến giai. Chử Chín liên tục gật đầu, nói ra. Chỉ cần ngươi tiến giai thành công, Hạo Thiên Tông có thể làm gì được người của ngươi cũng không phải là rất nhiều. Chương 1119 Hồng Thiên lo nghĩ. Mất đi Tiêu Phàm, nhìn về phía trên không có quá biến hóa lớn. Bên ngoài Xuất Vân Bơi Đinh Sán biết được tin tức về sau kịp thời đuổi đến trở về, tiếp tục tại Trăm Hùng Đường tọa trấn. Dưới mắt, như trước giống như trước đây, có 4 gã nguyên anh tu sĩ trèo trống, có y thánh tọa trấn Trăm Hùng Đường, tựa hồ hết thảy đều không có gì biến hóa. Tiêu Phàm tại tổng đàn Tây Nam cái kia nơi dinh thự, tự nhiên còn bảo lưu lấy cơ lụa mỏng ở chỗ này. Trước đó không lâu, Tiêu phủ bỗng nhiên trở nên thập phần náo nhiệt, thoáng cái nhiều ra đến 30-40 người. Đây là Lăng Thiên Hoa xuất lĩnh vô cực môn đệ tử, trải qua đường dài truyền tống, nhiều lần chắc trở về sau, rốt cục an toàn đến Kim Châu Thành, cầm Tiêu Phàm tín vật, tìm được rồi tổng đàn. Biết được Tiêu Phàm không chết, Hồng Thiên Thanh phu nhân bọn người vui mừng quá độ quá đỗi, lập tức nhiều lần hỏi thăm Tiêu Phàm tình huống, nghe được vô cực môn đệ tử cấp thấp nói, Tiêu Phàm vậy mà diệt sát Hạo Thiên Tông một gã nguyên anh trung kỳ trưởng lão, mấy vị này thủ lĩnh không khỏi lại là ngoài ý muốn lại là lo lắng. Nguyên cũng biết Tiêu Phàm tiến giai về sau, thực lực mạnh, tại phía xa bình thường cùng giai tu sĩ phía trên, vốn lấy vừa mới tiến giai nguyên anh sơ kỳ tu vi, rõ ràng diệt sát một gã nguyên anh trung kỳ tu sĩ, thật sự quá bất ngờ. Cần biết đánh bại cùng diệt sát, là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm. Nếu như nói Tiêu Phàm có thể đánh bại so với chính mình cao nhất giai trung kỳ tu sĩ, thật cũng không hội quá khiến người ngoài ý. Có lẽ đối thủ đặc biệt yếu, có lẽ vừa vặn hai người công pháp tương khắc. Tình hình như vậy, cũng không hiếm thấy. Nhưng diệt sát một gã trung kỳ tu sĩ, cũng tuyệt đối rất không tầm thường. Nhất là diệt sát Hạo Thiên Tông như vậy siêu cấp lớn tông trưởng lão, lại càng khó càng thêm khó. Bình thường mà nói, siêu cấp lớn tông môn đệ tử đô có thể so với mặt khác cùng giai tu sĩ phổ biến càng mạnh một ít, đây là bởi vì siêu cấp lớn tông môn tu luyện hệ thống càng thêm song, công pháp trải qua thiên truy bách luyện, trụ cột đặc biệt đầm. Chém giết thời điểm. Càng thâm hậu nội tình thường thường tự đại biểu cho càng hùng hậu pháp lực, sức chiến đấu tự nhiên càng mạnh. Mặc dù nói kiếm đi nhập đề thường thường cũng có thể thu được không tưởng được hiệu quả, nhưng toàn diện cân nhắc, có lẽ hay là siêu cấp lớn tông môn đệ tử chỉnh thể càng mạnh. Tiêu Phàm lại trực tiếp đem Hạo Thiên Tông nguyên anh trung kỳ trưởng lão tiêu diệt. Bất quá đây không phải Hồng Thiên chú ý trọng điểm. Chỉ cần Tiêu Phàm còn sống, cái này là thiên đại tin vui liễu tương đương. Tuy nhiên thực lực cùng Hạo Thiên Tông hoàn toàn không tại một cái cấp bậc phía trên, nhưng Đại Tề Quốc thật sự quá xa, Hạo Thiên Tông hiển hách uy danh, còn với không tới cái này Tây Nam biên thùy. Tại Hoắc Sơn Quốc, nhâm người nào cũng biết, là Vũ Văn xung quanh Hoắc Đô Tông cường đại nhất. Lập tức Hồng Thiên tự mình làm an bài, lại để cho Lăng Thiên Hoa bọn người tạm thời ở tại Tiêu Phàm phủ đệ phụ cận, cũng không làm cho bọn họ gia nhập, chỉ là với tư cách khách nhân. Những này vô cực môn đệ tử. Cuối cùng nhất phải như thế nào an trí, luôn phải đợi Tiêu Phàm sau khi trở về, mới tốt định đoạt. Đến tận đây, Lăng Thiên Hoa bọn người mới rốt cục an quyết tâm đến, các thật dài thở phào một cái. Rốt cục tạm thời trốn ra Hạo Thiên Tông ma trường. Tiêu sư tôn chỗ bang phái, đối với bọn họ lại như vậy chiếu cố, quả nhiên là không thắng chi hỉ. Đoàn người tại Tiêu phủ bái kiến sư mẫu đại nhân, liền an tâm tại Trăm Hùng đầm lầy ở đây. Nghe nói bọn họ là vô cực môn đệ tử, lại là Tiêu Phàm tự tay cứu xuống đích, cơ lụa mỏng đối với thái độ của bọn hắn tự nhiên cực kỳ hòa khí, ban thưởng Lăng Thiên Hoa đợi không ít người thứ tốt. Tuy nhiên dùng tu vi mà nói, Lăng Thiên Hoa cũng miễn cưỡng xem như kim đan trung kỳ, cùng cơ lụa mỏng được coi là cùng giai tu sĩ, nhưng vô cực đệ tử tại Hạo Dương Thành thật sự cùng gay gắt, ở đâu tượng tiêu sư mẫu như vậy tài đại khí thô tiền nhiều như nước. Tự là một cái vô cùng, nằm mơ đều cười tỉnh lại. Thân là thủ lãnh, Hồng Thiên Thanh phu nhân mã trưởng lão bọn người cho dù không có nhẹ nhàng như vậy. Bọn hắn biết rõ, diệt sát Hạo Thiên Tông trưởng lão chuyện này, tuyệt đối không thể có thể cứ như vậy vô thanh vô tức đi qua. Tiêu Phàm nhất định phải cho Hạo Thiên Tông một cái công đạo, nếu như Tiêu Phàm không để cho cái này bàn giao, Hạo Thiên Tông rất có thể sẽ tìm được đến. Một ngày này,
Hồng Thiên Thanh phu nhân, Mã trưởng lão, Đinh Sán bốn người chính ở phòng khách tự thoại, đàm đúng là Tiêu Phàm diệt sát Âu Dương Uy sự tình, ngoài cửa đệ tử vội vã tiến đến bẩm báo. Khởi bẩm bang chủ, Hạnh Lâm Phương bang chủ làm cho người đến đây mời bang chủ, thỉnh bang chủ đi trước Hạnh Lâm Uyển một tự. Hồng Thiên hai hàng lông mày dương bắt đầu đứng dậy, trầm giọng nói ra, xem ra đã muốn hỏi tội đến thăm Liễu Tương Đương. Mã trưởng lão Trần An nói, cái này cũng không thấy đắc, có lẽ là sự tình khác cần thương nghị. Phương Phi Dương với tư cách Kim Châu thành bảy đại tông môn cùng đề cử minh chủ, thường cách một đoạn thời gian sẽ triệu tập bảy đại tông môn thủ lĩnh tại cùng nhau tụ tập, nói chuyện phiếm nói chuyện, đồng thời đối với trong thành phát sinh một ít đại sự tiến hành thảo luận, cuối cùng nhất làm ra xử trí quyết định. Hội nghị địa điểm giống nhau đều là tại Hạnh Lâm Uyển. Hạnh Lâm Uyển cùng Hạnh Lâm Tổng Đàn cũng không cùng một chỗ, mà là xây tại phồn hoa nhất y quán khu. Dù sao với tư cách y quán là muốn thường xuyên tiếp đãi người bệnh đích, một đống lớn người bệnh cùng đi thân thích bằng hữu tại Hạnh Lâm Tổng Đàn chạy tới chạy lui, cũng không phải là chuyện này. Tại Hạnh Lâm Uyển triệu tập bảy đại tông môn thủ lãnh tụ hội, sớm đã trở thành lệ cũ. Sau một lát, Hồng Thiên tại Hạnh Lâm Uyển trên không đè xuống độn quang. Vốn là Trăm Hùng giúp đỡ chủ Kim Châu Thành đi tuần, đều có chính mình chuyên dụng xa hoa thú xe, một thân một mình khống chế độn quang mà đi, thật sự có mất thể diện. Cái này đương lúc, Hồng Thiên nói đó có tâm tình đi để ý tới những chi tiết này. Sớm có Hạnh Lâm chấp sự đệ tử cấp cấp tiến lên, cung nghênh Hồng bang chủ đi trước Hạnh Lâm Uyển góc tòa nào đó độc lập nhà nhỏ viện. Kỳ thật hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự không cần phải chấp sự đệ tử chỉ đường, Hồng Thiên đối với nơi này sớm đã quen thuộc vô cùng. Rộng rãi trong sương phòng, Hạnh Lâm giúp đỡ chủ Phương Phi Dương chính đoan lấy chén trà, suy nghĩ xuất thần, hai hàng lông mày cau lại, tựa hồ tâm sự rất nặng, mắt thấy Hồng Thiên vào cửa, cũng chỉ là một chút vuốt cằm, cũng không đứng dậy đón chào. Nhiều năm lão bằng hữu lẫn nhau trong lúc đó lại quen thuộc bất quá, một ít hư đầu ba não lễ tiết, đã sớm giảm bớt Liễu Tương Đương. Hồng Thiên cũng không nói chuyện, trực tiếp tại vị trí của mình ngồi, sớm có thị nữ dâng trà thơm. Hai người lẳng lặng phẩm lấy nước trà, ai cũng không lên tiếng. Bình thường tham gia như vậy thủ lãnh tụ hội, Phương Phi Dương cũng sẽ không một mình cùng mặt khác tông môn thủ lãnh nói tới tụ hội chủ đề. Tránh khỏi bị mặt khác tông môn thủ lãnh nghĩ lầm hắn và mặt khác tông môn đạt thành nào đó càng thêm quan hệ mật thiết. Bảy đại tông môn nhất trí đối ngoại, nhưng ngày bình thường cũng hơi có thân sơ chừng. Duy chỉ có với tư cách minh chủ Phương Phi Dương cùng Hạnh Lâm, không thể có phương diện này biểu hiện. Trung lập, công chính, là ngồi vững vàng minh chủ bảo tọa là tối trọng yếu nhất hai đại nhân tố. Một khi Phương Phi Dương cùng Hạnh Lâm biểu hiện ra cùng cái nào tông môn đặc biệt thân cận, lập tức liền sẽ phải chịu mặt khác bang hội tông môn nghi vấn. Nếu như Hạnh Lâm minh chủ địa vị bắt đầu dao động, tự ý nghĩa cả Kim Châu thành quyền lực hệ thống đều sụp đổ, tất nhiên sẽ dẫn phát phiền toái rất lớn. Bất quá Hồng Thiên người thứ nhất chạy tới nơi này, cũng đã rất nói rõ vấn đề. Ngày hôm nay, Phương Phi Dương là trước tiên thông chi Hồng Thiên tới tụ hội. Chuyện này tự khẳng định cùng tương quan. Dùng Hồng Thiên tinh minh duệ trí, làm sao có thể không biết. Lăng Thiên Hoa đợi vô cực môn người vừa đuổi tới Kim Châu Thành không lâu, Hạo Thiên Tông người liền theo đuôi tới, đủ thấy Tiêu Phàm lần này thật sự đút cái đại cái sọt. Hai gã nguyên anh trung kỳ tu sĩ đều tự nghĩ đến tâm sự. Trong sương phòng lắng ngắt như tờ. Chỉ chốc lát, cùng Thanh Dương trưởng giáo Vô Vi chân nhân đợi thủ lãnh cũng lục tục đã đến, thấy Phương Phi Dương cùng Hồng Thiên sắc mặt đều thập phần ngưng trọng, bản muốn mở miệng lời nói chê cười đích, cũng đều ngạnh xanh xanh đem đến bên miệng thoại ngữ nuốt trở vào. Xem ra là phát sinh đại sự Liễu Tương Đương. Đoàn người sắc mặt cũng đi theo trầm trọng bắt đầu đứng dậy. Sau một lát, bảy đại tông môn thủ lãnh liền tề tụ nơi đây. Mọi người đồng loạt về phía chính giữa chủ vị thượng Phương Phi Dương nhìn lại. Phương Phi Dương đặt chén trà xuống, chậm rãi đứng thẳng lên thân thể, ho khan một tiếng, đang muốn mở miệng, rồi lại mãnh liệt nhìn về phía ngoài cửa, trên mặt lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Một đầu còm nhom, không chút nào thu hút bóng người, ra hiện tại mái hiên cửa phòng. Thình lình đúng vậy Hạnh Lâm đại trưởng lão, Hạnh Lâm Uyển thủ tịch đại lang ở bên trong, Kim Châu thành nhất phú nổi danh y thánh bính lão tiên sinh. Sư huynh, Phương Phi Dương bề bộn tức đứng dậy, kinh ngạc kêu lên. Những người khác cũng ào ào đứng dậy, hướng bính lão tiên sinh ôm quyền thi lễ. Tuy nhiên lần này tân y thánh danh hiệu bị Tiêu Phàm cướp đi, nhưng ở đoàn người trong suy nghĩ, Kim Châu thành y thuật cao nhất, thụ. Nhất kính trọng y đạo đệ nhất nhân, tự nhiên có lẽ hay là trước mắt vị này còm nhom lão nhân. Sao ngươi lại tới đây?
Đối với đoàn người ôm quyền thăm hỏi, Bính lão tiên sinh thật giống như hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự không phát hiện, chậm rãi đi vào trong phòng, thở hào hển đáp ta tới nghe một chút, nhìn xem chư vị đồng đạo đối với cái này sự tình đều có ý kiến gì không. Trước đó, Bính lão tiên sinh chưa bao giờ tham gia loại này thủ lãnh tụ hội, hắn chỉ là làm tốt chính mình y thánh, rất ít can thiệp trong bang lớn nhỏ sự vụ. Phương Phi Dương cũng không cần hắn nhúng tay, đem Hạnh Lâm kinh doanh đắc phong sinh thủy khởi, cực thịnh một thời. Hai người phối hợp chi ăn ý, có thể nói là hợp tác điển phạm. Hiện tại, Bính lão tiên sinh lại bỗng nhiên ra hiện ở chỗ này, mình xác tỏ vẻ muốn tham gia tụ hội, lại không biết sắp công bố là bực nào đại sự, thế cho nên ngay Bính lão tiên sinh đều có chút kìm nén không được chính mình lòng hiếu kỳ. Cái này tự nhiên, sư huynh mời ngồi. Phương Phi Dương nhường xuất chính mình chiếm cứ ở giữa vị trí, cung thỉnh Bính lão tiên sinh trung tâm ngồi xuống. Bính lão tiên sinh cũng không khách khí, chậm rãi đi qua, đặt mông ngay tại Phương Phi Dương ngồi qua trong ghế ngồi xuống. Đối với cái này chút ít việc nhỏ không đáng kể mấy cái gì đó, Bính lão tiên sinh cho tới bây giờ đều không thèm để ý. Dùng thanh danh của hắn cùng tu vi, hắn cũng xác thực sớm đã có tùy tâm sở dục tư cách. Phương Phi Dương liền ở một bên trong ghế ngồi xuống. Thị nữ vú già vội vã mà vì lão y thánh dâng nóng hôi hổi linh trà. Bính lão tiên sinh cái này bất thường động tác, lại càng lệnh một đám thủ lãnh tâm tình trầm trọng. Trong xương phòng hào khí có vẻ thập phần khẩn trương áp lực. Phương Phi Dương giơ tay lên, tại trong xương phòng hầu hạ tùy tùng các nữ đệ tử, lập tức cung kính cúi đầu làm lễ, nối đuôi nhau lui ra ngoài, xương phòng môn nhẹ nhàng giấu thượng, trong phòng cấm chế lập tức khởi động. Loại này cấm chế vô cùng đơn giản, chỉ có thể che đậy thần niệm thăm hỏi, không có bất kỳ mặt khác phòng ngự tác dụng. Có 8 gã tu vi thâm hậu nguyên anh trung kỳ tu sĩ tụ ở chỗ này, cũng xác thực không cần quá đặc biệt cấm chế khác phòng hộ. Tại đây đã muốn tập trung Kim Châu thành đỉnh cao nhất chiến lực. Phương Phi Dương ngồi thẳng người, trước hướng bên cạnh thân Bính lão tiên sinh hơi hạ thấp người, liền là trầm giọng nói ra, chư vị, Đại Tề quốc Hạo Dương thành bên kia, phái người đi tới Liễu Tương Đương. Hạo Thiên Tông trăm bộ viện thủ tọa trường lão Cừu Ngàn đi, một vị hậu kỳ đại tu sĩ. Hôm nay ngay tại ta Hạnh Lâm Uyển khách quý quán nghỉ tạm. Chương 1120 mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, A-hát. Vài tên thủ lãnh lập tức hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lăng Thiên Hoa đợi vô cực môn đệ tử đầu nhập vào sự tình, bọn hắn cũng mơ hồ nghe nói, dù sao lúc trước Hồng Thiên cũng không yêu cầu trong bang đệ tử giữ bí mật, như vậy mới lạ sự tình. Nhất định sẽ bị coi như, đại tin tức quảng vì truyền bá, nhưng không có chính thức thông báo, mặt khác tông môn thì cũng không phải thập phần coi trọng việc này. Trung quy bất quá là một ít đệ tử cấp thấp mà thôi, cao nhất chỉ là kim đan trung kỳ tu vi, không đáng ngạc nhiên. Ngược lại những này vô cực đệ tử lai lịch cùng Tiêu Phàm tin tức, lại để cho mặt khác tông môn có chút để ý. Tiêu Phàm lại vẫn còn sống. Lúc trước Huệ Thiên Hào theo thần Long Uyên lúc đi ra, không phải nói cho mọi người. Tiêu Phàm cùng cái kia yêu nữ song song vẫn lạc tại thần Long Uyên đáy nước đại nước xoáy bên trong sao. Như thế nào lúc cách 2-3 năm, Tiêu Phàm lại xuất hiện, hơn nữa là tại xa xôi Đại Tề Quốc, to gan lớn mật mà giết Hạo Thiên Tông trưởng lão. Người này nhìn về phía trên tao nhã, thực chất bên trong đầu thật đúng là cái có thể gây chuyện chủ A-hát. Vừa nghe được lời đồn đãi này thời điểm, tất cả đại tông môn trưởng giáo liền đều cảm thấy việc này thập phần khó giải quyết. Hạo Thiên Tông chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, cũng may Tiêu Phàm đã muốn không tại Kim Châu Thành, cũng là không có gì hay lo lắng đích. Hạo Thiên Tông tổng không biết vì vậy sự tình, đem Kim Châu Thành 7 đại tông môn đều trở thành địch nhân. Không nghĩ tới Hạo Thiên Tông nhanh như vậy tự phái người đi tới rồi, hơn nữa còn là một gã hậu kỳ đại tu sĩ. Kim Châu Thành tuy nhiên tích nơi Tây Nam, cùng Đại Tề Quốc cách xa nhau hàng tỷ ở phía trong xa, nhưng Hạo Thiên Tông uy danh thật sự quá đáng. Đang ngồi mọi người đối với Hạo Thiên Tông bên trong phân công cũng có biết một hai, biết rõ cái này trăm bộ viện là Hạo Thiên Tông chuyên môn tinh nghiên mặt khác tông môn công pháp đường khẩu, trăm bộ viện thủ tịch, tại Hạo Thiên Tông nội địa vị tôn sư sùng, tự không cần phải nói Liễu Tương Đương. Hôm nay Hạo Thiên Tông vậy mà chuyên môn cắt cử một vị như vậy quyền cao chức trọng đại tu sĩ trưởng lão đến đây Kim Châu Thành, đủ thấy đối với cái này sự tình coi trọng trình độ. Đã muốn vượt ra khỏi đoàn người đoán trước. Vị này cựu trưởng lão. Vì sao mà đến? Hơi khoảnh, Lăng Vân Tông tông chủ trầm giọng hỏi. Hắn muốn chúng ta đem trước đó vài ngày theo Hạo Dương Thành trốn tránh mà đến vô cực môn đệ tử Lăng Thiên Hoa bọn người giao cho hắn mang về Hạo Dương Thành đi. Mặt khác, còn muốn thỉnh Tiêu Phàm Tiêu đạo hữu song tu bầu bạn.
Lụa Mỏng tiên tử cũng cùng hắn cùng đi Hạo Dương thành. Phương Phi Dương đảo là không có che giấu, trực tiếp nói ra. Nói đùa gì vậy? Lập tức liền có vài vị thủ lãnh sắc mặt trầm xuống. Thập phần không vui nói. Tuy nhiên Áo Lông Ngàn đi nói ra yêu cầu đều là nhằm vào cùng Tiêu Phàm, nhưng bảy đại tông môn tại Kim Châu thành đồng khí liên chi nhiều năm như vậy, nhiều khi cách nghĩ đều là không kém bao nhiêu đích. Hạo Thiên Tông trưởng lão hôm nay có thể đối với mạnh mẽ như thế vô lễ, tương lai cũng có thể đối với bọn họ làm như vậy. Những kia vô cực môn đệ tử nếu thật là theo Hạo Dương thành trốn tránh mà đến, giao cho hắn mang về còn nói qua được đi. Tiêu đạo hữu song tu bầu bạn, dựa vào cái gì cũng muốn giao cho hắn mang đi. Quả nhiên là lẽ nào lại như vậy? Lăng Vân Tông tông chủ tức giận nói ra. Lăng Vân Tông Quảng Dương Tử Hòa đơn nghĩa tuy bởi vì một ít việc nhỏ cùng. Thanh phu nhân Tiêu Phàm bất hòa, không cùng, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng. Lăng Vân Tông cùng Minh Ước. Lăng Vân Tông tông chủ cùng Hồng Thiên giao tình. Trước sau như một thập phần thâm hậu, hơn nữa tại Thần Long Uyên trong ao đầm, Tiêu Phàm còn đã cứu Quảng Dương Tử Hòa đơn nghĩa tánh mạng, ngày xưa những kia tiểu ăn Tết ân oán đã sớm tan thành mây khói liễu tương đương. Hạo Thiên Tông là Hạo Thiên Tông, Vô Cực Môn là Vô Cực Môn, như thế nào Vô Cực Môn đệ tử lại biến thành Hạo Thiên Tông phản đồ rồi? Cái này vừa vặn rất tốt sinh làm cho người khó có thể tác giải. Cung Thanh Dương trưởng giáo Vô Vi chân nhân loát dưới hàm râu dài, nhíu mày nói ra. Đúng vậy. Trong xương phòng lại là một hồi tình cảm quần chúng xúc động. Phương bang chủ, việc này tiền căn hậu quả rốt cuộc như thế nào, kính xin Phương huynh cho mọi người giải thích một hai. Một vị trưởng giáo trầm giọng nói ra. Đúng vậy, thỉnh Phương huynh nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Phương Phi Dương duỗi ra hai tay, dưới lên nhẹ nhàng nhấn một cái. Trong phòng lập tức an tĩnh lại. Chư vị đạo hữu, theo Áo Lông Ngàn đi nói. Phương Phi Dương lời ít mà ý nhiều mà đem việc này tiền căn hậu quả nói một lần, tự nhiên đều là theo Áo Lông Ngàn đi nói, nhưng Hồng Thiên nghe xong lại ám thầm bội phục. Trên cơ bản, Phương Phi Dương đối với cái này sự tình tiền căn hậu quả đã muốn mỏ nhất thanh nhị sở. Ngay Lăng Thiên Hoa bọn người hướng hắn bẩm báo một ít nội tình, Phương Phi Dương đều nói đắc rõ ràng, nhưng không biết hắn là từ chỗ nào có được tin tức. Hạnh Lâm có thể trở thành Kim Châu thành đứng đầu, lãnh tụ tông môn. Phương Phi Dương được tôn là minh chủ, tuyệt không phải may mắn gây nên. Phương Phi Dương vừa dứt lời. Lăng Vân Tông tông chủ đã nói, quả thật như thế, đó chính là bọn họ Hạo Thiên Tông tàn bạo trước đây. Tiêu đạo hữu bất quá là vì cứu hộ chính mình tông môn đệ tử, lại có cái gì không nên rồi. Đúng vậy, cái kia Âu Dương Uy tự cao pháp lực cao cường, vậy mà muốn cầm tiêu đạo hữu đương làm lô đỉnh. Tiêu đạo hữu vì tự bảo vệ mình, thất thủ giết được hắn, chính là thiên kinh địa nghĩa, có cái gì tốt chỉ trích hay sao? Lại là một hồi căm giận thanh âm. Phương Phi Dương khoát khoát tay, hai hàng lông mày nhíu chặt, nói ra, lời tuy như thế, nhưng mà Hạo Thiên Tông thế đại, có thể làm gì? Vô Vi chân nhân lạnh lùng nói ra, Hạo Thiên Tông thế lực lớn hơn nữa, cũng phải phân rõ phải trái. Việc này bọn hắn đối lý trước đây, hôm nay lại muốn lấy mạnh hiếp yếu. Chẳng lẽ chúng ta Kim Châu thành tựu dễ khi dễ như vậy không được? Vô Vi đạo huynh nói rất có lý, Hạo Thiên Tông tuy thế đại, chúng ta Kim Châu thành bảy đại tông môn thực sự chưa bao giờ sợ qua sự tình. Huống chi tiêu đạo hữu không phải bình thường trưởng lão, mà là ta Kim Châu thành mới một lần y thánh, thân phận tôn quý. Nếu như chúng ta Kim Châu thành ngay nhà mình tuyển ra tới y thánh đô có lẽ nhất, từ nay về sau, có tư cách gì tại Hoắc Sơn quốc tu chân giới chỗ dựa. Chỉ sợ đến lúc đó, những kia đại tông môn đều mơ tưởng chui vào phân một chén canh liễu tương đương. Một gã trưởng giáo lập tức phụ họa theo đuôi. Tiêu Phàm tại Kim Châu thành quật khởi thời gian quá nhanh, cùng mặt khác tông môn thủ lãnh cũng không quá lớn giao tình, nhưng hắn thân là Kim Châu thành y thánh, cái này thân phận không giống tiểu khả. Một mực ngồi ngay ngắn bất trí một từ bính lão tiên sinh có chút vuốt cằm, tựa hồ sâu chấp nhận. Phương Phi Dương âm thầm gật đầu. Kỳ thật chuyện này phải làm xử trí như thế nào? Phương Phi Dương trong nội tâm sớm đã có ý đã định, chỉ là còn cần tại hội nghị đã nói phục mặt khác trưởng giáo mới được. Không ngờ mọi người nhưng là như thế muôn miệng một lời, thật ra khiến Phương Phi Dương tỉnh rất nhiều miệng lưỡi. Việc này nhìn như cùng có quan hệ, kỳ thực cùng cả Kim Châu thành đô cùng một nhịp thở. Có lẽ nhất nhà mình trưởng lão, mất mặt vẫn chỉ là, nhưng Kim Châu thành có lẽ nhất y thánh, người ta phái vị hậu kỳ đại tu sĩ vừa bước môn, Kim Châu thành bảy đại tông môn ngay cái dám cũng không dám phóng. Tự ngoan ngoãn đem Tiêu Phàm song tu bầu bạn cùng môn nhân đệ tử giao ra đi, chiêu này bài xem như triệt để đập phá.
Giống như vị kia trưởng giáo nói, bảy đại tông môn nhất trí đối ngoại minh ước chỉ sợ sẽ lập tức tan rã, những thứ khác siêu cấp lớn thế lực đều chọc vào một gậy che tiến đến, cưỡng ép hiếp tại Kim Châu Thành phân một chén canh. Cứ thế mãi, bảy đại tông môn cộng đồng khống chế Kim Châu Thành cục diện sẽ triệt để chung kết, Kim Châu Thành cái này khối đại thịt béo, cuối cùng hội rơi vào những kia siêu cấp lớn thế lực trong tay đi. Đối với bảy đại tông môn mà nói, cái này là tai họa ngập đầu. Bính lão tiên sinh sở dĩ nhất định phải tới tham gia cái hội nghị này, chỉ sợ cũng thật sự là lo lắng chuyện này. Dùng hắn Kim Châu Thành y giới đệ nhất nhân cao thượng danh vọng, thời khắc mấu chốt phát câu nói, có lẽ hay là rất có uy hiếp lực đích. Nhưng mọi người ý thấy vậy nhất trí, vậy thì không thể tốt hơn Liễu Tương Đương. Phương Bang chủ, việc này chúng ta là không phải nên vậy thông báo Hoắc Đô Tông Vũ Văn Tông chủ một tiếng. Hơi khoảnh, một gã trưởng giáo nhắc nhở. Bất kể thế nào nói, Vũ Văn chủ cũng là Hoắc Sơn Quốc tu chân giới duy nhất một vị hậu kỳ đại tu sĩ, Hoắc Sơn Quốc tất cả tông môn công nhận đại minh chủ. Như vậy đại sự, đương nhiên nên vậy thông báo Vũ Văn chủ. Lão Phu mới từ Hoắc Đô Tông trở về. Vừa dứt lời, bính lão tiên sinh thanh âm già nua tựu chậm rãi vang lên. Trong sương phòng thoáng cái an tĩnh lại, ánh mắt của mọi người đều đồng loạt mà đã rơi vào bính lão tiên sinh che kín nếp nhăn khô héo trên mặt dày. Việc này Vũ Văn đạo hữu đã biết rồi, hắn nắm lão phu dẫn câu nói. Tiêu Phàm là con của hắn ân nhân cứu mạng, Vũ Văn chu cũng không phải vong ân phụ nghĩa loại người. Bính lão tiên sinh bất từ bất tật nói. Tất cả mọi người nhẹ nhẹ thở phào một cái, không ngừng gật đầu. Chỉ cần Vũ Văn Chu là thái độ như vậy, cái kia cũng không sao thật lo lắng cho Liễu Tương Đương. Hạo Thiên Tông thế lực lớn hơn nữa, cũng không đại có thể cùng cả Hoắc Sơn Quốc tu chân giới là địch. Tuy nhiên bọn hắn không sợ, nhưng Đại Tề Quốc cùng Hoắc Sơn Quốc tướng cách thật sự quá xa, không đại khả có thể thật sự phái đại lượng nhân thủ đến lớn Tây Nam khu đến cùng Hoắc Sơn tu chân giới toàn diện khai chiến. Cái loại này siêu viễn cự ly truyền tống trận, mỗi truyền tống một người, đều cần tốn hao không ít linh thạch. Vì đem Lăng Thiên Hoa đợi 30 mấy tên vô cực môn đệ tử cấp thấp truyền tống về Hoắc Sơn Quốc, Tiêu Phàm đúng vậy giao cho Hắc Lân một số lớn linh thạch. Đã như vậy, cái kia việc này liền không cần lại nghỉ. Phương Mỗ cái này liền lấy người đi thỉnh Áo Lông đạo hữu tới, hướng hắn cáo chi ta Kim Châu Thành đồng đạo quyết nghị. Phương Phi Dương vung tay lên, nói ra. Mọi người ào ào gật đầu xưng thiện. Hồng Thiên đứng dậy, hai tay ôm quyền. Làm cái tứ phương ấp, cao giọng nói ra, chư vị đạo hữu cao thượng, Hồng Mỗ cảm kích, lúc này đời mấy ngàn đệ tử Hòa Tiêu Hiền đệ hướng chư vị đạo hữu sâu bề ngoài lòng biết ơn. Chỉ có điều, Hạo Thiên Tông dù sao thế đại, tục ngữ đều nói, oan gia nên giải không nên kết. Tiêu Hiền đệ đã ngộ thương rồi Hạo Thiên Tông Âu Dương trưởng lão tánh mạng, bị tình nguyện bồi tội. Tuy nhiên Hạo Thiên Tông nhất định không quan tâm một chút linh thạch, tóm lại cũng muốn tỏ vẻ ta thành ý. Đang ngồi mọi người đều là nhất phái tôn sư, tinh thông đạo lý đối nhân xử thế, nghe Hồng Thiên nói như vậy, liền ào ào tỏ vẻ có lý. Đối mặt Hạo Thiên Tông như vậy quái vật khổng lồ, cùng với quan hệ đến một vị hậu kỳ đại tu sĩ thể diện, tại cho thấy Kim Châu Thành bảy đại tông môn cường ngạnh thái độ đồng thời, cũng nhất định phải có một chút hòa giải tỏ vẻ. Một mặt cường ngạnh rốt cuộc, thật sao đem Hạo Thiên Tông triệt để chọc giận, cũng đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Việc này muốn kết. Đúng là vẫn còn cùng với giải mới tốt. Phương Phi Dương mỉm cười, nói ra, Hồng Huynh có thể như thế thông tình đạt lý, đó là không thể tốt hơn. Chỉ có điều trong khoảng thời gian này, còn nhiều hơn gia tăng cảnh giác mới được là. Vạn nhất bị người chui chỗ trống, đã có thể lưu lại chê cười. Đến cuối cùng là một vị hậu kỳ đại tu sĩ, còn không biết Hạo Thiên Tông phải chăng có mặt khác chuẩn bị ở sau, nếu thật là không nghĩ qua là bị bọn hắn đem cơ lụa mỏng Lăng Thiên Hoa bọn người bắt đi. Phiền toái đúng vậy không nhỏ. Cái này tự nhiên, đa tạ Phương Huynh nhắc nhở. Hồng Thiên chắp tay nói ra, thập phần chân thành. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1121 Hắc Lân tiến giai một tấc vuông biển. Đại Ninh quốc phía đông nội hải. Cách Long Tuyền thành hẹn ước 20 mấy ngàn dặm. Theo cái danh xương này có thể nhìn ra được, một tấc vuông biển là một tòa không lớn trong lục hải. Nhưng cái này cái gọi là, không lớn, nhưng lại cùng chính thức viễn dương biển cả tương đối mà nói đích. Tại Nam Châu Đại Lục Đông Bắc Bộ trong lục trong nước, một tấc vuông biển diện tích cũng không nhỏ. Nhưng mà một tấc vuông biển chính thức nổi danh nhất đích, tự nhiên không phải diện tích của nó, mà là hắn chiều sâu. Không có người biết rõ một tấc vuông biển sâu đậm. Tung xem như những kia tinh thông nhất thủy độn thuật cao nhân,
hoặc là có được lấy cường đại nhất thủy thuộc tính bảo vật tu sĩ, đều chưa từng thăm qua một tấc vuông biển chính thức cuối cùng. Có lẽ bọn hắn đều đã từng sờ qua một tấc vuông biển đáy biển, lại ai cũng không thể bảo đảm, thì phải là một tấc vuông biển sâu nhất địa phương. Dùng trên địa cầu thanh âm gào thét dò xét phương pháp xử lý đến đo đạc thoi ma giới hải dương chiều sâu, là làm không được. Thoi ma giới tuyệt đại bộ phận hải dương ở chỗ sâu trong, đều có được thần kỳ lực lượng, có thể hữu hiệu che đậy như vậy dò xét. Biện pháp duy nhất, chính là trực tiếp dò xét ngọn nguồn. Nhưng mà sinh hoạt tại biển sâu cái kia chút ít trong nước yêu thú, tuyệt không cho phép nhân loại tu sĩ khinh địch như vậy mà dò thám biết chúng ra viên hư thật. Một khi có nhân loại tu sĩ xâm nhập nhà của mình viên, biển sâu yêu thú sẽ nổi giận, không chút do dự đối với người loại tu sĩ phát động công kích. Với tư cách một chỗ thủy vực diện tích không tính thập phần rộng lớn trong lục hải, hơn nữa là tại Nam Châu đại lục đông bắc bộ cao như vậy giai tu sĩ tụ tập tu chân thánh địa, một tấc vuông trong nước đẳng cấp cao yêu thú, lại thủy chung chưa từng diệt sạch, thậm chí còn thường xuyên cùng nhân loại tu sĩ tranh phong. Nhất là tại một tấc vuông biển sâu nhất phía đông khu vực, loại tình hình này càng là phi thường rõ ràng. Tuy nhiên như thế, đến đây một tấc vuông trong nước săn bắt động vật biển tu sĩ có lẽ hay là không ít. Bất quá thu hoạch rốt cuộc như thế nào, cái kia sẽ rất khó nói. Một ngày này, một tấc vuông biển phía đông thủy vực, mặt trời rực rỡ cao chiếu. Tinh không vạn lý, trường thiên nhất bích, là khó được thời tiết tốt. Xanh thẳm trên mặt biển, một vị tuổi trẻ áo bào trắng tu sĩ khoanh chân mà ngồi, dưới thân thể của hắn, là một đóa lơ lửng tại trên mặt biển màu xanh hoa sen. Vị này áo bào trắng tu sĩ khuôn mặt tuấn lãng, khí độ ung dung, đúng vậy Tiêu Phàm. Mảnh nhìn thật kỹ, hắn ngồi xuống hoa sen bảo tọa, dĩ nhiên là do vô số màu xanh lân phiến tạo thành. Tiêu Phàm nhìn không chuyển mắt mà nhìn qua cách đó không xa một chỗ nước xoáy. Chỗ này nước xoáy không lớn, đường kính ước chừng mấy trượng. Nước xoáy trung tâm, sâu cũng không quá đáng mấy trượng. Tại một tấc vuông biển như vậy uông dương cự thấm bên trong, mấy trượng đại mấy trượng sâu nước xoáy, thật sự thái thường thấy, sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào đặc biệt chú ý. Nhưng giờ phút này, cái này nước xoáy ở trung tâm, đã có một đầu nho nhỏ màu đen thú con chính im ắng mà nằm sấp tại đó. Nếu như lúc này có tu sĩ lộ quá, nhất định sẽ chấn động đích. Bởi vì ghé vào nước biển nước xoáy trung tâm cái kia đầu nhỏ thú, thình lình đúng là một con mèo. Một màu đen đại mèo. Vô luận bề ngoài có lẽ hay là khí tức, chính là một đầu mèo nhà. Chỉ là so bình thường mèo nhà càng lớn hơn một chút. Nhưng giờ phút này, ngủ say hắc lân trên người, lại ẩn ẩn lộ ra một đám cường đại khí tức. Chẳng những cường đại, hơn nữa yêu dị. Tiêu Phàm rất rõ ràng, hắc lân đã đến tiến giai cuối cùng trước mắt. Trước đó không lâu, hắc lân theo Ninh Quốc bảy quan thành đuổi đến trở về, tìm được rồi đang tại Trọng Thiên Cung ngồi xuống tĩnh dưỡng Tiêu Phàm. Âu Dương Minh Nguyệt rời đi về sau, Tiêu Phàm liền tại Trọng Thiên Cung ở đây, một bên luyện hóa những kia từ bên ngoài đến chân nguyên pháp lực. Vững chắc cảnh giới, một bên tiếp tục tìm kiếm Âu Dương Minh Nguyệt lưu tại trong cơ thể mình cái kia một tia ấn ký. Vô luận như thế nào, muốn đem cái này ấn ký tìm ra, nếu không, đem trở thành Tiêu Phàm vĩnh viễn trong lòng họa lớn. Tiêu Phàm có thể kết luận, đây là một sợi truy tung ấn ký. Âu Dương Minh Nguyệt không giết hắn, mà là đang trên người hắn gieo xuống truy tung ấn ký, hắn dụng ý như thế nào, có thể nghĩ. Tiêu Phàm tin tưởng, Thái Thượng Tông cùng Chử Chín đối với hắn ủng hộ, cố nhiên là một nguyên nhân, nhưng tuyệt sẽ không là duy nhất nguyên nhân. Âu Dương Minh Nguyệt đang bán Thái Thượng Tông một cái thể diện đồng thời, cũng không có quên mục của mình. Nhưng mặc kệ Tiêu Phàm dùng cái dạng gì phương pháp, cái này ấn ký tự phảng phất không khí giống nhau, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cuối cùng nhất ngay trước sau như một kiên nghị vô cùng Tiêu Chân Nhân cũng có chút nản lòng thoái chí, không thể không tạm thời buông tha cho phương diện này cố gắng. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Huống hồ mà lại, hắc lân trở về không lâu, liền đi tới tiến giai một bước cuối cùng. Tiêu Phàm lập tức đem tất cả sầu lo cùng lo lắng đều ném ra. Đến trời cao vân ngoại. Lại không có gì so hắc lân thuận lợi tiến giai là trọng yếu hơn đại sự liễu tương đương. Dù cho Âu Dương Minh Nguyệt lập tức tìm tới tận cửa rồi, Tiêu Phàm cũng sẽ không vứt xuống dưới hắc lân mặc kệ. Đến đây một tấc vuông biển phía đông vùng biển độ kiếp, là hắc lân chính mình tuyển đích. Tuy nhiên hắc lân là đầu vừa về đến Đại Ninh Quốc, nhưng tối tăm trung tựa hồ đều có chỉ dẫn, hắc lân trực tiếp dẫn dắt Tiêu Phàm đến nơi này tấm mênh mông rộng lớn vùng biển, bắt đầu phóng ra một bước cuối cùng. Linh thú tiến giai, cùng nhân loại tu sĩ tiến giai bất đồng,
tựa hồ mỗi chủng trồng, linh thú đều không có cùng tiến giai hình thức. Trước đó, Hắc Lân vẫn luôn là tại ngủ say trung tiến giai đích. Lúc này đây, không giống người thường. Có lẽ bởi vì, linh thú theo cửu cấp đến thập cấp là một cái bay vọt về chất. Đại đa số yêu thú một khi đột phá cửu cấp bình cảnh, bước vào thập cấp cảnh giới, có thể bỏ đi thú thân, hóa thành nhân hình. Yêu thú hóa hình kỳ xưng hô chính là như vậy đến đích. Tiêu Phàm đối với cái này tràn đầy chờ mong. Hắn rất muốn nhìn một cái, Hắc Lân tiến giai đến hóa hình kỳ về sau, phải chăng thật có thể hóa thành nhân hình, biến hóa về sau Hắc Lân, hình tượng phải chăng cùng nàng trước đây huyễn hóa ra đến đồng dạng. Bất quá, tại Tiêu Phàm ở sâu trong nội tâm, rốt cuộc là ưa thích lông xù đại hắc miêu thời thời khắc khắc làm bạn lấy chính mình, còn là ưa thích xinh đẹp thiếu nữ đẹp thời thời khắc khắc làm bạn lấy chính mình, đã có thể không được biết. Chỉ có một chút là khẳng định đích, thì phải là, bất kể là đại hắc miêu có lẽ hay là thiếu nữ đẹp, Hắc Lân đều một mực làm bạn tại Tiêu Phàm bên người. Một ngày một đêm đi qua nước xoáy bên trong lộ ra khí thức càng ngày càng đậm. Tiêu Phàm hai hàng lông mày có chút nhăn bắt đầu đứng dậy. Hắn tựa hồ theo cổ hơi thở này bên trong cảm nhận được nào đó không ổn, giống như tràn đầy hấp dẫn ý. Rốt cuộc là loại nào hấp dẫn, lại không được biết. Tiêu Phàm chỉ biết là, đối với quan tâm loại này khí thức sinh linh mà nói, loại này hấp dẫn là rất khó ngăn cản đích. Tình hình như vậy, Tiêu Phàm chưa bao giờ thấy tận mắt thức, nhưng mà tại nào đó bản cổ tịch bên trong đọc được qua, có chút có thánh linh huyết mạch linh thú tiến giai thời điểm, hội phát ra như vậy tràn ngập hấp dẫn khí tức. Cái này kỳ thật chính là lịch cướp. Không đợi Tiêu Phàm nghĩ đến minh bạch, xa xa trên mặt biển, bỗng nhiên sóng trở mình dâng lên, lấp kín cao tới hơn 10 trượng cự tường, hướng bên này mãnh liệt mà đến. Ngập trời sóng lớn bên trong, thỉnh thoảng lộ ra một cái cự đại lưng, đen nhánh đích, sống trên lưng, là một mảnh cao tới 2-3 trượng cực lớn vây lưng, giống như lưỡi dao sắc bén giống nhau, bổ sóng chảm biển. Sóng lớn đẩy mạnh tốc độ cực nhanh, phút chốc. Liền từ sóng lớn bên trong ngẫu nhiên lộ ra một cái miệng lớn dính máu, miệng đầy răng nanh tùm, chừng hơn một trượng chi dài. Đúng là một đầu hiếm thấy cực lớn hải ngư. Cực đại là đèn lồng trong ánh mắt, lóng lánh lấy cực kỳ tham lam cùng thị huyết sáng bóng. Không hề nghi ngờ, cái này cực lớn hải ngư là hướng về phía đang tại lịch cướp Hắc Lân mà đến, đối với lơ lửng tại nước xoáy trên không Tiêu Phàm nhìn như không thấy. Tại cá lớn trong mắt, Tiêu Phàm cũng thực sự nhỏ đắc có thể. Ngay cho nó nhét không đủ để nhét kẻ răng. Trong nháy, cá lớn nhấc lên cuộn sóng tựu đã đến hơn trăm trượng bên ngoài, mắt thấy hạ một cơn sóng muốn trực tiếp đánh vào Hắc Lân đỉnh đầu liễu tương đương. Tiêu Phàm sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm. Chỉ thấy sóng lớn hơi nghiêng, không hề dấu hiệu mà theo trong hư không toát ra 24 chuôi màu xanh đoản kiếm, mỗi một chuôi đều là hai thước đến trường, hàn lóng lánh, thanh mang chói mắt. Cái này chính là hai thước trường đoản kiếm. Đối với hải ngư thân thể khổng lồ mà nói, thật sự là không có ý nghĩa. Một kiếm cắt xuống đi, có thể hay không cắt hắn làn da bên ngoài rìa tầng một mỡ, đều rất khó nói. Song phương hình thể cực lớn sai biệt, dưới tình huống bình thường, những này long lân kiếm hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tựu không khả năng tổn thương đến cá lớn. Nhưng mà 24 chuôi long lân kiếm vừa hiện thân, cá lớn thật giống như nhận lấy thật lớn kinh hãi giống nhau, mãnh liệt dừng lại vọt tới trước thế. Mắt nhỏ nhanh như chớp một chuyển, lộ ra sợ hãi ý, cực kỳ không cam lòng mà hướng nước xoáy trung tâm ngủ say Hắc Lân nhìn một cái, trong chớp mắt bỏ chạy. Chỉ tiếc, như vậy một trì hoãn, cũng đã gây thành vĩnh viễn đều không thể vãn hồi sai lầm. Mà cái sai lầm muốn trả giá cao là tánh mạng. Ngay một khắc này, thanh quang đại phóng, 24 chuôi long lân kiếm hướng phía cực đại hải ngư, cắt mà xuống. Ngay sau đó, trên mặt biển tựu vang lên kinh thiên động địa gào rú thanh âm. Cái này hải ngư phát ra tiếng kêu thảm thiết, giống như sét đánh giống nhau, to đến cực điểm. Đừng nhìn hải ngư khí thế hung hung, hình thể cũng cực lớn không bằng hữu, bề ngoài giống như hung mãnh vô cùng, kỳ thực chỉ có cửu cấp yêu thú tu vi. Chính là cửu cấp động vật biển, mặc kệ hắn như thế nào đắc, cũng tuyệt đối không thể có thể chống cự được do ly thuồng luồng long lân luyện chế mà thành long lân kiếm trận. Rất nhanh. Trên mặt biển liền máu tươi cuồn cuộn, trong chốc lát liền đem quanh thân nước biển nhuộm thành đỏ bừng nhan sắc. Cá lớn tiếng gào thét, nhanh chóng do đại chuyển yếu, đảo mắt tựu do kinh thiên động địa rú thảm biến thành gào thét, trên người lộ ra khí tức đã ở dùng tốc độ cực nhanh yếu bớt. Tiêu Phàm như trước ngồi ở hoa sen trên bảo tọa, vẫn không nhúc nhích, thậm chí ngay chính mắt cũng không như thế nào hướng bên kia nhòm lên liếc. Từ nơi này quái ngư tiếp cận nước xoáy hơn trăm trượng trong,
cũng đã nhất định là kết quả như vậy. Vì bảo đảm Hắc Lân bình yên độ kiếp, Tiêu Phàm đem không chút nào nương tay, vô luận đầu kia trong nước yêu thú muốn quắp đi Hắc Lân, đều phải muốn trước qua Tiêu Phàm cửa ải này. Mà cửa ải này, thường thường tựu là sinh tử quan. Rốt cục, cực lớn hải ngư phát ra một tiếng sắp chết gào thét, xa xa truyền ra, 24 chuôi Long Lân kiếm mãnh liệt hướng chính giữa hợp lại, màu xanh kiếm quang dài đến mấy trượng, theo bốn phương tám hướng hướng cực lớn hải ngư cắt gọt mà xuống. Tại cực lớn hải ngư sắp chết gào thét bên trong, thanh quang lóe lên, 24 chuôi Long Lân kiếm từ đó bay ra, một lần nữa hóa thành hai xích đến trường đoạn kiếm, ẩn vào hư không không thấy bóng dáng. Tiêu Phàm rất rõ ràng, diệt sát như vậy cùng bậc trong nước yêu thú, gần kề là vừa mới bắt đầu. Tại Hắc Lân tiến giai trong khoảng thời gian này, mỗi thiên đô không biết có bao nhiêu hải. Dương ở chỗ sâu trong yêu thú liều lĩnh từ đáy biển xuất hiện, hướng Hắc Lân tiến giai lịch cướp nước xoáy tiến công. Rốt cuộc ai trở thành ai con mồi, thật đúng là khó mà nói. Nhưng ở Hắc Lân tiến giai hoàn thành trước kia, Tiêu Phàm đều phải kiên thủ tại chỗ này, không thể ra bất luận cái gì sơ hở. Tuy nhiên một đầu cửu cấp động vật biển nội đan, Tiêu Phàm đã muốn không thế nào để mắt, nhưng vẫn là đem cá lớn cực đại nội đan lấy đi ra. Cũng không thể bạch chỉ lãng phí. Chương 1122 Thiên Tuyệt Đạo Nhân. Không đến 2 canh giờ, tự trước sau đến 3 nhóm động vật biển. Trong đó 2 tốp đều là cửu cấp động vật biển, tuy nhiên số lượng nhiều đạt 5-6 đầu, Tiêu Phàm tế ra kiếm trận, không tốn sức chút nào tự diệt giết chết. Nhưng ngay sau đó lại đến một đầu thập cấp động vật biển, thật ra khiến Tiêu Phàm mất một phen tay chân mới giải quyết hết. Thập cấp động vật biển trên lý luận cùng nhân loại nguyên anh sơ kỳ tu sĩ thần thông tương đương, nhưng mà yêu thú vừa tiến vào hóa hình kỳ, linh trí mở rộng ra, tăng thêm thân thể cường hãn, lại là tại tác chiến trong nước, thường thường so cùng giai nhân loại tu sĩ phải cường đại hơn nhiều. Thập cấp động vật biển cùng nguyên anh trung kỳ tu sĩ chém giết không rơi vào thế hạ phong, có chút bình thường. Chỉ có điều hắn lúc này đụng với chính là Tiêu Phàm. Hoàn toàn luyện hóa ly thủy Long Châu cùng Long Lân chiến giáp Tiêu Phàm, trong nước thần thông đột nhiên tăng mạnh, tầm thường thập cấp động vật biển sớm đã không phải là đối thủ của hắn. Này đầu động vật biển coi như là tương đối đặc biệt đích, tại thập cấp động vật biển chung có thể nói cường đại, lúc này mới cùng Tiêu Phàm chém giết mấy cái hiệp. Diệt sát này đầu thập cấp động vật biển về sau, trên mặt biển lại bình tĩnh trở lại. Bình thường mà nói, tại một phiến hải vực chỉ biết có một đầu đẳng cấp cao động vật biển. Yêu thú có rất mạnh lãnh địa quan niệm, đẳng cấp cao yêu thú càng cái gì, sẽ không để cho mặt khác đẳng cấp cao yêu thú xâm nhập lãnh địa của mình. Tự xem Hắc Lân trong cơ thể lộ ra cái kia cổ hấp dẫn khí tức, có thể truyền ra rất xa liễu tương đương. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Tiêu Phàm lẳng lặng chú ý nước xoáy trung tâm Hắc Lân, còn không có quá biến hóa lớn, chỉ là trong cơ thể lộ ra hấp dẫn khí tức càng mạnh. Bỗng dưng một tiếng rung trời gào thét vang lên, xa xa trên mặt biển, sóng trở mình dâng lên, lại là cao vài chục trượng sóng lớn phóng lên trời, một cổ kinh khủng khí tức xa xa truyền đến. Nhắm mắt ngồi xuống Tiêu Phàm, hai hàng lông mày giơ lên, mở mắt ra. Từ nơi này khí tức phán đoán, lần này đến lại là một đầu trên 10 cấp yêu thú, khả năng so lúc trước đầu kia thập cấp động vật biển còn cường đại hơn vài phần. Tiêu Phàm đáy mắt lục mang chớp động, hướng sóng lớn ngập trời phương hướng nhìn lại. Sóng biển tuy lớn, thiên nhãn thần thông có lẽ hay là thấy nhất thanh nhị sở, hơn 10 trượng sóng lớn bên trong, ẩn ẩn bọc lấy một đầu ngũ thải ban lan vàng, xanh, đỏ, trắng, đen quái thú, dài đến hơn 20 trượng, quơ hai chi cự càng, hùng hổ, xem bộ dáng, tựa hồ là một đầu cự tôm. Ở địa cầu thời điểm, tôm hùm là Tiêu Phàm ưa thích đồ ăn, chỉ có điều nhưng chưa từng thấy qua khổng lồ như vậy năm màu gấm tôm. Tiêu Phàm đứng dậy, dưới chân màu xanh hoa sen một hồi lập lòe. Hóa thành thanh lóng lánh Long Lân giáp, đưa hắn toàn thân đều bao vây lại, hướng năm màu gấm tôm nghênh đón tiếp lấy. Thứ này khí thế hung hung, cũng đừng làm cho hắn quấy rầy đến Hắc Lân tiến giai. Bất quá Tiêu Phàm rất nhanh liền đè xuống độn quang, đáy mắt lục mang tránh gấp, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc. Chỉ thấy tính ra đạo độn quang bỗng nhiên theo một phương hướng khác bay vụt mà đến, độn quang chung bao vây lấy mấy đạo nhân ảnh, rõ ràng là mấy vị nhân loại tu sĩ. Cái này vài tên nhân loại tu sĩ vừa thấy được năm màu gấm tôm nhấc lên cơn sóng gió động trời, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, ào ào tế ra các loại pháp bảo, hướng tàng hình tại sóng lớn phía dưới năm màu gấm tôm mãnh liệt đánh mà đi. Tuy nhiên cách đắc khá xa, dùng Tiêu Phàm cường đại dị thường thần niệm chi lực vẫn là có thể cảm ứng được đến, mấy vị này nhân loại tu sĩ tu vi đều không yếu, trước một người,
có Nguyên Anh trung kỳ tu vi, đồng hành người bên trong còn có hai gã Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, mặt khác vài tên thì là Kim Đan hậu kỳ cảnh giới, theo thúc sử pháp bảo binh khí đến xem, hẳn là cùng một cái tông môn tu sĩ, vô cùng có khả năng là sư huynh đệ cùng với thầy trò quan hệ. Đã có người chủ động hỗ trợ chặn đường năm màu gấm tôm, Tiêu Phàm liền mừng rỡ ở một bên xem náo nhiệt liễu tương đương. Hắn lần này đến đây một tấc vuông biển, nhưng không phải là vì săn bắt động vật biển. Hiển nhiên Hắc Lân tiến giai vẫn còn tiếp tục, không biết muốn khi nào mới có thể năng lực cuối cùng nhất hoàn thành, Tiêu Phàm có lẽ hay là chỉ có thể là bảo trì pháp lực tràn đầy, để ứng đối đột nhiên xuất hiện mặt khác uy hiếp. Cái này vài tên nhân loại tu sĩ rất rõ ràng có thập phần phong phú đi săn kinh nghiệm, vừa lên đến tự bố thành trận thế, như vậy đánh tuy nhiên không thể tốt thắng, lại có thể bảo đảm yêu thú không đến mức đào tẩu, là cực kỳ ổn thỏa đấu pháp. Nhưng mấy người ra tay lại cực kỳ hung hãn, không có chút nào khoan dung. Năm màu gấm tôm tuy cường hãn, nhưng một gã Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, hai gã Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ lại thêm vài tên Kim Đan hậu kỳ giúp đỡ, đã chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, vừa mới giao thủ, năm màu gấm tôm liền hiện ra chống đỡ hết nổi thái độ. Lại thủy chung không chịu trong chớp mắt đào tẩu, mà là thập phần ương ngạnh hướng Hắc Lân chỗ nước xoáy phương hướng tiến lên. Đủ thấy Hắc Lân trên người thấu ra khí tức đối với nó hấp dẫn to lớn. Thẳng đến liên tục đã trúng vài cái trọng kích, năm màu gấm tôm tựa hồ mới rốt cục ý thức được tình hình không ổn, muốn thủy độn mà đi, lại sớm đã bị nhân loại tu sĩ bố trí xuống thiên la địa võng giam cầm trong đó, mặc kệ tả xung hữu đột, thủy chung vô pháp phá vòng vây, chỉ có thể dốc sức liều mạng tử chiến, làm vây hãm thú chi đấu. Ước chừng gần nửa canh giờ đi qua, một cổ cơn sóng gió động trời vọt lên, năm màu gấm tôm cuồng bạo khí tức bỗng nhiên biến mất. Tiêu Phàm khóe miệng hiện lên mỉm cười, Long Lân chiến giáp trọng lại hóa thành một đóa màu xanh hoa sen, xoay quanh dưới chân của hắn. Vài tên Kim Đan tu sĩ lớn tiếng hoan hô, thả người chui vào trong nước, tế ra pháp bảo, đem năm màu gấm tôm tháo thành 8 khối, phân biệt thu vào chữ vật vòng tay chung. Loại này thập cấp động vật biển, toàn thân đều là bảo vật bối, chút nào cũng không thể lãng phí. Dù sao tại một tấc vuông biển như vậy trong lục hải chung có thể đi săn đến thập cấp động vật biển cơ hội thật sự không nhiều lắm. Năm màu gấm tôm phân cách xong, vài tên tu sĩ liền là hợp tại một chỗ, hướng bên này phi độn mà đến. Tiêu Phàm thấy minh bạch, trước tên kia Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, thân mặc một bộ màu xanh da trời đạo bào, nhìn về phía trên ngược lại cái người xuất ra bộ dáng, lại mặt mũi tràn đầy dữ tợn, mặt mày trong lúc đó tràn đầy thu liễm không ngừng bạo ngược, trong đôi mắt hung quang lập lòe, sát khí rất nặng. Yêu thú thợ săn Tiêu Phàm cũng đã gặp mấy cái, tại Kim Châu thành thời điểm, Phạm Minh theo man hoang thế giới đường xa mà đến, được xưng săn vương, trên người cũng không có như vậy dày đặc sát khí. Có thể thấy được người này không chỉ là giết chóc rất nhiều, hơn nữa thân mình chính là người hiếu sát. Loại này bạo ngược sát khí mới có thể do ở phía trong mà bên ngoài biểu lộ ra, vô luận như thế nào cũng khó khăn dùng che lấp. Theo sát phía sau hai gã Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ cùng cái kia 4 gã Kim Đan hậu kỳ đệ tử, cũng đồng dạng bạo ngược dị thường, hai mắt hung quang bắn ra 4 phía, tự hồ chỉ muốn nhắm người mà phệ. Tiêu Phàm lông mày có chút nhăn bắt đầu đứng dậy. Rất nhanh, 7 tên tu sĩ liền đi tới Tiêu Phàm trước mặt. Trước áo lam đạo sĩ thấy Tiêu Phàm lẻ loi một mình lúc này, cảm thấy kinh ngạc, lại nhìn cách đó không xa nước xoáy bên trong ngủ say Hắc Lân, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, hướng Tiêu Phàm lược vừa chắp tay, giật ra phá cái chiêng loại giọng, nói ra, vị đạo hữu này họ gì đại danh? Tại hạ họ Tiêu, thỉnh giáo đạo hữu xưng hô như thế nào? Tiêu Phàm ôm quyền hoàn lễ, nhàn nhạt hỏi. Nguyên lai là Tiêu đạo hữu, người xuất gia vô danh không họ, nhận được giang hồ đồng đạo để mắt. Ngày bình thường bảo ta một tiếng thiên tuyệt tử, Tiêu đạo hữu cũng không phương như vậy xưng hô lão nói hay. Lại không biết Tiêu đạo hữu là môn phái nào cao nhân, lẻ loi một mình tới đây có gì muốn làm. Thiên tuyệt đạo nhân, rốt cuộc quả nhiên là tên rất hay. Tiêu Phàm còn thật không có nghe nói qua có cái kia người xuất gia lấy như vậy đạo hiệu đích. Bất quá từ khi người này bạo ngược đến xem, ngược lại đương làm được rất tốt xưng hô như vậy. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Nói ra, nhận được thiên tuyệt đạo hữu xin hỏi, tại hạ dưới mắt tại Trọng Thiên Cung làm khách, xem như Trọng Thiên Cung khách khanh a. Cái này khách khanh trưởng lão danh hào, là Chử Chín nhất định phải cho Tiêu Phàm đích. Chử Chín hy vọng như vậy có thể làm cho Hạo Thiên Tông bên kia bao nhiêu có chút cố kỵ, cứ việc làm như vậy dùng không lớn, lại ít nhất có thể hướng tất cả giang hồ đồng đạo cho thấy Thái Thượng Tông thái độ. Tiêu Phàm chính là ta Thái Thượng Tông khách khanh trưởng lão, những kia ham treo giải thưởng. Muốn đuổi bắt hắn đi Hạo Thiên Tông lĩnh thưởng ra hỏa,
cũng nên cẩn thận. Hạo Thiên Tông treo giải thưởng tuy kinh người, Thái Thượng Tông lại cũng tuyệt không phải tốt như vậy đắc tội đích. Có thân phận như vậy, Tiêu Phàm ngày thường tại Ninh Quốc hoạt động cũng rất thuận tiện, tuyệt sẽ không có người, ma cũ bắt nạt ma mới. Tiêu đạo hữu là Trọng Thiên Cung khách khanh trưởng lão. Thiên Tuyệt đạo nhân hiển nhiên chưa từng nghĩ đến, lược hơi có chút kinh ngạc. Tại Ninh Quốc, Trọng Thiên Cung khách khanh trưởng lão tuyệt đối là một khối nổi tiếng biển chữ vàng. Một tấc vuông biển tuy nhiên đã muốn ở vào Ninh Quốc biên giới, xa hơn đi về hướng đông, chính là Đông Bình Quốc, do nổi tiếng ma đạo đại giáo, Huyền Âm giáo, khống chế, nhưng dù sao còn thuộc về Ninh Quốc phạm trù. Tiêu Phàm không nói hai lời, ống tay áo run lên, một mặt lệnh bài di động hiện ra. Đây là Trọng Thiên Cung chia mỗi một vị khách khanh trưởng lão lệnh bài, bằng lần này lệnh bài, tại Ninh trong biên giới, có thể hiệu lệnh hết thảy Thái Thượng Tông phân đà, cùng với theo những kia cùng Thái Thượng Tông quan hệ mật thiết trung tiểu tông môn nơi đạt được tất yếu hiệp trợ. Theo Chử Chín giới thiệu, Thái Thượng Tông ngoại trừ có gần trăm tên chính thức Nguyên Anh trưởng lão bên ngoài, còn có 20-30 tên Nguyên Anh kỳ khách khanh trưởng lão. Tiêu Phàm nghe được âm thầm kinh hãi. Loại này được xưng thập đại chính đạo tông môn một trong siêu cấp lớn tông, thực lực mạnh, thật sao xa xa vượt ra khỏi hắn lúc trước mong muốn. Vô Cực Môn nếu muốn khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ tiêu chuẩn, quả nhiên là, lộ từ từ hắn xây xa này. Cho đến tận này, thì hắn một gã Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ. Mắt thấy cái này Thiên Tuyệt đạo nhân không giống như là lương thiện hạng người, Tiêu Phàm liền không chút do dự mang ra Thái Thượng Tông khách khanh trưởng lão đại bài tử, tránh khỏi người này đánh cái gì lệch ra chủ ý. Như tại ngày thường, mặc dù đối với mới có ba gã Nguyên Anh tu sĩ lại thêm bốn gã Kim Đan hậu kỳ tu sĩ làm giúp đỡ, Tiêu Phàm cũng là không sợ hãi chút nào. Đánh không lại tự đi, quyền chủ động hoàn toàn ở nhà mình trên tay. Nhưng dưới mắt lại muốn bảo đảm Hắc Lân tiến giai an toàn, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Thấy mặt này lệnh bài, Thiên Tuyệt đạo nhân sắc mặt quả nhiên thoảng qua biến đổi, lập tức ha ha cười một tiếng, nói ra Tiêu đạo hữu tuổi còn trẻ, có thể trở thành Trọng Thiên Cung khách khanh trưởng lão, quả thật khó lường, lão đạo bội phục, hắc hắc. Cái này nước xoáy bên trong linh thú, chẳng lẽ là Tiêu đạo hữu linh sủng? Nói xong, liền hướng Hắc Lân miết đi. Trên thực tế, từ đầu đến cuối, ánh mắt hắn ánh mắt xéo qua sẽ không có rời đi qua Hắc Lân thân thể, trong mắt cái loại này tham lam ý, tự cũng không thể gạt được Tiêu Phàm ánh mắt. Đúng vậy, Tiêu đạo hữu này đầu linh sủng, rốt cuộc quả nhiên rất cao minh, khí tức như vậy đặc biệt, nếu là lão đạo không có đoán sai lời mà nói, đạo hữu cái này linh sủng trong cơ thể, nên vậy có trời sinh thánh linh huyết mạch a. Nên vậy có lẽ hay là thủy thuộc tính vương tộc huyết mạch, lại không biết là thiên long huyết mạch, có lẽ hay là quỳ nước Hắc Kỳ Lân huyết mạch, hoặc là kim con nghê huyết mạch. Cái này Thiên Tuyệt đạo nhân tựa hồ đối với trong nước yêu thú cực kỳ quen thuộc, vậy mà thoáng cái tựu nhìn ra Hắc Lân xuất thân lai lịch. Tiêu Phàm cười cười, cũng không đáp lời nói, hai mắt có chút híp mắt bắt đầu đứng dậy. Sư huynh, hẳn là quỳ nước Hắc Kỳ Lân huyết mạch, bất quá, còn mang theo thiên long cùng thanh thuồng luồng khí tức. Một mực đi theo Thiên Tuyệt đạo nhân bên người một gã Nguyên Anh sơ kỳ đạo sĩ bỗng nhiên mở miệng nói ra, trong mắt tinh sáng lóng lánh. Chương 1123 giá trị 5.000 vạn linh thạch. Tiêu Phàm rất kinh ngạc nhìn hắn liếc. Người này Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ hắn mạo xấu xí, tướng ngũ đoản, phiết chuột tu, vẻ mặt lệ khí, thấy thế nào như thế nào không làm cho người ưa thích, đã có loại này ánh mắt. Có thể nhìn ra Hắc Lân trong cơ thể chất chứa quỷ nước Hắc Kỳ Lân huyết mạch, cũng thì thôi. Những này quanh năm tại trên biển săn đuổi động vật biển tu sĩ, có lẽ là có loại này đặc thù tài năng. Nhưng liếc có thể nhìn ra Hắc Lân trong cơ thể thiên long cùng thanh thuồng luồng khí tức, vậy cũng tựu không tầm thường liễu tương đương. Cái này thiên long cùng thanh thuồng luồng khí tức, đúng vậy Hắc Lân cắn nuốt ly thuồng luồng nội đan về sau tự nhiên có. Giống nhau yêu thú nội đan, không biết tại Hắc Lân trên người lưu lại khí tức, nhưng ly vẫn là thiên long chi tử, thanh thuồng luồng cũng là thánh linh hậu duệ. Khí tức đều đặc biệt cường đại, tất nhiên là không giống người thường. Thiên long cùng thanh thuồng luồng khí tức, hẳn là Tiêu đạo hữu cái này linh thú, đã từng thôn phệ qua thánh linh huyết mạch động vật biển nội đan. Thiên Tuyệt đạo nhân hai mắt nhíu lại, kinh ngạc nói. Rốt cuộc không hổ là Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, kiến thức rộng rãi, thoáng cái tự đoán được chân tướng. Tiêu Phàm nhẹ nhàng gõ đầu, cũng không phủ nhận, nhàn nhạt nói ra, Thiên Tuyệt đạo hữu tuệ nhãn như đuốc. Tại hạ cái này linh thú xác thực đã từng thôn vệ qua một quả ly thuồng luồng nội đan. Ly thuồng luồng. Vài người đều lên tiếng kinh hô. Tiêu đạo hữu vậy mà như vậy xa xỉ, đem ly thuồng luồng nội đan giao cho linh thú thôn vệ.
Chẳng lẽ đạo hữu không biết nhân loại tu sĩ nếu là nuốt loại này giao long nội đan, có nhiều hơn chỗ tốt sao? Thiên Tuyệt đạo nhân yên lặng nhìn qua Tiêu Phàm, mặt mũi tràn đầy không dám tin thần sắc. Tiêu Phàm mỉm cười, nói ra, đa tạ Thiên Tuyệt đạo hữu nhắc nhở. Tự một câu như vậy khách khí lời nói, liền không có bên dưới. Tiêu Phàm rất rõ ràng không sai mà nói cho Thiên Tuyệt đạo nhân, ta không có hứng thú cùng các ngươi ở chỗ này nói chuyện phiếm. Thiên Tuyệt đạo nhân tự nở nụ cười vừa nói, Tiêu đạo hữu không hổ là Trọng Thiên cung khách khanh trưởng lão, quả nhiên là tài đại khí thô tiền nhiều như nước. Nếu như lão đạo không có đoán sai, Tiêu đạo hữu đại danh Tiêu Phàm a. Tiêu Phàm con người có chút co rút lại một chút, lạnh nhạt nói ra, chính là tại hạ Tiêu Phàm. Thiên Tuyệt đạo nhân cùng bên người ục ịch sư đệ liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt đọc được mừng rỡ không thôi thần sắc. Ha ha, thật không nghĩ tới, lại ở chỗ này đụng phải Tiêu đạo hữu. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Tiêu Phàm cười cười, nói ra, tại hạ cũng không phải từng muốn đến. Tiêu mỗ vậy mà thành danh nhân. Đây là tự nhiên, chẳng lẽ Tiêu đạo hữu không biết, người đang ở đây chúng ta Đông Bình quốc, sớm đã trở thành nhân vật đại danh đỉnh đỉnh rồi. Đạo hữu là Đông Bình quốc tu sĩ. Đúng vậy. Chỉ sợ lại để cho Tiêu đạo hữu thất vọng rồi a. Thiên Tuyệt đạo nhân nghiêng khiết Tiêu Phàm liếc, giống như cười mà không phải cười nói. Tiêu Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, đạo hữu là người nước nào, cùng Tiêu mỗ có quan hệ gì? Thất vọng nói như vậy, lại không biết từ đâu nói lên. Thiên Tuyệt đạo nhân cười lên ha hả, bên cạnh cười bên cạnh không ngừng lắc đầu. Nói ra, Tiêu đạo hữu thật sự là quá coi thường chính ngươi Liễu Tương Đương. Ngươi có biết hay không? Người hiện tại giá trị bao nhiêu linh thạch? Bao nhiêu? Tiêu Phàm bất động thanh sắc mà hỏi thăm. Thiên Tuyệt đạo nhân duỗi ra tay phải, ở trước mặt hắn liên tục lắc lư. 500 ngàn. Tiêu đạo hữu, người hiện tại ít nhất giá trị 5.000 vạn linh thạch. Cái kia vài tên Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ cùng Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, gắt gao nhìn thẳng Tiêu Phàm, trong mắt tham lam ý bùng cháy mạnh, phảng phất chính chằm chằm vào chính là một tòa siêu cấp linh mạch mỏ. Hội liên tục không ngừng mà toát ra 5.000 vạn linh thạch đến. Tiêu Phàm cũng không nhịn nở nụ cười, nói ra, tại hạ cũng không phải biết rõ, ta rõ ràng trở nên như vậy chạm tay có thể bỏng rồi. Cái này tự nhiên, Tiêu đạo hữu trước kia xác thực không nhiều đáng giá. Tuy nhiên người cùng Thiên Hay phu nhân đều ở huyền thưởng lệnh kể trên tên, nhưng người sáng suốt ai nấy đều thấy được đến, chính thức đáng giá chính là Thiên Hay phu nhân. Tự Tiêu đạo hữu thân mình, không nói không đáng một đồng. Tối thiểu cũng không thế nào quý trọng. Ít nhất một mình đem đạo hữu đưa đến Hạo Thiên Tông đi lĩnh thưởng, thật là không đáng tin cậy sự tình. Hạo Thiên Tông những kia đại nhân vật, mới không biết vì chính là một gã không còn gì nữa Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ tiền trả treo giải thưởng. Nhưng mà hiện tại lại bất đồng, hắc hắc. Thiên Tuyệt đạo nhân nói xong, nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Phàm, vẻ mặt tươi cười, chỉ có điều nụ cười kia làm cho người ta nhìn ở trong mắt kìm lòng không được mà hàn khí đại bốc lên. Tiêu đạo hữu thậm chí ngay cả Hạo Thiên Tông Âu Dương trưởng lão cũng dám giết. Bội phục, bội phục, ngươi chẳng lẽ không tin tưởng? Hạo Thiên Tông các trưởng lão khác cũng thì thôi, phụng trộm giết một cái hai cái. Chỉ cần làm phải cẩn thận một chút, cũng sẽ không có quá nghiêm trọng hậu quả, dù sao bọn hắn ra đại nghiệp đại, trưởng lão cũng nhiều. Không giết rơi một ít, để cho người khác sống thế nào. Nhưng là có một chút, tính Âu Dương ra hỏa, lại ngàn vạn giết không được. Tiêu đạo hữu chẳng những giết một cái tính Âu Dương gia hỏa, thậm chí còn là Âu Dương Minh. Nguyệt đại trưởng lão cháu ruột nhi, cái này lá gan, tấm tắc, rất lớn. Thiên Tuyệt đạo nhân vừa nói vừa lắc đầu, tấm tắc không ngất lời, tựa hồ cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi. Qua nhiều năm như vậy, chính ma hai đạo thập đại tông môn hạch tâm trưởng lão, không phải là không có xảy ra ngoài ý liệu, bị người diệt giết cũng không tại số ít. Nhưng này chút ít diệt giết người của bọn hắn. Nếu như không phải địa vị càng lớn, chỗ dựa càng mạnh, như vậy kết cục nhất định rất thảm. Gần kề chỉ là vì tông môn thể diện, cũng sẽ đuổi giết rốt cuộc, không chết không ngớt. Tiêu đạo hữu, ngươi nói, vì tìm được ngươi trên cổ đầu người, Hạo Thiên Tông có phải là hội không tiếc bất cứ giá nào? Tiêu Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nhẹ gật đầu, nói ra, nói như vậy bắt đầu đứng dậy, cũng có vài phần đạo lý. Không phải có vài phần đạo lý, mà là rất có đạo lý. Tuy nhiên Hạo Thiên Tông cũng không có một lần nữa đối với Tiêu đạo hữu một mình phát ra huyền thưởng lệnh, nhưng chúng ta đoàn người đều tin tưởng, phải bắt được ngươi, đi đến Hạo Dương Thành, Hạo Thiên Tông ít nhất cũng sẽ tiền trả 5.000 vạn linh thạch, đây đã là bảo thủ nhất phòng trừng Liễu Tương Đương.
Dù sao lúc trước bọn hắn đều chịu cho ngươi cùng Thiên Hay Tiên Tử ra như vậy giá trên trời treo giải thưởng, chính là 500 ngàn, đối với Hạo Thiên Tông mà nói, được coi là cái gì? 500 ngàn mua bọn hắn Hạo Thiên Tông siêu cấp lớn tông môn thể diện, có lẽ hay là rất tiện nghi đích. Thiên Tuyệt đạo nhân rung đùi đắc ý nói. Ngay tại hắn nước miếng tung bay thời điểm, hai gã Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ cùng bốn gã Kim Đan tu sĩ, đã muốn ào ào hướng bốn phía tản ra, rất nhanh liền tạo thành vây kín xu thế. Cũng không thể lại để cho cái này 5.000 vạn linh thạch bay mất. Nói như vậy, tổn thất không khỏi quá thảm trọng. Tiêu đạo hữu, ta thật sự không nghĩ tới, lại ở chỗ này đụng phải ngươi. Khó trách trước đó vài ngày, ta cùng Hoàng Đại Sư nói chuyện phiếm thời điểm, hắn nói ta thiên chiếm giữ viên mãn, ẩn ẩn có tử khí lộ ra, chủ sắp tới đắc bay tới tiền của phi nghĩa. Ta lúc ấy còn không thể nào tin được, chẳng qua là khi làm chê cười tới nghe, hiện tại xem ra, thật đúng là thần toán a hát. Thiên Tuyệt đạo nhân cười ha hả nói, nhìn ra được, hắn thật sự tâm tình sung sướng. Cái này đương lúc, hắn không có lý do tâm tình không vui vui mừng. Hắn bên này có một tên trung kỳ tu sĩ, hai gã sơ kỳ tu sĩ, còn có bốn gã kim đan hậu kỳ tu sĩ làm giúp đỡ, đối với Tiêu Phàm một gã Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, quả thực chính là trong hũ bắt con ba ba, dễ như trở bàn tay, ngay nửa điểm lo lắng cũng sẽ không có. Phải không, ta như thế nào cảm thấy? Đạo hữu ấn đường tái đi, chân núi huyết quang ẩn hiện, đuôi lông mày tán loạn, là đại hung hiện ra đâu này. Tiêu Phàm chằm chằm vào Thiên Tuyệt đạo nhân bộ mặt, rất chân thành nói, không có chút nào trêu chọc ý. Thiên Tuyệt đạo nhân tướng mạo, thật sự chính là như vậy. Tại Tiêu Phàm loại này siêu cấp lớn thuật sư trong mắt, huyết quang tai ương là như thế rõ ràng, đều đậm đặc đắc hóa không mở liễu tương đương. Xem ra cái gì kia Hoàng Đại Sư, nếu không cái nửa thùng nước. Muốn không dứt khoát chính là thuận miệng nói bậy gạt người đích. Ha ha ha. Thiên Tuyệt đạo nhân ngưỡng thiên cười như điên. Tiêu đạo hữu, ngươi thật đúng là u murat rất, nếu như không phải ngươi như vậy đáng giá, ta còn thật sự muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Mặt khác vài tên đạo sĩ cũng sủi cười rộ lên, nguyên một đám dùng xem đồ ngốc loại ánh mắt nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhàn nhạt hỏi, nói như vậy, đạo hữu là quyết định muốn đem Tiêu Mỗ chộp tới lĩnh thưởng. Xác thực có ý đó. Thiên Tuyệt đạo nhân liên tục gật đầu. Bất quá, cũng không phải hoàn toàn không thể thương lượng. Bất kể thế nào nói, đạo hữu cũng là Thái Thượng Tông khách khanh trưởng lão, hơn nữa nghe nói đạo hữu cùng Thái Thượng Tông thiếu tông chủ Chử Chín quan hệ không giống bình thường. Lão đạo tuy nhiên không phải Ninh Quốc tu sĩ, lại cũng không muốn quá mức đắc tội Chử thiếu chủ. Dù sao ngày sau còn muốn tại đây một tấc vuông trên biển đi săn kiếm ăn, đem Chử thiếu chủ đắc tội quá độc ác, cũng không có gì hay nơi. Ngươi nói là a, Tiêu đạo hữu. Tiêu Phàm bất động thanh sắc, nhàn nhạt hỏi, đạo hữu ý định tại sao cùng ta thương lượng đâu này? Rất đơn giản, Tiêu đạo hữu đem trên người tất cả bảo vật cùng linh thạch đều giao ra đây, lưu lại này đầu linh thú, lập tức rời đi tại đây, ta có thể coi như cho tới bây giờ chưa thấy qua đạo hữu. Thiên Tuyệt đạo nhân lập tức nói, cho thấy đắc sớm đã nghĩ kỹ cái này một bộ lý do thoái thác, cho dù Tiêu Phàm không mở miệng xin hỏi, hắn cũng sẽ nói ra đích. Đạo hữu định như thế nào? Lời nói thật nói, đây đã là lão đạo có thể làm ra lớn nhất nhượng bộ liễu tương đương. Nếu không phải xem tại Chử thiếu chủ trên mặt, lão đạo thật sự không nỡ cái này tới tay 5.000 vạn linh thạch. Tiêu Phàm nhẹ cười khẽ, nhìn qua Thiên Tuyệt đạo nhân trong ánh mắt, toát ra ý trào phúng, nhàn nhạt nói ra Tiêu Mỗ ý cũng là như thế này, chỉ cần đạo hữu nguyện ý đem tất cả bảo vật cùng linh thạch đều giao ra đây, lập tức rời đi tại đây, Tiêu Mỗ có thể coi như chuyện này không có phát sinh qua. Tha các ngươi một con đường sống, như thế nào? Thiên Tuyệt đạo nhân lập tức tự ngây dại, đôi mắt trừng đắc so nghiêu trứng còn lớn hơn, gắt gao nhìn thẳng Tiêu Phàm, phảng phất hoài nghi mình nghe lầm. Đây không phải hay nói giỡn sao? Mấy người khác lại ha ha phá lên cười. Tiêu đạo hữu, nếu như ta không có nhìn lầm lời mà nói, tại đây chỉ có một mình ngươi, ngươi vị kia nhân tình, cũng không có với ngươi cùng một chỗ. Thật lâu, Thiên Tuyệt đạo nhân mới giật mình nói. Kìm lòng không được mà mọi nơi nhìn một cái. Hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, Tiêu Phàm rốt cuộc bởi vì sao như thế tự tin. Chẳng lẽ, Thiên Hay Tiên Tử ngay tại phụ cận. Đúng vậy, tại đây biển rộng mênh mông phía trên, bốn phía ngoại trừ nước biển có lẽ hay là nước biển, nhìn một cái không sót gì, ngay một gốc cây có thể tàng hình cây nhỏ đều không có, Thiên Hay Tiên Tử ẩn nặc thuật lại kỳ diệu, cũng có thể không thể gạt được cảm giác của hắn mới đúng. Thân là động vật biển thợ săn, Thiên Tuyệt đạo nhân cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Nhưng mà đây cơ hồ là duy nhất giải thích hợp lý.
Bằng không thì, Tiêu Phàm chính là tại phô trương thanh thế. Một suy nghĩ cẩn thận điểm ấy, Thiên Tuyệt đạo nhân không khỏi nộ theo đáy lòng lên, ác hướng gan bên cạnh sinh. Thiên Tuyệt đạo nhân hung hoành cả đời, không ít người chứng kiến hắn tự sợ tới mức té cứt té đái, còn chưa bao giờ thấy qua kiêu ngạo như vậy cuồng vọng hậu sinh vãn bối. Tiêu đạo hữu, ta đổi chủ ý Liễu Tương Đương, ngươi cho dù quỳ xuống để van cầu ta, ta cũng vậy tuyệt không buông tha ngươi. Chương 1124 Lôi đình giết địch. Bá. Không đợi Thiên Tuyệt đạo nhân có cái gì động tác, Tiêu Phàm trước tự động. Quay mắt về phía Thiên Tuyệt đạo nhân, dưới chân độn quang cùng một chỗ, nhanh như thiểm điện loại phía bên trái bên cạnh kích bắn đi. Tại trên vị trí kia, đứng một gã kim đan hậu kỳ tu sĩ. Dùng Tiêu Phàm tu vi hiện tại, chính là một gã kim đan hậu kỳ tu sĩ, đối với hắn vài có lẽ đã không thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nhưng này chỉ có một độc nhất tên kim đan hậu kỳ tu sĩ, nếu như là thân ở trận pháp bên trong, tự lại khác đương làm đừng luận. Ngay tại vừa rồi, Thiên Tuyệt đạo nhân sư đệ cùng các đệ tử, đã muốn ẩn ẩn bố thành Bắc Đấu Thất Tinh trận. Người này kim đan hậu kỳ tu sĩ, đang đứng ở khai dương vị. Bắc Đấu Thất Tinh trận, thật là tầm thường trận pháp. Không ít trận pháp sư đều hiểu được bố trí. Nhưng tầm thường không có nghĩa là lấy đơn giản, càng không có nghĩa là lấy uy lực không được. Trên thực tế, Bắc Đấu Thất Tinh trận uy lực rất mạnh. Hơn nữa Thiên Tuyệt đạo nhân cùng hắn hai gã nguyên anh sơ kỳ sư đệ cũng không yếu, có thể trường kỳ tại trên mặt biển đuổi bắt yêu thú thợ săn, hung hãn là không cần phải nói Liễu Tương Đương. Lấy một địch ba, Tiêu Phàm cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Nếu như tùy ý bọn hắn đem Bắc Đấu Thất Tinh trận bố thành, một khi chính mình bị nhốt, còn muốn phá trận, độ khó tự lớn Liễu Tương Đương. Bắc Đấu Thất Tinh trận, dùng vị cư đấu khôi cùng cán trùm sao Bắc Đẩu ở giữa thiên quyền là cần gấp nhất, dưới mắt Thiên Tuyệt đạo nhân chính mình tự đứng ở thiên quyền vị thượng, chủ khống cả tòa Bắc Đấu Thất Tinh trận. Mà cán trùm sao Bắc Đẩu vị trí, tắc chính là dùng Ngọc Hành làm chủ, do vị kia ánh mắt độc đáo ục ịch sư đệ tọa trấn, cũng là trong 7 người tu vi gần với Thiên Tuyệt đạo nhân một vị, vị cư khai dương vị kim đan hậu kỳ tu sĩ. Tại 4 gã kim đan tu sĩ bên trong, cũng không tính toán mạnh nhất đích. Tiêu Phàm trước chọn người này ra tay, ý đồ cực kỳ rõ ràng, chính là muốn trước nắm bắt một người, lại để cho cái này Bắc Đấu Thất Tinh trận chưa phát ra nổi tác dụng liền trước phá vỡ. Trịnh sư đệ, Thiên Tuyệt đạo nhân không nghĩ tới Tiêu Phàm mặt ngoài tao nhã, lại nói đánh là đánh. Chút nào giả tá cũng không, trong lúc này, chính hắn là quả quyết không kịp cứu viện Liễu Tương Đương. Dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể gửi hy vọng ở cái kia buồn bã trịnh sư đệ trên người. Hắn đang ở đó tên kim đan đệ tử bên người cách đó không xa. Kịp thời ra tay, nên vậy còn kịp. Cái kia trịnh sư đệ nhìn như ục ịch chỉ đột, động tác không chút nào chậm, cơ hồ đồng thời đã nhận ra Tiêu Phàm ý đồ, trong miệng quát khẽ một tiếng, thân thể hóa làm một người cực lớn viên thịt, hướng Tiêu Phàm kích bắn đi. Tiêu Phàm động tác cực nhanh, cái này đương lúc hắn đã tới không kịp thi pháp. Chỉ có thể dùng loại này trực tiếp nhất phương thức đi cứu viện tên kia kim đan đệ tử. Bất quá cái này lùn mập rõ ràng tập luyện qua luyện thể chi thuật, lần này ra tay giống như mũi tên, hùng hổ, uy lực rất mạnh. Tiêu Phàm đối với cái này kích xạ mà đến viên thịt lý đều không để ý, thủ đoạn một phen, một thanh thanh mông mông trường kiếm di động hiện ra, phản tay nắm chặt, một kiếm hướng cái kia mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi kim đan hậu kỳ tu sĩ nhanh chém mà đi. Cái kia kim đan hậu kỳ tu sĩ tuy nhiên lòng tràn đầy sợ hãi, lại phản ứng cực nhanh, biết mình nếu là thối lui hoặc là né tránh lời nói. Tốc độ khẳng định không bằng một gã nguyên anh tu sĩ, hơn nữa bởi như vậy, trận pháp lập phá. Lúc này cắn răng một cái, giương một tay lên bên trong hình thù kỳ lạ binh khí, hướng về Tiêu Phàm trường kiếm nghênh đón tiếp lấy, nửa bước không lùi. Chỉ cần mình liều chết ngăn trở Tiêu Phàm một chiêu, trịnh sư thúc có thể kịp thời đuổi tới. Lập tức cả trận pháp phát động, cái này họ Tiêu tự không còn có cơ hội làm bị thương chính mình rồi. Bất kể thế nào nói, Tiêu Phàm trong tay nắm cái này thanh trường kiếm, cũng nhìn không ra chỗ đặc biệt gì. Trong lúc vội vã ra tay, tung xem như nguyên anh tu sĩ cũng chỉ có thể làm được như vậy. Nhưng là sau một khắc, người này kim đan tu sĩ tự biết mình sai rồi. Sai đắc rất không hợp thói thường. Tiêu Phàm mặc dù là bỗng nhiên ra tay, lại một chút cũng không vội vàng. Mỗi nhất kích đều trải qua tỉ mỉ tính toán. Răng rắc, hình thù kỳ lạ binh khí cùng màu xanh trường kiếm giao kích cùng một chỗ. Làm cho người trợn mắt há hốc mồm sự tình đã xảy ra, chuôi này màu xanh trường kiếm vậy mà thoáng cái bể hơn 10 tấm mảnh nhỏ. Trong nháy mắt, hơn 10 tấm mảnh nhỏ liền biến thành 12 chuôi thanh mông mông đoạn kiếm,
theo 12 phương hướng bất đồng, hướng kim đan tu sĩ bay đi. Đây là do ly thuồng luồng 12 tấm bổn mạng long lân biến ảo mà thành trường kiếm, tốc độ cực nhanh, ngọn gió chi lợi hại, xa xa vượt qua kim đan hậu kỳ tu sĩ tưởng tượng bên ngoài. Hét thảm một tiếng, tên kia kim đan tu sĩ tự ở giữa không trung bị cắt thành hơn 10 khối, huyết nhục vẩy ra, ào ào hướng dưới chân xanh thẳm biển cả rơi xuống dưới. Nếu không phải tình hình khẩn cấp, đối phó chính là một gã kim đan tu sĩ, Tiêu Phàm hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng không cần phải đem ly thuồng luồng bổn mạng long lân kiếm tế ra đến, như vậy lợi khí, dùng đang cùng giai tu sĩ tranh đấu thời điểm, cũng đồng dạng có thể thu đến không tưởng được kỳ hiệu, hôm nay lộ tương, còn muốn dùng chi đánh lén thiên tuyệt đạo nhân đợi ba gã nguyên anh tu sĩ, đã có thể không dễ dàng. Làm cho là như thế, tên kia kim đan tu sĩ thoáng qua bị giết, ngay nửa phần sức hoàn thủ đều không có. Có lẽ hay là lệnh những người khác nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn không thể tin tín. Liền vào lúc này, cái kia ục ịch tu sĩ hóa thân viên thịt cũng đã đụng vào. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, tay trái vừa nhấc, một chưởng đánh ra. Lập tức phong tiếng nổ lớn, trên mặt biển xoáy lên mấy trượng cao sóng lớn, một cổ bàng nhiên sức lực, hướng ục ịch tu sĩ mãnh liệt đánh mà đi. Chỉ ở lập tức, Tiêu Phàm liền đã kích phát kim cương thiết cốt thần thông. Luyện thể thuật, sư đệ chú ý. Thiên tuyệt đạo nhân mắt sắc, liếc thấy đi ra, Tiêu Phàm cái này luyện thể thuật không giống Tiểu Khả, cũng không phải chính sư đệ luyện thể thuật có thể so với mà vượt đích, hai người hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không tại một cái cấp bậc thượng. Chỉ tiếc cái này nhắc nhở đã muốn đã quá muộn, trong lúc này, họ trịnh ục ịch tu sĩ cũng khó có thể lại thu thế. Oanh! Nhất thanh muộn hưởng, họ trịnh ục ịch tu sĩ điên cuồng hét lên một tiếng. Cực lớn viên thịt lập tức về phía sau bay rớt ra ngoài, so sông lại tốc độ nhanh hơn 3 phần. Tiêu Phàm lại vững vàng đứng ở giữa không trung, một mình tử nhẹ nhàng nhoáng một cái, liền là bình chân như vậy. Bóng người lóe lên, thiên tuyệt đạo nhân một bước đoạt ra, duỗi tay ra, đã ngừng lại ục ịch tu sĩ thế đi. Họ trịnh tu sĩ đứng vững thân thể, khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, hung dữ chừng mắt nhìn Tiêu Phàm liếc, miệng hơi mở, oa, mà phun ra một ngụm lớn máu tươi. Giao tay khẽ vẫy, liền đã bị Tiêu Phàm kích thương liễu tương đương. Mặt khác ba gã kim đan tu sĩ cho sắc đại sợ, ào ào hướng thiên tuyệt đạo nhân bên này kích xạ mà đến, nếu không dám lạc đàn. Vừa rồi vị kia đồng môn bị giết, bọn hắn thậm chí đều không thấy rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nguyên anh sơ kỳ tu sĩ bọn hắn cũng đã gặp không ít, nhưng chưa từng có vị nào, ra tay giết người giống như Tiêu Phàm như vậy gọn gàng đích. Quả nhiên là người không thể xem bề ngoài. Yêu thú luyện thể thuật, rất tốt, ta thật đúng là xem nhìn lầm rồi, Tiêu đạo hữu so với ta trong tưởng tượng mạnh hơn một điểm. Thiên tuyệt đạo nhân lập tức móc ra bình ngọc, đổ ra một khỏa đan dược giao cho họ trịnh tu sĩ, đứng thẳng người, gắt gao nhìn thẳng Tiêu Phàm, lạnh lùng nói ra. Chỉ sợ không ngừng cường một điểm. Tiêu Phàm nhàn nhạt nói ra, nửa phần cũng không khiêm tốn. Ha ha, cái kia cũng rất tốt, ta thiên tuyệt đạo nhân cả đời này, thích nhất đúng là gặm xương cứng. Niết quả hồng mềm có vị đạo trưởng nào đó. Tiêu đạo hữu có thể được một gã nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ chiêu gọi, vì nhập màn chi tân, quả nhiên có vài phần bổn sự, vậy hãy để cho lão đạo hảo hảo suy nghĩ ngươi một chút cân lượng a. Thiên tuyệt đạo nhân miệng hơi mở, một đoàn đen xì sự việc bắn ra. Tiêu Phàm đáy mắt lục mang lóng lánh, liếc thấy đi ra, đây là một tấc vuông hứa lớn nhỏ màu đen ấn tỷ. Màu đen ấn tỷ vừa bay lối ra, liền là đón gió tăng vọt. Hóa thành lớn gần trượng loại nhỏ tiểu nhân, một đoàn mây đen, đen nhánh lơ lửng tại thiên tuyệt đạo nhân đỉnh đầu, toàn thân tản ra huyết tinh khí, không biết có bao nhiêu sinh linh đã muốn chết tại đây kiện pháp bảo phía dưới. Từ nơi này kiện màu đen ấn tỷ khí thức đến xem, vốn chỉ là một kiện phỏng chế cực phẩm pháp bảo, nhưng đi theo thiên tuyệt đạo nhân thời gian nên vậy rất lâu, đang không ngừng tế luyện đào tạo phía dưới, tăng thêm tàn sát sinh linh vô số. Cái này pháp bảo sớm đã siêu việt lúc trước luyện chế thời điểm cảnh giới, có thể đủ đưa thân chính thức cực phẩm pháp bảo liệt kê liễu tương đương. Ngay Tiêu Phàm đều cảm nhận được một cổ phi thường trầm trọng uy áp khí, nhất là vẻ này mùi máu tươi, làm lòng người chung cực kỳ bất an. Bảo vật binh khí, có đôi khi xác thực là có thể thông linh đích. Một khi thông linh, liền là uy lực đại tăng. Vừa rồi đối phó cái kia năm màu gấm tôm thời điểm, thiên tuyệt đạo nhân cũng không tế ra cái này màu đen ấn tỷ. Có thể thấy được đây là hắn ẩn giấu bảo vật, hôm nay chưa chính thức cùng Tiêu Phàm giao thủ, liền thanh toán đi ra, đủ thấy hắn trong suy nghĩ đối với Tiêu Phàm cái kia một tia khinh thị ý, đã sớm thu vào. Trịnh sư đệ, người dẫn Cao An đi bắt con linh thú này,
đừng cho hắn chạy mất. Loại này mang theo thánh linh huyết mạch linh thú, nhưng không giống bình thường. Thiên Tuyệt đạo nhân hai mắt một mực nhìn thẳng Tiêu Phàm, trầm giọng phân phó nói, cũng không quay đầu lại. Họ Trịnh ục ịch tu sĩ đã muốn bị thương, cứ việc bị thương không nặng, Thiên Tuyệt đạo nhân cũng cho hắn an bài một cái tương đối, thoải mái, tôi. Nguyên gốc băng cột đầu lấy thánh linh huyết mạch cửu cấp linh thú, cũng không phải tốt như vậy chảo. Nhưng hôm nay đang tại ngủ say, không hề kháng cự chi lực, họ Trịnh tu sĩ chỉ cần vừa ra tay, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Vì bảo hiểm để Thiên Tuyệt đạo nhân trả lại cho họ Trịnh tu sĩ an bài một gã kim đan tu sĩ làm giúp đỡ. Vạn nhất lưu không được Tiêu Phàm, như thế nào cũng muốn lưu lại này đầu linh thú, nói cách khác, ngày hôm nay sẽ thua lỗ lớn, không công đắc tội Thái Thượng Tông thiếu tông chủ bằng hữu, gì chỗ tốt đều không lao đến. Cũng may hắn không phải Ninh Quốc tu sĩ, không cần quá để ý Chử thiếu chủ quan cảm, thật muốn chọc giận Chử Chín, cùng lắm thì trốn ở Đông Bình Quốc không có ngọn chính là. Đông Bình kế lớn của đất nước, Huyền Âm giáo, địa bàn, Thái Thượng Tông bàn tay không được dài như vậy. Huyền Âm giáo thế lực so sánh với Thái Thượng Tông có lẽ còn hơi có không bằng, dù sao cũng đứng hàng Ma đạo thập đại tông môn, cũng không phải là dễ đối phó. Qua nhiều năm như vậy, Thái Thượng Tông cùng Huyền Âm giáo đều là nước vào không đáng nước sông, hai nước trong lúc đó cũng thông thương không khỏi. Nhưng là vẻn vẹn dừng ở lần này, không có tiến thêm một bước giao tình. Tại chính đạo tông môn bên trong, Thái Thượng Tông quy củ là tương đối nghiêm đích, chính tả chi phân thấy rất nặng. Mao sư đệ, Thiên Tuyệt đạo nhân lại hướng một danh khác Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ kêu một tiếng. Cái kia Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ cũng cùng Thiên Tuyệt đạo nhân đồng dạng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, đằng đằng sát khí, nghe được sư huynh mời đến, điểm mạnh một cái đầu, trên người hào quang lóe lên, một kiện màu đen bó sát người nước khấu trừ di động hiện ra, tay cầm một cây cá xiên, yên lặng đứng ở cái khác phương vị. Cùng Thiên Tuyệt đạo nhân hiện lên sừng thú xu thế, bóp chặt Tiêu Phàm đường lui. Còn lại hai gã kim đan hậu kỳ tu sĩ, tắc chính là đứng ở Thiên Tuyệt đạo nhân bên cạnh thân, cũng đều tự tế ra pháp bảo, gắt gao nhìn thẳng Tiêu Phàm, đôi môi nhếch, không rên một tiếng. Bá! Bên kia mái hiên, tên hoán cao bảo an tên kia kim đan tu sĩ đoạt trước một bước động thủ, hướng nước xoáy bên trong ngủ say hắc lân lao thẳng tới mà đi. Chương 1125 thủ hạ vô tình. Bá! Ngay tại Cao An vừa ra hiện tại nước xoáy trên không thời điểm, 24 chuôi thanh mông mông đoản kiếm bỗng nhiên di động hiện ra, cuồn cuộn về phía trước cắt mà đến. Kiếm trận! Cao Giản xếp lúc sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, trong khoảng thời gian ngắn, hoàn toàn trở lại thẫn thờ. Cái này long lân kiếm trận phía trên truyền đến khủng bố uy áp, cũng không phải hắn chính là một gã kim đan hậu kỳ tu sĩ có thể ngăn cản được đích. Chỉ là đã muốn rơi vào kiếm trong trận, dùng năng lực của hắn, muốn chạy đi lại càng hào không khả năng. Kiếm trận đặc điểm lớn nhất chính là dày đặc, cuồn cuộn không dứt sát chiêu mới được là kiếm trận chính thức chỗ đáng sợ. Đại tông môn kiếm xây, không thiếu lấy kiếm trận vây hãm giết so với chính mình cùng bậc rất cao đối thủ tiền lệ. Hôm nay Tiêu Phàm tu vi cảnh giới tại hắn phía trên, kiếm trận khởi động, hắn cơ hồ ngay nửa phần cơ hội chạy trốn đều không có. Sư thúc, cứu mạng, Cao An hét dầm lên. Cứ việc cuồn cuộn cắt mà đến kiếm trận vây kín tốc độ cũng không quá nhanh, Cao An vẫn đứng ở tại chỗ một cử động cũng không dám. Có trời mới biết hắn vừa loạn động, hội dẫn phát kiếm trận cái gì sát chiêu. Họ Trịnh ục ịch tu sĩ giận tím mặt, thủ đoạn một phen, một hồi hắc mang lóng lánh, trong tay đã muốn cầm một đầu đen xì răng sói đại bổng, bất chấp tất cả, liền hướng 24 chuôi long lân giáp mãnh liệt đảo qua đi. Lời nói thật nói, họ Trịnh tu sĩ cũng đồng dạng đối với kiếm trận cảm giác sâu sắc sợ hãi. Nhưng hắn dù sao cũng là Nguyên Anh tu sĩ, đối với kiếm trận có rất sâu hiểu rõ. Biết rõ loại này dùng lực lượng một người bố trí xuống đến kiếm trận, cùng nhiều người bố trí xuống kiếm trận rất là bất đồng. Loại này kiếm trận, hoàn toàn ỷ lại chủ nhân thần niệm chi lực đem ra sử dụng. Tiêu Phàm cùng hắn, chỉ là một tên Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, tung phép tính lực xa so cùng giai tu sĩ thâm hậu, thần niệm chi lực cuối cùng có hạn. Đồng thời điều khiển 24 chuôi lợi kiếm tạo thành kiếm trận. Thần niệm chi lực tiêu hao cực kỳ kinh người, nếu như chỉ có hắn và Cao An hai người lúc này. Nói cái gì hắn cũng không dám trực tiếp hướng kiếm trận phát động công kích, sẽ lập tức quay đầu bỏ chạy. Cùng một gã hiểu được điều khiển kiếm trận cùng giai tu sĩ chém giết, quả thực chính là tự hành muốn chết. Huống chi, Tiêu Phàm cảnh giới so với hắn rất cao, đã đến Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong trạng thái. Tùy thời cũng có thể đột phá bình cảnh, đặt chân trung kỳ cảnh giới. Nhưng dưới mắt, bọn hắn đã có 7 người,
bị Tiêu Phàm đánh lén giết một cái, còn thừa 6 cái, trong đó còn có một tên Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ. Cái này cũng không sao phải sợ đích. Chỉ cần Thiên Tuyệt sư huynh vừa ra tay, cái này kiếm trận lập tức sẽ sụp đổ. Tiêu Phàm tuyệt đối không có biện pháp tại điều khiển kiếm trận đồng thời, còn có thể đối với hai gã Nguyên Anh tu sĩ công kích ứng phó ung dung. Tiểu bối, lớn mật. Thiên Tuyệt đạo nhân cũng bị Tiêu Phàm triệt để chọc giận, một tiếng quát lớn, tay trái niết quyết, miệng lẩm bẩm, tay phải vung lên, cái kia đen nhánh khổng lồ ấn tỷ, ầm ầm, rung động, tự giữa không trung trấn áp mà xuống. Ấn tỷ bốn phía, mây đen quay cuồng, mùi máu tanh bốn phía. Vèo. Họ Trịnh ục ịch tu sĩ Lang Nha bổng quét tại không trung. Cái kia 24 chuôi Long Lân kiếm tại Lang Nha bổng quét tới lập tức một hồi thanh quang lập lòe. Như vậy biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phảng phất chúng vốn là tự chỉ là một chút ít hư ảnh, cố ý tại đó làm cho người rút lui đích. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm dưới chân độn quang cùng một chỗ, thân thể nhoáng một cái, liền tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Thừa dịp màu đen ấn tỷ uy năng chưa hoàn toàn đem chính mình bao phủ thời điểm, thì triển thuấn di thuật thoát thân mà đi. Màu đen ấn tỷ cũng thoáng một tí đập vào không trung, thậm chí ngay hư không đều thoảng qua vặn vẹo bắt đầu đứng dậy. Cái này ấn tỷ ra oai, có thể nghĩ. Cao An. Họ Trịnh tu sĩ bất chấp cái khác, cấp cấp hướng tại chỗ lơ lửng bất động cái kia tên kim đan hậu kỳ tu sĩ kêu một tiếng. Cái này đương lúc người còn không chạy, càng đợi khi nào. Ai ngờ không gọi khá tốt. Lúc đó, Cao An thân tử nhoáng một cái. Trực tiếp xuống phía dưới bên cạnh nước xoáy bên trong rơi xuống dưới, đảo mắt đã bị xanh thẳm nước biển nuốt hết. Không thấy bóng dáng Liễu Tương Đương. Không biết lúc nào, Cao An đã bị Tiêu Phàm vô thanh vô tức lấy tánh mạng. Hắc ma đao ngọn gió hư hóa thần thông, thường thường có thể ở quan trọng hơn trước mắt lập nhiều không tưởng được công lao. Tuy nhiên diệt sát một gã kim đan hậu kỳ tu sĩ, đối với hôm nay Tiêu Phàm mà nói, cơ bản không cần tốn nhiều sức, nhưng ở vài tên Nguyên Anh tu sĩ vây công phía dưới, còn muốn đối với kim đan hậu kỳ tu sĩ một kích giết chết, độ khó tựu khá lớn Liễu Tương Đương. Còn không có đứng đắn giao thủ, trong nháy mắt. Thiên Tuyệt đạo nhân đồ đệ tựu đã chết 2 người, 7 người biến thành 5 cái. Hỗn đản, cho lão tử lăn ra đây. Thiên Tuyệt đạo nhân tức giận đến nổi trận lôi đình, bỗng nhiên ống tay áo run lên, một khỏa ngón cái đại viên châu, vèo, mà bắn trên nửa không, ba tương đương, một tiếng nổ ra, lập tức vô số ngân quang lóng lánh bột phấn phô thiên cái địa phun mà xuống. Hơn 10 trượng bên ngoài, một đạo nhân ảnh tránh hiện ra, nhìn mình áo bào trắng thượng nhiễm lấy bột bạc, cảm thấy kinh ngạc. Đúng vậy Tiêu Phàm. Bất quá trong khoảng khắc, Tiêu Phàm tựu đã dùng hết vài chủng trồng phương pháp, muốn đem dính tại trên thân thể bột bạc loại trừ rơi, lại một chút hiệu quả đều không có. Cũng may cái này bột bạc ngoại trừ có thể biểu hiện người phương vị bên ngoài, cũng không có mặt khác hại, xem ra là chuyên môn vì đuổi bắt yêu thú chuẩn bị, lại để cho những kia am hiểu ẩn nặc thuật yêu thú không chỗ nào che giấu, ẩn trốn. Loại vật này tuy nhiên không có gì lực sát thương, lại cũng có được không thể thay thế thực tế công dụng. Chỉ là dưới mắt, tự nhiên không phải nghiên cứu và thảo luận những điều này thời điểm. Đồng loạt thưởng. Giết được hắn. Thiên Tuyệt đạo nhân không do dự nữa, cũng không đi đánh Hắc Lân chủ ý, gầm thét, hướng Tiêu Phàm mãnh liệt phát qua, cái kia màu đen ấn tỷ lại một lần nữa ầm ầm hướng Tiêu Phàm trấn áp mà xuống. Bốn người khác cũng không chút do dự, tất cả rất binh khí, giết chạy tiến lên. Tuy nhiên tại dưới cơn thịnh nộ, mấy người kia đánh cho có lẽ hay là rất có kết cấu. Cũng không có như ong vỡ tổ sông về phía trước, mà là chiếm cứ bất đồng phương vị, tiến thối tự động. Đây là nhiều năm đi săn động vật biển chỗ đã thành thói quen, bao vây tấn công, sớm thành thói quen thành tự nhiên. Tiêu Phàm lại một lần nữa thi triển thuấn di thuật tránh thoát đi. Những người khác công kích cũng là mà thôi, Thiên Tuyệt đạo nhân cái kia màu đen ấn tỷ, thật sự không giống tiểu khả, vẻ này bàng nhiên sức lực cùng thô bạo khí, rất khó đối phó. Nếu như là một chọi một, Tiêu Phàm tất nhiên là nghiêm nghị không sợ, cho dù lấy cứng trọi cứng, đều không có gì lớn đích. Mấu chốt bây giờ là 5 đối 1, Tiêu Phàm không có cách nào toàn lực ứng phó đi đối phó cái này màu đen ấn tỷ. Hừ hừ, người nếu cho rằng, dựa vào một cái thuấn di thuật, có thể tránh thoát ta đây bá long tỷ, cũng không tránh khỏi quá ngây thơ rồi. Thiên Tuyệt đạo nhân hừ lạnh một tiếng, trong miệng thì thào, chú ngữ thanh âm càng ngày càng gấp, tay phải 5 ngón tay thay đổi liên tục. Từng đạo tinh thuần pháp lực không ngừng bắn vào không trung màu đen ấn tỷ bên trong, chỉ thấy cái kia bá long tỷ chấn động, lại mở lại thủy chướng nổi lên đến, trong khoảnh khắc tựu tăng tới 2 trượng có thừa, một cổ xa so lúc trước càng thêm trầm trọng áp lực,
vào đầu áp đem xuống. Cùng lúc đó, một cổ mây đen quay cuồng mà xuống. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy quanh người không khí siết chặt, tứ chi bách hài liền như là tưới chỉ tựa như, trầm trọng đến cực điểm, lại cũng khó có thể hoạt động nửa bước. Cũng không biết là Bá Long Tỷ thân mình uy năng, còn là vì cái này ấn tỷ giết chóc quá nhiều, sát khí quá nặng, tự nhiên mà vậy có được lấy giam cầm chi lực. Họ Trịnh ục ịch tu sĩ cùng Mao sư đệ lập tức đại hỉ, một cái lang nha bổng, một cái nhĩa xiên thép, phân theo khoảng chừng gì đó hướng Tiêu Phàm mãnh liệt đánh đi qua. Cái này họ Tiêu hôm nay bị Bá Long Tỷ ngũ hành chi lực chỗ giam cầm, đã cứng đối cứng địa đối phó Thiên Tuyệt sư huynh Bá Long Tỷ, vừa muốn đồng thời ứng phó bọn hắn theo bên cạnh đánh lén, phải có lẽ đã lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Nhưng vào lúc này, Tiêu Phàm trước người không khí một hồi vần nước loại vặn vẹo, cuồng cắt cuồn cuộn mà qua, một đạo cao lớn hơn một trượng màu vàng đất thân ảnh di động hiện ra, cầm trong tay hai thanh màu vàng đất cự chùy, ầm ầm hướng giữa không trung trấn áp mà ở dưới Bá Long Tỷ mãnh liệt đánh đi lên. Oanh! Màu vàng đất cự chùy cùng màu đen Bá Long Tỷ đụng vào cùng một chỗ. Cứ việc đã muốn tiến giai thành nguyên anh kỳ thổ ma ngẫu lực lớn vô cùng, cái này màu vàng đất song chùy cũng chỉ là có chút ngăn trở một chút màu đen ấn tỷ giảm xuống xu thế. Trong nháy mắt, hai thanh uy phong lẫm lẫm cự chùy liền từng khúc vỡ vụn, hóa thành điểm một chút bụi đất. Bá Long Tỷ ầm ầm mà xuống. Đồng thời, lang nha bổng cùng cái nĩa xiên thép cũng phân biệt đánh trúng thổ ma ngẫu song sườn lôi thôi. Bá! Thổ ma ngẫu toàn thân đều nát, vỡ thành một đoàn cát vàng, ở giữa không trung xoay tròn lấy, tựa hồ muốn lại một lần nữa ngưng tụ thành hình. Mà nguyên vốn hẳn nên đứng ở hắn vị trí kia Tiêu Phàm, lại một lần không thấy bóng dáng, theo mọi người mí mắt phía dưới biến mất không thấy. Đều cẩn thận chút. Thiên Tuyệt đạo nhân phát giác không ổn, nhịn không được nghẹn ngào hô to, mãnh liệt quay đầu đi. Sau đó, Thiên Tuyệt đạo nhân chợt nghe đến sét đánh nổ vang, tiếng sét đánh ở bên trong, là hai tiếng thê lương vô cùng rú thảm. Thiên Tuyệt đạo nhân một lòng, lập tức trầm xuống. Chỉ thấy một tòa hơn một trượng cao hoàng kim như ý tháp xoay tròn lấy, nhanh chóng thu nhỏ lại, về tới Tiêu Phàm trong tay, vài tấc cao trên thân tháp, sét đánh trận trận, ngân hình cung lòe lòe, chói mắt sáng chói, chính là một việc lôi thuộc tính chí bảo. Mà bọn họ hạ cuối cùng hai gã kim đan hậu kỳ đệ tử, đã tại chỗ biến mất đắc bóng dáng đều không có, ngay một điểm cặn bã đều không thừa hạ, phảng phất bọn hắn cho tới bây giờ sẽ không có tại đây nơi vùng biển xuất hiện qua. Mới vừa rồi còn là, một môn bảy kiệt, trong nháy mắt, cũng chỉ còn lại có ba người bọn hắn nguyên anh tu sĩ, kim đan đệ tử đã muốn tổn thất hầu như không còn. Thực tế lại để cho Thiên Tuyệt đạo nhân cơ hồ muốn chọc giận ngất đi chính là, Tiêu Phàm đang tại hắn mặt, diệt sát những này đệ tử. Tại ba gã nguyên anh tu sĩ tấn công mạnh phía dưới, người này như trước dù bận vẫn ung dung, dễ dàng liền đem hắn bốn gã đẳng cấp cao đệ tử giết được sạch bong. Thiên Tuyệt đạo nhân cơ hồ muốn giận điên lên. Lẽ nào lại như vậy? Quả nhiên là lẽ nào lại như vậy? Trước kia bọn hắn còn đang âm thầm cười nhạo Hạo Thiên Tông hạch tâm trưởng lão hữu danh vô thật, đường đường siêu cấp lớn tông môn nguyên anh trung kỳ trưởng lão, cư nhiên bị một gã nguyên anh sơ kỳ tu sĩ tại Từ gia tổng đàn cho giết chết, thật sự là bị chết có đủ uất ức đích. Hiện tại xem ra, thật đúng là oan uổng Hạo Thiên Tông cùng Âu Dương Uy. Cái này họ Tiêu hỗn đản, quả thực chính là cái đồ biến thái. Cường hãn đến biến thái. Tiêu Phàm lơ lửng tại nước xoáy trên không, cánh tay vừa nhấc, đem thổ ma ngẫu hóa thành cuồn cuộn cát vàng đều thu vào trong chữ vật giới chỉ, lạnh lùng mà xem của bọn hắn sư huynh đệ ba người. Các ngươi bây giờ lập tức biến, ta có thể tha các ngươi bất tử. Thanh âm lạnh lùng, theo Tiêu Phàm trong miệng xông ra. Thiên Tuyệt đạo nhân hai mắt, lập tức tựu đỏ, hồng đến tượng huyết, phảng phất muốn giọt giọt mà chảy xuống. Họ Trịnh tu sĩ cùng Mao sư đệ, trong mắt cũng giống như là muốn phun ra lửa. Thành danh nhiều năm, còn chưa bao giờ đã bị qua như vậy nhục nhã. Họ Tiêu đích, đây là ngươi bức ta đích. Gắt gao nhìn thẳng Tiêu Phàm, Thiên Tuyệt đạo nhân nói từng chữ từng câu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1125.